Các bạn mến, gần đây mình phát hiện web truyện chữ đã dừng. Từ tập này trở đi, tới khoảng chương 700, 95% là hình. Hơn 5.000 tấm hình. Mình thấy hay là dừng chuyện này ở đây vậy. Các bạn thấy sao? Chàng rể vô địch, Hoàng Thiên. Tập 16 Lúc này, Hoàng Thiên nhìn quanh và quát to, tân song ưng, ông còn dám tiếp tục làm con rùa rụt cổ không chui ra, tôi sẽ đánh chết thằng con trai ông. Hơn 10 giây trôi qua, cuối cùng cũng có hơn 10 người đi ra từ trong khu rừng nhỏ phía Bắc. Đi đầu là một người hơn 40 tuổi, mặc quần áo bình thường giản dị, vóc dáng có phần tiêu tụy, nhưng nhìn lên gương mặt thì gã này lại có tướng hung ác, nhất là cặp mắt tam giác tỉ hí đen lấy quét lên vẻ hung ác, thoáng nhìn đã thấy là một kẻ cực kỳ tàn độc. Người này chính là Tân Song ưng, ông trùm của tổ chức sát thủ ưng hồn, Mười mấy người đi theo sau tân song ưng đều là những sát thủ đắc lực cấp dưới của ông ta, ai nấy đều không phải dạng vừa. Đằng sau đám người đó còn có một mỹ nữ có thân hình quyến rũ, không phải ai khác mà chính là Trần Giang. Tuy Hoàng Thiên không quen biết gã tân song ưng này, nhưng nhìn thần thái khí thế của ông ta, Hoàng Thiên cũng gần như đoán ra được 8, 9 phần 10. Khi nhìn thấy Trần Giang ở phía sau, Hoàng Thiên tức thì chắc hỏa. Cha ơi mau cứu con! con sắp bị người ta đánh chết rồi, gây mất mấy cái xương sườn đây này. Tần Khải gào khóc, cầu cứu Tần Song ưng. Tần Song ưng vừa trông thấy bộ dạng bị tra tấn thảm hại của cậu con trai cưng, tức thì phân uất đến nỗi lông mày dựng ngược cả lên. Tên cáo già cũng này không phải dạng hiền lành gì cho cam. Là người đứng đầu một tổ chức sát thủ, sao có thể lành tính được. Khốn kiếp, mày dám làm con trai tao ra nông nỗi này. Tân song ưng chửi bới hung hăng không băm vằm thằng con ông đã là may rồi tân song ưng lập tức thả vợ tôi ra ngay hoàng thiên cao giọng nói tần song ưng chừng mắt nham hiểm nhìn hoàng thiên cười khẩy kha kha muốn tao thả vợ mày ra cũng được tiền đâu tiền sẽ không thiếu của ông một xu tốt nhất đừng có dở trò ra với tôi hoàng thiên nói dứt lời đánh mắt ra hiệu với tiêu văn hạ tiêu văn hạ hiểu ý lập tức dẫn theo thuộc hạ khiêng túi tiền ra khỏi xe chở tiền mười mấy chiếc túi đựng tiền mặt chất lên nhau như một ngọn núi. Tần song ưng chố mắt nhìn, tuy không nhìn thấy tiền bên trong nhưng ông ta vẫn phấn khích vô cùng. Bao năm qua vào sống ra chết là vì cái gì? Chính là vì muốn phát tài lớn đấy thôi. Cuối cùng tối nay đã phát tài lớn rồi. 350 tỷ tiền mặt cơ mà, có nhiều tiền thế này thì về sau cần gì làm sát thủ nữa? Di dân ra nước ngoài mà hưởng thụ thôi. Tần song ưng càng nghĩ càng thảo mãn. Ông ta tham lam liếm môi, cười lạnh lùng nói với Hoàng Thiên, "Hê hê, cảm tạ cậu Thiên. Cậu cũng thương vợ thật đấy, đổi bao nhiêu là tiền thế này cứu mạng vợ." "Đừng lại nhảy nữa, thả người ra." Hoàng Thiên lạnh lùng nói. "Đừng nóng vội, tôi phải kiểm tra tiền đã chứ." Tần Song ưng cười thất thố, kích động đến run cả tay, dẫn theo mấy thuộc hạ bắt đầu đếm số tiền mặt kia. Đông người dễ làm việc. Tân Song ưng cùng mười mấy thuộc hạ của ông ta cùng nhau đếm, rất nhanh đã kiểm tra xong, số tiền mặt trước mắt đích thực tròn 350 tỷ. Chú Song ưng, phần của cháu có chia cho cháu luôn bây giờ được không? Mắt Trần Giang đã sáng ngời, óng hẹo bước tới, cười đê tiện cất giọng hỏi Tân Song ưng. Tần Song ưng trợn mắt, bực bội đáp lời Trần Giang, phần nào của mày? Trần Giang sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhíu mày bảo, không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao? đợi sau khi tiền về tay, tôi sáu ông bốn, tôi phải lấy hai trăm mười chứ ha ha, mẹ mày chứ, mày cũng không soi gương mà xem, cái loại mày mà đáng hai trăm mười tỷ à. Tân song ưng bật cười chế diễu, nói kháy Trần Giang. Trần Giang tức xì khói, khó khăn lắm cô ta mới thuyết phục được Trương Lan Phượng để Trương Lan Phượng cùng cô ta lừa Lâm Ngọc An ra ngoài. Lúc ở trung tâm mua sắm, Trần Giang lại rủ Lâm Ngọc An cùng mình vào WG, lúc này thuộc hạ của tần song ưng mới lẻn vào từ cửa sổ wc đánh ngất lâm ngọc an sau đó bắt cóc lâm ngọc an đi mất thoát được tâm kiểm soát của nhân viên đặc nhiệm một cách ngoạn mục có thể bắt cóc lâm ngọc an thành công quả thực công lao của trần giang không hề nhỏ y nhưng đến lúc này tân song ưng lại trở mặt làm cho trần giang muốn nổ tung nhưng trần giang lại không dám làm căng với tần song ưng bởi hiện tại cô ta đã biết tân song ưng không phải người tầm thường chưa biết chừng còn là đại ca của một tổ chức tội phạm cũng nên vì vậy nên Trần Giang không dám hỗn sửa quá đà trước mặt Tần Song ưng, cô ta nén cơn giận lại, ngọt nhạt với Tần Song ưng, chú Song ưng, chú không được nói mà không giữ lời đâu đấy nhé. Chúng ta đã thống nhất rồi, sau khi bắt được Lâm Ngọc An đòi tiền Hoàng Thiên thì cháu sáu phần chú bốn phần. Chú là bậc bề trên sao có thể ăn quỳt thế được. Ha ha, mẹ kiếp, mày là chị họ của Lâm Ngọc An mà lại giúp tao làm ra chuyện như thế này, mày cũng có phải dạng tốt đẹp gì cho cam, chúng ta như nhau cả thôi, Tần song ưng nhìn Trần Giang đầy vẻ khôi hài, bật cười ha hả. Trần Giang cũng đã nhận ra Tần song ưng không muốn nôn ra miếng thịt béo bở đã dâng đến tận miệng mà muốn một mình nuốt trọn số tiền này. Những 210 tỷ đấy, Trần Giang trơ mắt nhìn bao nhiêu là tiền bày ra trước mắt, cô ta bức xúc đến cào xé ruột gan. Hoàng Thiên đứng đó nghe Trần Giang với Tần song ưng cắn xé nhau. Anh siết chặt nắm đấm kêu răng rắc. Không khác dữ liệu của anh là mấy, quả nhiên là Trần Giang có nhúng tay vào trò này. Hoàng Thiên còn chưa kịp nổi giận thì Trương Lan Phượng nãy giờ đứng phía sau lúc này đã không nhịn được nữa. Trương Lan Phượng song tới chỉ tay vào mặt Trần Giang, quát mắng, Trần Giang, con danh khốn nạn. Lúc đầu mày nói với tao thế nào, mày bảo chỉ làm cho ra vẻ giống như là Ngọc An bị bắt cóc để Hoàng Thiên đem tiền đến chuộc. Nhưng bây giờ là thế nào đây? Ngọc An bị chúng mày bắt đi đâu rồi? Hiện giờ con bé thế nào? Mày nói đi, mày nói đi chứ. Trương Lan Phượng càng nói càng kích động, lao tới trước mặt Trần Giang túm lấy tóc cô ta. Trần Giang đang trách hỏa, lúc này cần gì quan tâm là gì hai hay không phải gì hai. Cô ta cũng túm tóc Trương Lan Phượng, hai người rằng co qua lại. Phen này thì náo nhiệt rồi, chuyện còn chưa giải quyết xong, Trương Lan Phượng với Trần Giang lại còn vật lộn rất hăng say, đánh nhau tơi bời. Trần Giang thon thả yểu điệu không phải đối thủ của Trương Lan Phượng, chưa đến 10 giây đã bị Trương Lan Phượng ngồi rẻ lên, Trương Lan Phượng tay năm tay 10, dám tới tấp mấy cú tát, đánh Trần Giang chảy máu mũi. Hoàng Thiên đứng cạnh càng nhìn càng bực bội, nói với Tiêu Văn Hạ, kéo bà ấy lại. Tiêu Văn Hạ vâng lệnh, bước tới lôi Trương Lan Phượng về. Đừng có kéo tôi, tôi phải đánh chết con danh khốn kiếp này, cái loại đầu đất, em họ mình cũng lừa. Trương Lan Phượng la lối nói kháy. Chát, Hoàng Thiên bước lên dáng cho Trương Lan Phượng một cái tát bỏng rát mặt. Trương Lan Phượng bị tát choáng váng, ôm mặt trừng mắt nhìn Hoàng Thiên, gào lên, sao cậu đánh tôi? Chát chát, Hoàng Thiên lại tát Trương Lan Phượng thêm hai cái, quát, bà cút sang một bên đứng cho tôi nhờ. Bà cũng nhúng tay vào gây chuyện, còn bếp xếp cái gì? Tôi, Trương Lan Phượng lắp bắp, bị Hoàng Thiên đánh cho hết cả hung hăng, bà ta cũng tự biết mình đối lý. Nếu không tại bà ấy có ý đồ bất chính muốn lừa tiền Hoàng Thiên, thì cũng không đến mức tin lời phỉnh nịnh của Trần Giang, lừa Lâm Ngọc An ra ngoài. Giờ thì hay rồi, Trần Giang biến kịch thành thật, cấu kết với người ngoài bắt cóc Lâm Ngọc An thật, Trương Lan Phượng hối hận đứt ruột. Tân Song ưng đứng bên cạnh cười ha hả xem vở hài kịch, ông ta lệnh cho thuộc hạ giữ lấy 350 tỷ tiền mặt, rồi rút ra 500.000 trong mớ tiền ném cho Trần Giang. Mày muốn tiền chứ gì? Cho mày 500.000, bắt xe mà cút về. Tân Song ưng diếu cợt nhìn Trần Giang, Xua đuổi đứa ăn mày. Trần Giang muốn chửi Tần Song ưng nhưng lại không dám chửi thành tiếng, tức tái mặt. Nhìn bộ dạng của Trần Giang, Hoàng Thiên giận điên người. "Trần Giang, cô ra đây ngay cho tôi." Hoàng Thiên chỉ tay về phía Trần Giang, nghiêm giọng quát. Trần Giang sợ run lẩy bẩy, cô ta cũng biết Hoàng Thiên đã tức giận thực sự. Ở thời điểm máu nóng sục sôi này, có thể giết cô ta chứ chẳng chơi. "Đừng ăn cắp nữa nhé." cô ta không dám trái ý Hoàng Thiên, vội vàng đi tới. Xin lỗi nhé em rể, tại ma xui quỷ khiến, tôi không phải con người, tôi đáng chết. Trần Giang vừa thừa nhận sai lầm, vừa tự vả vào mặt mình, hòng xin Hoàng Thiên tha thứ cho cô ta. Bịch! Hoàng Thiên tung chân đạp thẳng vào bụng Trần Giang đau điếng. Hự một tiếng, Trần Giang lùi sau mấy bước ngã ngồi trên đất, mông bị đập gần như nát bươm. Giờ chị mới biết sai à? chị mà lấy được 200 tỷ, chị còn cho là mình sai không? Nhất định chị sẽ gật gù đắc ý lắm đúng không? Hoàng Thiên chỉ vào Trần Giang đang ngồi trên đất, cao giọng chất vấn. Trần Giang bị những câu hỏi của Hoàng Thiên làm cho Á khẩu không nói nên lời. Hoàng Thiên nói không sai, nếu như Tân Song ưng thực sự đưa cho cô ta 210 tỷ thì cô ta sướng phát điên lên mất. Bây giờ tiền mất tật mang, từ trong ra ngoài không còn là con người, Trần Giang thực sự hối hận. Không không không, em rể, cậu nghe tôi nói, tôi thực sự biết sai rồi. Trần Giang cuống quyết giải thích. Hoàng Thiên không muốn nghe dù chỉ một chữ, lúc này anh cũng chẳng hơi đâu xử lý Trần Giang, ra gia hiệu cho Tiêu Văn Hạ đưa Trần Giang lên ô tô trước, đợi cứu được Lâm Ngọc An rồi sẽ tính sổ món nợ này với Trần Giang. Tần Song ưng, tiền ông đã cầm rồi, nên thả người đi chứ. Hoàng Thiên kiên nhẫn đàm phán với Tần Song ưng. Tần Song ưng hấp háy đôi mắt tam giác lạnh lùng nói với hoàng thiên anh còn chưa thả con trai tôi ra đâu thả con trai tôi ra tôi sẽ xem xét thả vợ nhtl khi nói những lời này đôi mắt tân song ưng lóe lên một ánh nhìn quỷ quyệt hoàng thiên quan sát được hết anh đã không còn đặt bất cứ hy vọng gì ở tân song ưng nữa qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi hoàng thiên đã nhìn ra được con người của tân song ưng là một kẻ tiểu nhân nham hiểm và lật lọng xảo trá mong đợi hạng người này giữ chữ tín thì thật quá ấu trĩ cho dù thả Tần Khải, cũng chưa chắc Tân Song ưng đã thả Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên Hiểu rất rõ điều này. Cho nên chỉ có một con đường có thể đi được, đó là giải quyết bằng vũ lực. Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên vẫy tay về phía đám người của Tiêu Văn Hạ, ra hiệu cho họ xông lên bao vây. Ngay lập tức, Tiêu Văn Hạ cùng thuộc hạ ngay tức thì ập tới. Tần Song ưng hơi biến sắc, ông ta chừng chừng đôi mắt tam giác hung tợn quát Hoàng Thiên, Hoàng Thiên. Mẹ kiếp, mày cậy đông hiếp yếu đấy à? tao cho mày biết, mày mà dám làm bậy thì vợ mày đừng hòng sống được. Dù ông đây không làm bậy, mày cũng có chịu thả vợ ông ra không? Hoàng thiên giật dữ thét lên, nhanh như cắt rút một con dao găm rát ở eo của một thuộc hạ ra, Hoàng thiên xông tới trước mặt tần song ưng. Cùng lúc, mười mấy thuộc hạ của tần song ưng cũng đồng loạt rút súng, có hai kẻ nhanh nhẹn đã dương súng nhắm vào Hoàng thiên. Bằng bằng, hai tiếng súng từ cách đấy không xa vang lên. Hai tên sát thủ rút súng nhắm bắn kia bỗng ré lên thất thanh, cổ tay gần như trúng đạn cùng lúc, khẩu súng trong tay cũng không cầm vững, đánh rơi xuống đất. "Đứng yên, không muốn chết thì vứt hết súng xuống." Một nhân viên đặc nhiệm cách đấy không xa quát lớn ra lệnh. Mười mấy sát thủ vốn dĩ không có điểm tựa, vì vừa rồi lúc núp trong khu rừng nhỏ, họ đã phát hiện ra Hoàng Thiên dẫn theo 8 nhân viên đặc nhiệm trong trang phục ngụy trang, món hàng trong tay cũng khá là cứng. Còn họ chỉ có súng lục làm sao đấu lại được với 8 khẩu súng trường tự động. Huống hồ Hoàng Thiên còn mang theo vài ba chục người khác nữa. Hai đội quân gặp nhau thì tinh thần của binh sĩ là quan trọng nhất. Mười mấy người sát thủ vốn dĩ là quá đủ tự tin rồi, thế nhưng khi bị hai nhóm người này đột kích, tất cả bọn họ đều bắt đầu hoảng loạn. Có mấy tên sát thủ ngoan ngoãn ném súng xuống, còn mấy tên kia sau khi dơ dự một hồi, cuối cùng cũng buông súng đầu hàng, quỳ trên mặt đất. Miệng khẩu súng 8 lim đen xì chĩa vào những tên sát thủ, chỉ cần có bất kỳ phản ứng nào thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tần song ưng đứng ở một góc, mặc dù trong lòng tên này rất căng thẳng nhưng ông ta vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Vừa nghĩ đến vợ Hoàng Thiên vẫn còn ở trong tay ông ta, ông ta liên cảm thấy khó chịu. Ha ha, tên họ Hoàng kia, tôi không tin anh dám động vào tôi. Mẹ kiếp, vì vợ của anh thì anh phải nhịn thôi, sao anh nỡ khiến cô ta chết được. Tần Song Ưng cười tàn độc, khiêu khích Hoàng Thiên. Ông dám động vào cô ấy? Trong mắt Hoàng Thiên đều là sự lạnh giá, anh nắm lấy tóc Tần Song Ưng, tát mạnh vào mặt tên rác rưởi này một cái. Chát một tiếng, mũi Tần Song Ưng bỗng chốc lệch sang một bên. Mẹ kiếp! Dưới cơn đau, Tần Song Ưng kêu gào thảm thiết, xương sống mũi của ông ta đã bị Hoàng Thiên đánh gãy mất rồi. Mẹ nó nữa, Hoàng Thiên, tôi bảo đảm vợ anh sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu. Tần song ưng mơ hồ quát ẩm lên, ông ta dùng tay lau máu mũi. Chát! Hoàng thiên huyết mạnh một cái vào bụng dưới của tần song ưng, khiến tần song ưng đau đến cúi gập cả người lại, không đứng vững nổi. Lúc này hoàng thiên xoay con dao găm một vòng, sau đó đâm thẳng một nhát lên mặt tần song ưng. Điều hoàng thiên tôi ghét nhất chính là có người uy hiếp tôi. Con mẹ nó, anh là cái thá gì chứ? Lại còn dám uy hiếp tôi? Hoàng thiên nói, Dao găm đâm trên mặt Tần Song Ưng bị dí mạnh xuống. A. À, tần Song Ưng kêu gào thảm thiết, đau đến nỗi hai chân đều mềm nhún như nước, ông ta quỳ thẳng xuống mặt đất. "Tần Song Ưng, ông có tin tôi sẽ một dao đâm nát mặt ông không?" Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Vào giây phút này, Tần Song Ưng cảm thấy có hơi hoảng sợ, trước giờ ông ta chưa từng có cảm giác như vậy. Từ nhỏ tới lớn, Tần Song Ưng đều là người lấy thịt đè người, có bao giờ phải sợ bất cứ a? À? Thế nhưng tối nay, lần đầu tiên Tân Song ưng lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, bởi vì con dao trên mặt cam xuống đau quá rồi. Anh, anh không thể làm như vậy với tôi được, lẽ nào anh không cần vợ anh nữa sao hả? Tân Song ưng cắn răng, ông ta vẫn còn muốn uy hiếp Hoàng Thiên. Chát! ai! Rất nhanh sau đó, Tân Song ưng lại gào lên lần nữa, cánh tay ông ta đã bị đâm một dao, đau đến nỗi khiến ông ta suýt chút nữa thì ngất đi tôi đang nghe đây ông cứ nhận tiếp đi nhé hoàng thiên cười lạnh anh nói với tân song ưng tần song ưng ngậm miệng lại ông ta nào dám nói thêm gì nữa đâu bị ngược đãi như vậy thì cho dù là người làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi tần song ưng cũng là con người làm bằng xương bằng thịt sao ông ta có thể chịu được thủ đoạn như vậy của hoàng thiên không uy hiếp tôi nữa hả hoàng thiên nắm lấy tóc tân song ưng khiến ông ta phải ngẩng đầu lên đối diện với hoàng thiên trái tim Tân song ưng đều run lên cầm cập. Lúc này, biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên vô cùng lạnh lão, hơn nữa cả người còn tỏa ra sát khí nồng nặc, rõ ràng là có ý muốn giết người. Anh, anh Hoàng, chúng ta có gì từ từ nói? Cuối cùng tân song ương cũng đã hoảng sợ, ông ta lắp bắp nói với Hoàng Thiên. Nói cái con mẹ mày ấy. Hoàng Thiên tức giận chửi lên, anh kéo tóc tân song ương, đạp mạnh một cái vào mặt của ông ta. Vẹn vẹn 10 phút trôi qua, tân song ưng đã bị đạp đến kêu gào thảm khốc chát một tiếng, Hoàng Thiên đạp ông ta xuống đất, lúc này, cả người Tân Song Ưng đều nằm lăn lóc trên mặt đất, không nhúc nhích được. Còn khuôn mặt của Tân Song Ưng đã hoàn toàn không nhìn ra hình thù gì nữa rồi. Trước đó ông ta đã bị gãy sống mũi, sau khi bị đạp vài cái như vậy, khóe mắt cũng rách cả ra, răng cửa không còn sót lại cái nào, cả người đều bị đạp đến bê bết. Hơn nữa, mặt của Tân Song Ưng sưng lên đến mấy phân, khóe miệng, vành mắt như mảnh vải rách bị vá lại không nhìn kỹ còn chẳng phân biệt nổi đâu là mắt đâu là mũi. Mọi người thấy vậy thì đều nổi cả tóc gáy. Bị đánh thảm như vậy, đúng thật là hiếm thấy mài đám người tiêu văn hạ thường xuyên đánh nhau cũng đã gặp phải không ít trường hợp như vậy, nhưng giờ đây trong lòng bọn họ đều vô cùng cung kính, nể phục Hoàng Thiên. Tần Khải vẫn luôn nằm dưới đất, khi nhìn thấy cha anh ta bị đánh thành bộ dạng này, tên nhóc này bị dọa đến rụt cả cổ lại. So với cha mình, vết thương của anh ta vẫn còn được xem là nhẹ chán, cha anh ta mới gọi là thằng kia. Trương Lan Phượng đứng ở bên cạnh đã nhìn thấy rất rõ, bà ta bị dọa đến nỗi sắp bại liệt. Mặc dù trước đó bà ta cũng nhận ra một mặt canh nhiệt của Hoàng Thiên, thế nhưng tối nay bà ta mới hoàn toàn sợ Hoàng Thiên. Nghĩ tới vừa nãy bà ta mới chịu có ba cái tắt thôi, đúng là quá nhẹ nhàng rồi. Trần Giang thì cũng chẳng kém mấy. Cô ta nghĩ tới cảnh sau khi Hoàng Thiên cứu Lâm Ngọc An ra, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu cô ta cảm thấy hai chân mình đang run lên, cô ta sắp không đứng vững được nữa. Nhưng Hoàng Thiên lại không còn tâm tư để xử lý Trần Giang và Trương Lan Phượng nữa. Đừng nhìn lúc này anh có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đang vô cùng hoảng loạn. Lâm Ngọc An còn ở trong tay đối phương một phút thì tức là có nhiều hơn một phút hiểm nguy, Hoàng Thiên sao có thể không lo lắng cho được. Nếu như ông ta còn không thả người ra thì anh cứ rạch nát mặt ông ta đi. Hoàng Thiên giao con dao cho Tiêu Văn Hạ, lớn tiếng nói. Tôi hiểu rồi. Tiêu văn hạ cao giọng đáp, anh ta nhận lấy con dao găm của Hoàng Thiên, sau đó bước mấy bước tới trước mặt tân song ưng. Thật ra tiêu văn hạ sớm đã tức phát điên rồi, thời gian dài như vậy, tiêu văn hạ và Hoàng Thiên đã kết giao được một tình bạn sâu sắc, không những anh ta coi Hoàng Thiên là đại ca của mình mà còn coi anh là anh em trí cốt. Tên tần song ưng này ngoan cố như vậy, tiêu văn hạ sớm đã muốn hành hạ anh ta đến chết rồi. Lời anh Hoàng nói anh ông nghe rõ chưa? Tôi hỏi ông lần cuối, ông có thả người ra không? Khuôn mặt tiêu văn hạ trầm lại, anh ta ngồi xổm xuống hỏi tân song ưng. Tân song ưng khóc rồi, không sai, thật ra anh ta bị hành hạ đến phát khóc. Sống hơn mấy mươi năm, từ trước đến giờ ông ta chưa từng bị thiệt hại nghiêm trọng như thế. Tối nay, có lẽ là ngày đen tối nhất trong cuộc đời ông ta, ông ta không sống nổi nữa rồi. Mẹ nó nữa, Lương Hà Giang, Phan Liệt, hai tên khốn các người đã hại chết tôi rồi. Nếu như không phải mấy người tìm tôi kêu tôi đi giết Hoàng Thiên, thì liệu tôi có rơi vào hoàn cảnh như tối nay không? Tần song ưng thầm chửi trong lòng, ông ta hối hận lắm rồi, sớm biết Hoàng Thiên lợi hại như vậy, có đánh chết ông ta cũng sẽ không đi đắc tội với Hoàng Thiên. Ông câm rồi hả, tiêu văn hạ thấy tân song ưng nằm trên mặt đất, không ngừng khóc lóc, anh ta chợt nổi điên lên, anh ta cắm một dao vào bả vai tân song ưng. AI không không không, tôi không bị câm, tôi thả người, tôi thả người. Tân song ưng khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Lúc này tiêu văn hạ mới không ra tay nữa, anh ta quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bước nhanh tới, lạnh lùng nhìn tân song ưng, ngay cả nói một câu với loại người cặn bã như này anh cũng lười nữa. Tân song ưng không dám chỉ hoãn một giây, ông ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi đi một cuộc. Vợ của anh Thiên còn ổn chứ? Các người nghe đây, nếu như dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ lột da của mấy người ta." Tần Song Ưng tỏ vẻ tức giận, hung hãn, nói với người bên kia điện thoại. Rất nhanh sau đó, Tần Song Ưng lại nói tiếp, "Các người ở yên chỗ đó đợi tôi, bây giờ tôi đi qua đó ngay." Sau khi tắt điện thoại, Tần Song Ưng khổ não nhìn Hoàng Thiên, nói, "Anh Thiên, bây giờ tôi dẫn anh đi tìm vợ anh, anh thấy như vậy có được không?" Lúc này, Tần Song Ưng nhìn hèn mọn cực kỳ, ở trước mặt Hoàng Thiên, ngay cả lưng cũng không đứng thẳng được thấy bộ dạng tần song ưng như kẻ làm tôi tớ trên mặt mười mấy tên sát thủ là đàn em của tần song ưng đều là vẻ không còn hy vọng gì cả lão đại của bọn họ cũng đã thừa nhận huống hồ là bọn họ cho nên mười mấy tên sát thủ đều chung một ý nghĩ đó là không chống lại bọn họ ngồi xổm dưới đất như cụ già đưa ông ta lên xe xuất phát hoàng thiên chỉ tần song ưng ra lệnh với tiêu văn hạ tiêu văn hạ không nói gì bảo thuộc hạ mang tần song ưng bắt lên xe Tần Khải, con trai Tần Song ưng cũng bị bắt bên xe. Côn có cả Trương Lan Phượng và Trần Giang cũng bị bắt tạm giữ trên xe, Hoàng Thiên không nói gì, hai người bọn họ đừng như nghĩ tới được thả. Còn những tên đàn em của Tân Song ưng kia, Hoàng Thiên không thèm để ý, mặc kệ bọn họ ở nơi này. Sắc mặt Hoàng Thiên trầm xuống, bước nhanh tới cổng sân. Mấy người thuộc hạ tới mở cửa nhưng thấy của đã bị người bên trong khóa lại, ổ khóa to khoảng một nắm tay gọi người trong ra mở cửa. Hoàng thiên quay đầu quát tân song ưng. Hai chân tân song ưng không đứng vững, ông ta đang căng thẳng cực độ. Lâm Ngọc An là con bài chủ chốt trong tay ông ta, nếu Hoàng thiên cứu được Lâm Ngọc An rồi thì sẽ chẳng ngần ngại gì mà xử lý ông ta, thậm chí còn có thể tùy ý mà làm thịt. Cho nên dù trong lòng tần song ưng không muốn, nhưng không dám chống đối lại với Hoàng thiên, bởi vì ông ta không thể chịu nổi sự hành hạ của Hoàng thiên. Được, cậu thiên, Bây giờ tôi gọi ngay cho bọn họ. Tần Song Ưng vội đồng ý, lấy điện thoại gọi ngay cho người của ông ta. Ngay sau đó, đèn trong nhà sáng lên, một người đàn ông đầu húi cua chạy ra. Nhưng khi ra ngoài quan sát thì tên đầu húi của kinh hãi. Vì có nhiều xe và nhiều người tới như vậy, tất cả ai ai cũng đều cầm súng trường tự động, trận chiến này cũng quá lớn rồi. Người đàn ông đầu húi cua nhìn thấy Tần Song Ưng thì ngơ ngác. Chỉ thấy Tân Song ưng bị đánh xương vù cả mặt, cả người trong trạng thái nửa sống nửa chết. Trời ạ, à, là ai đã đánh ông Tân như thế? Tên đầu húi của có hàng trăm câu hỏi trong đầu, gấp gáp hỏi thăm Tân Song ưng, ông chủ, ngài, ngài không sao chứ? Bớt con mẹ nó nói nhảm, mau mở cửa ran. Tân Song ưng chỉ có thể giải bộ hung dỡ để che giấu cái hành động thẹn quá hóa giận. Còn nữa, thành viên trong tổ chức sát thủ ưng hồn cũng e ngại Tân Song ưng thấy tần song ưng nổi đoá, người đàn ông đầu húi của không dám ho he lời nào nữa, lấy chìa khóa mở cửa. Kẹt, cửa được mở ra. Trong lòng Hoàng Thiên rất gấp gáp, anh không nói nửa lời, bước nhanh đi vào. Người đàn ông tóc húi của thầy Hoàng Thiên tự nhiên xông vào mà boss anh ta không bảo gì. Ê ê ê, anh là ai ê ai cho anh tự ý xông vào. Người đàn ông đầu húi của lớn tiếng gọi Hoàng Thiên, với tay định cản Hoàng Thiên lại. Bộp, Tiêu văn hạ giơ tay, hung hăng tát một cái thật mạnh vào mặt tên đầu húi của. Tên yếu đuối này bị tát xoay mặt một vòng, không đợi tên đầu húi của phản ứng lại, tiêu văn hạ đã xách cổ anh ta theo sau Hoàng Thiên. Người đàn ông đầu húi của muốn chống lại nhưng anh ta làm gì có sức mạnh lớn hơn tiêu văn hạ, anh ta bị túm xách lên rất nhẹ nhàng. Hoàng Thiên đi tận phía trước, qua một hành lang, anh nghe thấy bên trong một phòng nhỏ có phát ra tiếng cười thô thiển của một người đàn ông. Ha ha ha! Tôi nói này người đẹp, nếu không phải cuộc gọi kia của ông chủ thì bây giờ cô đã là phụ nữ của ông đây rồi. Anh vô liêm sỉ, thả tôi ra ngay, nếu chồng tôi mà tìm được anh, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Giọng nói của Lâm Ngọc An truyền ra, giọng nói cô run rẩy, có vẻ là nước nở nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, chồng cô chẳng coi cô là cái lông gì, cô để anh ta tới đây hỏi thử xem. Tiếp đó là giọng người đàn ông, anh ta cười rất ngông cuồng. Các người làm vậy là phạm pháp, cho dù chồng tôi không xử lý các người thì các người cũng không thoát được vòng pháp luật đâu." Lâm Ngọc An nói. "Con mẹ nó, cô lại có thể lấy luật pháp ra đe dọa chúng tôi? Cô biết chúng tôi là ai, làm gì không? Chúng tôi là sát thủ, sát thủ thì sợ cái mẹ gì pháp luật?" Kiều Nhị Tức cười nói. Lâm Ngọc An im lặng cô cũng biết nói với kiều nhị những lời này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu tôi nói này người đẹp ông chủ tôi ở ngoài kia chờ anh ta vào tôi xin ông ta một chút để ông ta ban thưởng cô cho tôi cô cảm thấy thế nào khà khà a à, kiều nhị đang cười điên cuồng cửa phòng bị một người đạp bung ra kiều nhị bị hoảng sợ nhảy từ trên giường xuống tay sờ cây súng lục bên sườn người xông vào chính là hoàng thiên hoàng thiên xông vào một cước đạp trúng mục kiều nhị bộp. A, à, mẹ ơi! Kiều nhị hét to vang người lên, không đợi anh ta tỉnh táo lại, Hoàng Thiên kéo hai chân anh ta, tàn nhẫn quật xuống đất. Lúc này Tiêu Văn Hạ vài vài tên thuộc hạ sông tới, có người đạp trên người Kiều nhị ghim vào đất, có người cướp súng của anh ta. Cùng lúc đó, Tiêu Văn Hạ vứt tên tóc húi cua ngã lộn nhào xuống đất, để anh ta và Kiều nhị làm bạn. Ông xã! Lý Nhược Thiên thấy Hoàng Thiên thì mừng rỡ, nhưng sau đó thấy một màn kia thì khiếp sợ hoàng thiên đi tới bên giường nhìn lâm ngọc an đang co rúc trong góc tay cô bị trói sau lưng bị dọa sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch ngọc an đừng sợ anh tới cứu y mồ hoàng thiên đau lòng không nói lên lời bước lên giường cởi dây trói cho lâm ngọc an hoàng thiên thật sự yêu lâm ngọc an thấy cô phải chịu uất ức lớn như vậy trong lòng hoàng thiên cũng rất đau lúc này quần áo lâm ngọc an không lành lặn tóc tai rối bù làm hoàng thiên càng tức giận hoàng thiên lo lắng những người bắt cóc lâm ngọc an làm chuyện vô lễ với cô mà lúc này quần áo lâm ngọc an sộp sạch hoàng thiên không thể không nghĩ khác cởi hết dây trói cho lâm ngọc an lâm ngọc an vừa được thả ra thì lập tức ôm chầm lấy hoàng thiên lâm ngọc an khóc khóc vô cùng đau lòng hoàng thiên vỗ nhẹ lưng cô nhẹ nhàng an ủi cô những người có mặt ở chỗ này không ai dám ho he thậm chí không ai dám phát ra âm thanh to sợ ảnh hưởng đến Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An. Một lúc lâu, Lâm Ngọc An mới ổn định tâm trạng, cô lau nước mắt, thâm kín nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lo lắng nhất chính là Lâm Ngọc An có bị bọn họ làm gì không, vợ Hoàng Thiên Anh, sao có thể để cho người khác chấm mút. Ngọc An, bọn họ không có làm gì em chứ. Hoàng Thiên chỉ tên đầu húi cua và kiều nhị đang lăn lội dưới đất, nhẹ giọng hỏi Lâm Ngọc An. Lâm Ngọc An cũng là là người thông minh, cô nhìn thoáng qua cũng biết Hoàng Thiên hỏi vậy là anh đang lo lắng cái gì. Anh yên tâm, bọn họ không làm gì em cả. Lâm Ngọc An nói. Lúc này Hoàng Thiên mới thở phào nhẹ nhõm, anh biết Lâm Ngọc An sẽ không nói dối anh. Nhưng quần áo Lâm Ngọc An sộc sạch, tóc tai loạn xỏa, có thể tưởng tượng được, cô phản kháng rất kịch liệt. Lâm Ngọc An nói tiếp, hai người bọn họ muốn bắt nạt em, nhưng sau đó bọn họ nhận được điện thoại của ai đó, Người kia nói là không được làm chuyện gì với em nên em mới không xảy ra chuyện gì. Nói tới chỗ này, Lâm Ngọc An không kìm được mà sợ hãi, cả người khẽ run. Vậy là tốt rồi, không có gì cả Ngọc An, em đừng sợ. Hoàng Thiên ôm chặt Lý Nhược Túy, an ủi cô, cuối cùng đã trấn an Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên sai người đưa Lâm Ngọc An ra xe bên ngoài. Lúc này, đáy mắt Hoàng Thiên lóe lên một tia sáng. Nếu không nhờ cuộc điện thoại kia của Tần Song Ưng gọi đúng lúc, lâm ngọc an đã bị hai tên kia làm nhục nghĩ đến đây hoàng thiên không khỏi sợ hãi nhưng nhiều hơn là tức giận đặc biệt là những lời kiều nhị vừa nói lúc nấy hoàng thiên nghĩ tới những lời này mà lửa giận trong lòng càng bùng lên kiều nhị mày vừa nói cái gì nói tôi là cọng lông gà giọng nói của hoàng thiên lạnh lùng rót vào tai kiều nhị kiều nhị bị hai người đạp ngã trên đất như con chó chết lúc này lại càng hoảng sợ hơn Ban đầu tưởng là người của Tần Song ưng, ai ngờ lại là người đi cứu Lâm Ngọc An. Không, 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 không phải tôi nói. Kiều Nhị lắp bắp giải thích. Quần áo, tóc tai vợ tôi rối loạn, đây là công lao của hai người đúng không? Hoàng Thiên vẫn lạnh như băng hỏi. Một câu nói kia làm Kiều Nhị và người đàn ông đầu húi cua kia sợ rụt người. Bây giờ Hoàng Thiên mang nhiều người tới, chỉ cần một câu nói là có thể lấy mạng bọn họ bọn họ có thể không sợ sao. Anh nghe tôi giải thích trước đã, chúng tôi vừa muốn ra tay thì lão đại gọi điện tới, bảo chúng tôi không được đụng vào vợ anh, nên chúng tôi không có làm cái gì cả. Tên đầu húi cua nằm trên đất nhanh mồm giải thích. Sự thật đúng là vậy, khi Kiều Nhị và tên đầu húi cua muốn ra tay thì Tân Song ưng gọi điện tới, bọn họ chưa kịp làm cái gì cả. Hoàng Thiên cũng biết là vậy, nhưng lửa giận trong lòng anh không đè nén được cho hai người bọn họ làm thái giám để nửa đời sau đừng mơ nghĩ đến phụ nữ. Hoàng Thiên nói xong thì đi thẳng ra khỏi căn phòng này. Không được, anh không thể làm như vậy. Á, à, xin tha mạng, chúng tôi chưa làm gì cả. Kiều Nhị và tên đầu húi của Như Phát Điên, hoảng sợ lết về hương Hoàng Thiên đi cầu xin tha mạng. Nhưng vô ích, dám có ý xấu với người phụ nữ của Hoàng Thiên Anh, hậu quả vô cùng nghiêm trọng trong căn phòng nhỏ truyền ra tiếng kêu thảm thiết của hai người đàn ông. Thuộc hạ của Tiêu Văn Hạ đột ngột ra tay, làm hai người đàn ông kia trở thành thái giám, cả đời còn lại đừng nghĩ tới được sướng. Sau khi ra ngoài, Hoàng Thiên mở cửa trước xe, mấy người đội viên trong đội đặc công chạy ra nghênh đón. Một người hỏi Hoàng Thiên, cậu Thiên, Tần Song ưng và Tần Khải xử lý thế nào? Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, Tần Song ưng là người đứng đầu tổ chức sát thủ ưng hồn, chắc chắn cảnh sát cũng đang truy bắt những người này. Vậy nên Hoàng Thiên nói với đội viên đặc chiếm, đưa hai cha con ông ta giao cho cảnh sát thành phố Bắc Ninh. Dạ. Đội viên đội đặc công trả lời, áp giải Tân Song ưng và Tần Khải lên một chiếc xe, sau đó cả tám đội viên đi trước về đồn cảnh sát thành phố Bắc Ninh. Lúc này Tiêu Văn Hạ và thuộc hạ từ trong nhà đi ra. Kiều Nhi và tên đầu húi cua đã ngất đi không hay biết gì nữa lúc này lâm ngọc an xuống xe đi tới bên cạnh hoàng thiên vừa rồi cô và trương lan phượng còn có cả trần giang đều ngồi trong xe đến tận bây giờ cô cũng không hiểu rõ tại sao mình lại bị bắt cóc nữa chỉ là nhớ mang máng lúc buổi tối cùng trương lan phượng và trần giang đu dạo ở cửa hàng tổng hợp cô cùng trần giang đi vệ sinh sau đó cô tự nhiên bị hôn mê sau khi tỉnh thì bị bắt cóc tới chỗ này lâm ngọc an không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hoàng thiên đã sớm hiểu ra hoàng thiên nhìn vào trong xe trương lan phượng và trần giang vẫn ngồi trong xe hai bọn họ không dám xuống thấp thỏm lo lắng nhìn trộm hoàng thiên qua cửa xe hai người các người xuống hoàng thiên chỉ trương lan phượng và trần giang nghiêm giọng quát xong rồi tim trương lan phượng và trần giang như đang treo lơ lửng biết rõ là hoàng thiên chuẩn bị xử lý bọn họ không dám xuống cũng phải xuống hoàng thiên đã nói hai người bọn họ nào dám không nghe lời Trương Lan Phượng và Trần Giang ôm lòng thấp thỏm bất an xuống xe, đi tới gần Hoàng Thiên. Lâm Ngọc An hơi buồn bực, Trương Lan Phượng và Trần Giang luôn khinh bỉ Hoàng Thiên, sao hôm nay lại nghe lời vậy? Con rể, chuyện này đều do Trần Giang chủ mưu, mẹ không liên quan nhiều lắm. Hai mắt Trương Lan Phượng xoay tròn, nhỏ giọng nói với Hoàng Thiên. Trong lòng Hoàng Thiên biết rất rõ, dù Trương Lan Phượng bị tiền làm mê muội đầu óc, nhưng không thể đưa Lâm Ngọc An giao cho nhóm người tần song ương nhưng trương lan phượng đúng thật là lòng giả dễ lung lay bà bị trần giang lợi dụng không cần giải thích với với tôi chuyện ngu ngốc các người đã làm chẳng phải vừa nãy hai người chó cắn chó thú nhận hết đây sao hoàng thiên lạnh giọng nói với trương lan phượng ngu trong lòng trương lan phượng thầm tự măng bà cảm thấy cách bà làm mẹ vợ thật đi vào lòng người để con rể nói mình là chó nhưng trương lan phượng biết mình không đúng hơn nữa vừa nãy tận mắt nhìn hoàng thiên hành hạ tấn song ưng bây giờ bà ta nào dám đối trọi với hoàng thiên. con rể, con biết là tốt rồi. mẹ bị con đĩ trần giang này lừa, cô ta, thật đúng con mẹ nó không phải là người. bộ dạng trương lan phượng đau lòng ôm đầu tự trách, sau đó hung dữ chừng mắt nhìn trần giang, đổ hết mọi chuyện lên người trần giang. trần giang cũng không phải người chịu thua thiệt, nhìn trương lan phượng đùn đẩy trách nhiệm sang cho mình, cô ta cũng bắt đầu đổ lại. trương lan phượng, bà, mẹ nó có thể tự hỏi lương tâm không? bà cũng đồng ý lừa gạt Hoàng Thiên chỉ vì tiền đúng không? Nếu bà không đồng ý, một mình tôi cũng không thể đưa Ngọc An đi. Cái chuyện chết tiệt kia không thể đổ chụp hết lên đầu tôi. Trần Giang cũng không cam chịu yếu thế, chỉ thẳng vào mặt Trương Lan Phượng măng to. Trương Lan Phượng tức giận, xông lên bóp cổ Trần Giang. Cô, cái con đĩ này, cái miệng cô còn phun ra những thứ bẩn thỉu. tôi là gì hai của cô, cô dám mắng tôi. Trương Lan Phượng vừa bóp cổ Trần Giang, vừa mắng to. Trần Giang bị nói đến đỏ cả mặt mày, cổ thì bị siết, cơn tức trong người không nói ra được, cô ta giơ tay bóp cổ lại Trương Lan Phượng. Hai người phụ nữ kéo nhau vào đánh lộn, cứ nắm tóc nhau mà gật, đánh đến nỗi không thể can ngăn. Tiêu Văn Hạ và hơn 20 tên thuộc hạ vừa nhìn thấy thì sững sờ. Đúng là sống lâu mới thấy, cháu ngoại và dì ruột bắt tay làm chuyện xấu rồi đánh nhau kịch liệt. Người này nói còn khó nghe hơn người kia hoàng thiên cạn lời nhìn một cảnh này nhưng hoàng thiên cũng không làm gì mặc kệ hai người họ đánh nhau hai người họ đánh nhau tốt lắm tốt nhất là đánh nhau đến đầu gà ổ chó lâm ngọc an cũng xấu hổ thấy mẹ mình và trần giang lao vào đánh nhau như vậy cô gấp đến nỗi không biết nên làm thế nào các người nhìn cái gì nhanh lên can họ dừng lại lâm ngọc an chạy tới can ngăn nhưng không thể kéo hai người ra được ngọc an em đừng có chĩa tay vào kệ cho hai người họ tự mình giải quyết. Hoàng Thiên ở bên cạnh nói. Trông, chuyện này, chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ em bị bắt cóc là hai người bọn họ tính kế? Lâm Ngọc An nhi ngờ nhìn Hoàng Thiên hỏi, cô cũng đoán được một chút manh mối. Dĩ nhiên Hoàng Thiên không thể để cô không biết chuyện, nếu không Lâm Ngọc An vẫn luôn tin Trương Lan Phượng. Vì vậy, Hoàng Thiên kéo Lâm Ngọc An lại, kể hết những chuyện xấu xa mà Trần Giang và Trương Lan Phượng đã làm một cách đơn giản nhất cho Lâm Ngọc An nghe. Miệng Lâm Ngọc An há to, mặc dù không dám tin chuyện này là thật nhưng lại cô lại không thể không tin. Lúc này, Lâm Ngọc An cảm thấy rất đau lòng. Mẹ ruột vì tiền mà đi làm loại chuyện hỗn loạn này. Dĩ nhiên, ghê tởm nhất vẫn là Trần Giang, Trương Lan Phượng chỉ muốn giả bộ cô bị bắt cóc, nhưng Trần Giang lại làm thật, tìm sát thủ tới bắt cóc cô lâm ngọc an biết được sự việc cô khổ sở khóc nhào vào ngực hoàng thiên lúc này hoàng thiên không biết phải làm sao để an ủi lâm ngọc an cho đúng một lúc lâu sau lâm ngọc an mới thoát khỏi ngực hoàng thiên thấy trương lan phượng và trần giang vẫn đang đánh nhau mặt mũi ai nấy cũng đầy vết cào tóc tai bù xù như quỷ sống vậy lâm ngọc an cũng không biết nói gì với bọn họ hoàng thiên đừng để hai người họ đánh nhau nữa lâm ngọc an nhìn hoàng thiên nói được rồi hoàng thiên gật đầu chỉ có lâm ngọc an mới có thể để anh nghe theo tách hai người họ ra hoàng thiên quay sang phân phó tiêu văn hạ tiêu văn hạ vội gọi thuộc hạ tách trương lan phượng và trần giang ra trương lan phượng vẫn còn đang ngập lửa giận bà chỉ trần giang mắng trần giang cô cứ chờ đấy lúc nữa tôi gọi cho mẹ cô bảo cho mẹ cô biết những chuyện không cô đã làm không xứng làm con người tôi khinh bà và tôi là đồng bọn bà còn có mặt mũi mà nói tôi Trần Giang không cam lòng khinh bỉ. Hoàng Thiên thật sự không nhịn được, đáng tức nhất là hai thứ này đều là người thân. Một người là mẹ vợ, một người khác là chị họ nhà vợ, nếu không Hoàng Thiên đã sớm lột ra hai người họ rồi. Chát! Chát! Hoàng Thiên đi tới, tát cho mỗi người một tát. Tất cả cầm miệng cho tôi. Hoàng Thiên lớn tiếng quát. Trương Lan Phượng trợn mắt, cố nén không bùng nổ cơn tức, trợn mắt đầy ý hận nhìn Hoàng Thiên, bà không dám lên tiếng. Trần Giang bị đánh đau rát hết cả mặt, mà cô ta đang bực bội, đâu thể mặc vậy được. Hoàng Thiên, anh, tên khốn kiếp, anh đánh tôi đến nghiện phải không? Anh thử đánh tôi thử cái nữa xem. Trần Giang nhìn Hoàng Thiên kêu la ẩm. Chát chát chát. Trước cái yêu cầu này của Trần Giang, Hoàng Thiên không chút keo kiệt, trong chớp mắt đánh Trần Giang thêm mấy tát. Bộp. Đầu óc Trần Giang choáng váng, ngã thẳng xuống đất. Mất mấy giây sau, Trần Giang mới tỉnh táo lại được một chút, bò lồm cồm từ dưới đất lên. Nhìn mặt mũi Trần Giang sưng u, khóe miệng lại còn chảy máu, nhìn thảm thương không chịu nổi. "Anh, anh." Trần Giang chỉ tay vào Hoàng Thiên, không dám mắng nữa, cô ta biết Hoàng Thiên sẽ không nể mặt cô ta. Hoàng Thiên khống chế tâm trạng của mình, không đánh Trần Giang nữa. Cũng không phải là lửa giận trong lòng Hoàng Thiên đã biến mất mà anh nghĩ tới ông ngoại Lâm Ngọc An là Trương Công Điền. Trần Giang không không là cái thá gì cả, nhưng ít nhất cũng là cháu gái ngoại của Trương Công Điền, nể mặt Trương Công Điền, Hoàng Thiên không đuổi cùng giết tận Trần Giang. Nếu không, lấy tính cách của Hoàng Thiên, nhẹ nhất thì Trần Giang cũng bị đánh cho tàn phết Tiêu Văn Hạ, đưa dao tôi mượn một chút. Hoàng Thiên chia tay trước mặt Tiêu Văn Hạ, mắt không chấp nhìn chầm chầm mặt Trần Giang. Tiêu văn hạ lấy dao găm mang theo người đưa cho Hoàng Thiên. Chuyện này. Trần Giang toát mồ hôi lạnh, lúc này cô ta đã hoàn toàn sợ hãi tên rác rưởi hoàng thiên này cầm dao làm gì chẳng lẽ anh ta muốn giết mình trong lòng trần giang không ngừng suy nghĩ vớ vẩn không kiềm chế được mà hai chân run run lùi về sau hai bước hoàng thiên anh anh đừng có làm bậy giết tôi anh sẽ không thoát tội trần giang run rẩy cảnh cáo hoàng thiên hoàng thiên không nói một câu bất ngờ nắm tóc trần giang a anh anh nhtl Trần Giang sơ lụi, nếu Hoàng Thiên không nắm tóc cô ta thì cô ta đã sụp ngay xuống đất. Cây dao găm trên tay Hoàng Thiên chợt cắt vào cổ Trần Giang, động tác cực kỳ nhanh. Mẹ ơi, giết người rồi, giết người rồi. Trần Giang như heo bị chọc tiết, giọng nói run rẩy, quần áo lộ ra một vùng lớn. Gào thét xong, Trần Giang phát hiện cô ta chưa chết, chỉ là cảm giác trên cổ có cái gì đó lành lạnh vụt qua vừa rồi Hoàng Thiên dùng sống dao sượt qua cổ Trần Giang, nếu không, Trần Giang đã chết ngay tại chỗ rồi. Trần Giang tôi cảnh cáo cô, nể mặt ông ngoại cô, tôi tha thứ cho cô lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, tôi sẽ rạch mặt cô thành hoa. Cô không cần phải nghi ngờ, Hoàng Thiên tôi nói được là làm được. Hoàng Thiên nghiêm mặt cảnh cáo Trần Giang. Trần Giang há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Hoàng Thiên, cứng nhắc gật đầu. Trần Giang cảm kích gập đầu như gà mổ thóc với Hoàng Thiên, Thiếu mỗi cái quỷ xuống xin thề. Cơn tức lúc này mới vơi đi chút ít, Hoàng Thiên thả tay Trần Giang. "Cút đi, nhớ những gì tối nay cô nói." Hoàng Thiên phẩy tay với Trần Giang. Trần Giang bị dọa sợ đến mơ màng, không dám nói gì, nhanh chân bỏ chạy khỏi chỗ này. "Con rể, chúng ta về nhà đi, ha, con nhìn tối nay chỉ vì chuyện này mà gây ra." Trương Lan phượng mặt dày đi tới gần Hoàng Thiên, cố nặn ra nụ cười cứng nhắc, không thể cứng hơn nữa hoàng thiên chỉ cảm thấy thật ghê tởm anh không biểu cảm nhìn trương lan phượng trương lan phượng bà có thể mặt dày hơn nữa sao ngọc an suýt nữa thì mất mạng bà còn có thể cười được sao câu nói này của hoàng thiên khiến cho trương lan phượng trở nên nghẹn họng mặt của trương lan phượng không phải dày bình thường bị hoàng thiên nói như vậy bà ta vẫn duy trì được nụ cười ngượng ngùng không cười cũng không được trương lan phượng sợ hoàng thiên đánh bà ta giống như vừa nãy hoàng thiên đánh trần giang vậy hoàng thiên vốn định dạy dỗ trương lan phượng một trận nữa nhưng nhìn thấy lâm ngọc an đáng yêu ở bên cạnh hoàng thiên nhẫn nhịn không ra tay trước mặt cô con rể à con cũng đừng tức giận mẹ bị trần giang lừa trong lòng cũng rất khó chịu trương lan phượng thở dài nói với hoàng thiên hoàng thiên vội vàng vẫy tay nói im đi trương lan phượng không biết để gương mặt già này ở đâu nữa ở trước mặt nhiều người như vậy dù ra mặt có dày đến đâu bà cũng cảm thấy xấu hổ hoàng thiên chúng ta về nhà thôi lâm ngọc an nhẹ giọng nói với hoàng thiên cô cảm thấy không thể để cho trương lan phượng nói chuyện nữa nói nữa sẽ khiến cho hoàng thiên tức giận trương lan phượng nhất định sẽ bị đánh ừ nhưng ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi hoàng thiên gật đầu nói với lâm ngọc an lâm ngọc an nghe thấy liền sững sờ hỏi chuyển ra ngoài đúng vậy để em và mẹ em ở cùng nhau anh không yên tâm Hoàng Thiên liếc về phía Trương Lan Phượng, lạnh giọng nói. Trương Lan Phượng trợn trắng mắt, cũng chẳng biết nói gì hơn. Dù sao thì bây giờ bà cũng đuối lý. Lâm Ngọc An thật khó xử, nhưng cô vẫn nghe lời của Hoàng Thiên. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Thiên vẫy vẫy tay với Tiêu Văn Hạ, tỏ ý rằng anh có thể đi rồi. Tiêu Văn Hạ dẫn theo thuộc hạ mình đi theo phía sau xe của Hoàng Thiên, cả nhóm người quay về thành phố Bắc Ninh. Sau cuộc phong ban này. Hoàng Thiên không tin tưởng Trương Lan Phượng nữa, anh chuẩn bị ngày mai dẫn Lâm Ngọc An rời đi. May mắn thay bây giờ Sơn Trang cầm viên đã được xây xong, Hoàng Thiên gọi điện thoại cho Lưu Nguyệt Hoa, bảo cô ta để lại vị trí đẹp nhất, anh chuẩn bị chuyển vào đó ở. Một đêm cứ thế mà trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An sắp xếp xong đồ, sau đó chuyển đến Sơn Trang cầm viên. Nhà ở ở Sơn Trang cầm viên đều đã được trang trí xong, có thể trực tiếp vào ở vào ở trong căn nhà mới, tâm trạng của Lâm Ngọc An cũng xem như không tệ lắm. Tuy rằng nơi đây không có cách nào so sánh được với biệt thự biển kia, nhưng trong lòng Lâm Ngọc An vẫn thích nơi này hơn. Bởi vì toàn bộ tâm huyết của cha đều ở nơi này, nay cô giúp cha hoàn thành tâm nguyện, trong lòng cũng trở nên thanh thản hơn. Ngọc An, nhà ở ở Sơn Trang cầm viên toàn bộ đều được bán hết ngay tích tắc, toàn bộ lợi nhuận anh đã chuyển vào tài khoản của em. Hoàng Thiên ôm eo của Lâm Ngọc An, dịu dàng nói với cô. Lâm Ngọc An cảm động đến nỗi muốn khóc, cô biết nếu cha trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm thấy rất an ủi. Hoàng Thiên, cảm ơn anh. Lâm Ngọc An nước mắt lưng trọng, nhẹ nhàng nói với Hoàng Thiên. Cô gái ngốc, giữa hai vợ chồng nói cảm ơn gì chứ? Hoàng Thiên dùng ngón tay gãi gãi mũi của Lâm Ngọc An, cười nói. Lâm Ngọc An cười với những giọt nước mắt, nhảy vào lòng của Hoàng Thiên, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi được gả cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Lâm Ngọc An ở trong nhà quấn quyết lấy nhau, vào lúc này, Vũ Thanh gọi điện đến. Cậu chủ, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Vũ Thanh nhanh vội vàng nói. Hoàng Thiên hiểu rõ tính cách của Vũ Thanh, nếu không phải chuyện đặc biệt quan trọng, Vũ Thanh sẽ không quấy dày đến anh. Được thôi, chúng ta gặp nhau ở Kaida Plaza. Hoàng Thiên nói xong liền cúp máy. Lâm Ngọc An nhìn thấy Hoàng Thiên ra khỏi cửa, cô có chút không nỡ, hôm nay thật không dễ dàng được nghỉ một ngày, cô còn muốn cùng Hoàng Thiên đi đâu đó chơi. Anh phải ra ngoài sao? Lâm Ngọc An bất đắc dĩ nói. Ừ, đợi anh ở nhà, ngoan nhé. Hoàng Thiên nói xong liền ôm lấy Lâm Ngọc An và hôn lên trán của cô ấy. Lâm Ngọc An đưa Hoàng Thiên ra ngoài, sau đó mới quay vào nhà. Hoàng Thiên rời khỏi nhà liền lái xe đến thẳng Kaida Plaza từ sau khi Lâm Ngọc An xảy ra chuyện, Hoàng Thiên đã tăng cường bảo vệ Lâm Ngọc An, toàn bộ 8 người đặc nhiệm đều được chuyển đến Sơn Trang Cầm Viên để bảo vệ an toàn 24 trên 7 cho Lâm Ngọc An. Vì vậy Hoàng Thiên mới yên tâm ra ngoài, sau khi lái xe đến Kaida Plaza, anh nhìn thấy Vũ Thanh đã đứng ở đó đợi. Vũ Thanh nhìn thấy Hoàng Thiên đến thì lập tức chạy qua lên xe của Hoàng Thiên. Nói đi, chuyện gì? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Vẻ mặt của Vũ Thanh có chút trịnh trọng, nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, vừa nãy ông chủ gọi điện thoại cho tôi, ông ấy định bảo tôi chấp hành một nhiệm vụ ở châu Phi. Nhiệm vụ, nhiệm vụ gì? Hoàng Thiên nghe xong sướng sờ, anh cũng biết, bây giờ Vũ Thanh đã không còn là người của nhà họ Hoàng. Hoàn toàn có thể không nghe theo lệnh của cha anh. Thực tế, Vũ Thanh có thể tận lực làm việc cho Hoàng Thiên như thế, vốn không phải bởi vì nhà họ Hoàng ở Hà Nội, mà là bởi vì tình cảm giữa Vũ Thanh và Hoàng Thiên, Vũ Thanh chỉ bằng lòng trung thành với một mình Hoàng Thiên mà thôi mẹ kế tiêu đông mai của cậu lại làm loạn bà ta chạy khỏi nhà họ hoàng rồi vũ thanh thở dài nói với hoàng thiên chuyện này hoàng thiên vô cùng ngạc nhiên trước đó anh đã đánh gấy chân của tiêu đông mai rồi đếm ngày tháng thì bây giờ tiêu đông mai phải nằm trên giường mới đúng chứ nhưng làm sao ngờ được nghị lực của bà ta lại mạnh như vậy đã trở nên như vậy rồi mà còn có thể chạy ra ngoài bà ta chạy đi đâu hoàng thiên hỏi một cách không nói nên lời Vũ Thanh cười khổ nói, "Bà ta chạy đi Châu Phi." "Chạy đi Châu Phi rồi, sao anh biết?" Hoàng Thiên thật sự ngạc nhiên, anh thật không ngờ Tiêu Đông Mai lại chạy đến Châu Phi. "Cậu chủ cậu còn nhớ tôi có một người bạn ở Châu Phi không? Người có mỏ vàng." Vũ Thanh cười nói, "Đương nhiên nhớ rồi, tôi còn tặng anh ta rất nhiều sức lao động miễn phí nữa." Hoàng Thiên nói đùa là người bạn đó nói với tôi rằng cậu ấy đã nhìn thấy Tiêu Đông Mai ở Châu Phi." Vũ Thanh nói. "Người bạn đó của anh biết Tiêu Đông Mai sao?" Hoàng Thiên bối rối hỏi. "Ha ha, đương nhiên là biết rồi, tên người bạn đó của tôi là Đặng Đặng Kim Du, không biết cậu có nhớ không?" Vũ Thanh cười nói. Hoàng Thiên suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhớ đến người này. Trước kia Đặng Kim Du chính là vệ sĩ của nhà họ Hoàng ở Hà Nội khi đó bởi vì có quan hệ tốt với vũ thanh cho nên bị tiêu đông mai gây khó dễ sau đó đuổi ra khỏi nhà họ hoàng thì ra là anh ta hoàng thiên cũng cảm thấy rất bất ngờ bây giờ trong đầu anh mờ hồ nhớ tới bộ dáng của đặng kim du vũ thanh gật đầu nói đúng vậy chính là anh ta cha cậu hy vọng tôi có thể đưa tiêu đông mai từ châu phi về cho dù không thể bắt sống được thì cũng phải đem xác trở về đây hoàng thiên hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra chẳng trách vũ thanh lại lo lắng như vậy chuyện này thật sự rất quan trọng. Đột nhiên Tiêu Đông Mai lại chạy đến Châu Phi, Hoàng Thiên Lờ mờ cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như thế, Tiêu Đông Mai có thể đã dở trò quỷ quái gì đó. Anh có dự định gì không? Hoàng Thiên hỏi Vũ Thanh. Đương nhiên là đi Châu Phi xem thử. Đặng Kim Du nói với tôi, Tiêu Đông Mai hình như đem người của nhà nhà họ Phan và nhà nhà họ Lương cứu ra rồi. Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên một cách nghiêm túc. Tiêu Đông Mai cứu người của nhà họ Phan và nhà họ Lương. Câu hỏi nghi vấn, anh không hiểu nổi. "Cậu chủ, tôi đi chuẩn bị để ngày mai xuất phát tới châu Phi một chuyến." Vũ Thanh nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong bèn gật đầu, anh biết rằng Vũ Thanh này là một người vô cùng trọng tình trọng nghĩa, mặc dù bây giờ không còn ở nhà họ Hoàng nữa, nhưng chỉ cần cha của anh mở miệng thì Vũ Thanh vẫn dốc hết sức đi làm việc cho nhà họ Hoàng. "Được rồi, Ngày mai tôi với anh cùng nhau đi châu Phi." Hoàng Thiên nghĩ một lát rồi nói với Vũ Thanh. Vũ Thanh thật sự không ngờ rằng Hoàng Thiên lại muốn đi cùng anh ta. "Không không, cậu chủ cậu đừng nên đi thì tốt hơn, ở đó quá nguy hiểm." Vũ Thanh vội vàng khuyên Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, nói với Vũ Thanh, "Có chỗ nào mà không nguy hiểm sao? Tôi vẫn luôn ở thành phố Bắc Ninh." thế mà xung quanh tôi cũng đâu có thiếu gì kẻ muốn ám hại tôi đâu tôi đã quen từ lâu rồi vũ thanh nghe hoàng thiên nói mấy lời này thì không khỏi buồn cười anh ta biết là dạo này hoàng thiên gặp phải một số chuyện không hay vậy được rồi cậu chủ muốn đi thì chúng ta cùng đi vũ thanh nói hoàng thiên lại nói chuyện phiếm với vũ thanh một lát nữa xong mới lái xe về nhà trên đường đi hoàng thiên vẫn đang suy nghĩ về chuyện này cuối cùng anh cũng hiểu ra được một chút sở dĩ tiêu đông mai muốn đến châu phi cứu người của nhà họ phan và nhà họ lương có lẽ là vì vân muốn đối phó với anh dù sao thì anh cũng đã đắc tội hết với cả nhà họ phan lẫn nhà họ lương rồi người của hai nhà đó một khi có thể về trung quốc thì chắc chắn sẽ báo thù kẻ địch của kẻ địch chính là bạn chắc hẳn tiêu đông mai hiểu được đạo lý này cho nên mới chạy tới châu phi hiểu rõ điều này rồi hoàng thiên không khỏi âm thầm cười lạnh xem ra tiêu đông mai vẫn chưa chịu hết hy vọng quyết tâm muốn đối phó với anh đến cùng vậy thì tới đi tiêu đông mai tôi muốn xem xem giữa hai chúng ta ai sẽ là người chết trước hoàng thiên vừa lái xe về nhà vừa nghĩ đi ngang qua trước cửa một cửa hàng hoàng thiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc là một cô gái trẻ xinh đẹp vóc người cao gầy nhưng toàn thân lại tỏa ra sức quyến rũ vô hạn chỉ bằng vào bóng lưng thôi hoàng thiên cũng có thể nhận ra đó chính là tường vi từ khi tường vi thoát khỏi sự khống chế của tiêu đông mai xong vẫn sinh sống ở thành phố bắc ninh không dám về thủ đô để gặp tiêu đông mai sau khi hoàng thiên thu dọn tiêu đông mai xong thì không gặp lại cô ta nữa chẳng mấy chốc đã lãng quên cô hoàng thiên dừng xe ở ngay gần tường vi bấm còi một cái tường vi ngẩng đầu nhìn sang nhìn thấy hoàng thiên đang ngồi trong xe cậu chủ tường vi vô cùng vui sướng chạy tới bên cạnh xe của Hoàng Thiên. Cô làm gì ở đây vậy? Hoàng Thiên cười với Tường Vi một cái, hỏi cô ta. Đối với một người đẹp có kỹ năng cực kỳ sắc bén như thế này, ấn tượng của Hoàng Thiên về cô cũng không tệ. Lúc Tường Vi nhìn Hoàng Thiên, trong mắt cô ta chỉ toàn là vẻ mềm mại đáng yêu. Thân phận của cậu Thiên cao quý như thế nào chứ? Có người phụ nữ nào có thể đối mặt với hấp dẫn như thế này mà không có chút ý nghĩ xấu nào chứ? cậu chủ, dạo này tôi bị gò bó đến mức sắp phát điên rồi, cho nên hôm nay ra ngoài đi dạo thôi." Tường Vi liếc mắt đưa tình với Hoàng Thiên, khế cười nói. "Người phụ nữ này quá đẹp, mặc dù vẫn kém Lâm Ngọc An một chút, nhưng chắc chắn cũng là một người đẹp hàng đầu khiến người khác nhìn thấy là muốn phạm tội." Đối mặt với luồng điện mà Tường Vi phóng tới, Hoàng Thiên cũng có chút không chịu đựng nổi. "Ừm, trong khoảng thời gian này ở thành phố Bắc Ninh vẫn sống tốt chứ?" hoàng thiên hỏi vẫn tốt hạ à, chỉ là rất cô đơn tường vi nói ra một lời mang hàm ý còn nhích lại gần hoàng thiên hơn cô đơn thì nên đi ra ngoài chơi nhiều hơn thôi tôi về nhà đây hoàng thiên hơi không chịu nổi cô ta cho nên muốn đuổi cô ta xuống xe cậu chủ cậu đừng đi vội ngày mai cậu có rảnh không nếu không thì đưa tôi ra ngoài dạo chơi một chút có được không tường vi tỏ vẻ nũng nịu nói với hoàng thiên Hoàng Thiên nghe thấy vậy, cười một tiếng đáp, ngày mai thật sự không rảnh, tôi phải sang châu phi một chuyến. Sang châu phi, thế thì tốt quá, cho tôi đi cùng với. Tường Vi nói xong bèn ôm lấy cánh tay Hoàng Thiên, vô cùng kích động. Cái này, cái này. Hoàng Thiên cảm nhận được những đường cong lả lướt của Tường Vi, bị cô ta ôm lấy tay như thế này, Hoàng Thiên thực sự khó có thể bình tĩnh nổi. Không được đâu, rất nguy hiểm, có khả năng nguy hiểm đến cả tính mạng hoàng thiên cố ý nói mọi chuyện rất nghiêm trọng tường vi nghe thấy hoàng thiên nói như vậy nụ cười trên mặt liền biến mất rất nghiêm túc nói với hoàng thiên vậy thì tôi càng cần phải đi với anh thời điểm nguy cấp tôi có thể giúp anh thực ra tường vi nói muốn bảo vệ hoàng thiên nhưng nghĩ đến chuyện mình căn bản cũng không phải là đối thủ của hoàng thiên cho nên cô ta không nên nói mấy lời như vậy thì tốt hơn hoàng thiên liếc nhìn tường vi một cái anh biết rằng mấy lời tường vi vừa nói chính là lời thật lòng của cô ta đừng nhìn cô nàng này rất quyến rũ nhưng hoàng thiên tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm con người thật ở bên trong hoàng thiên suy nghĩ một lát năng lực của tường vi thật sự rất tốt có thêm một người thì có thêm sức mạnh đưa cô ta theo cũng không hẳn là không thể cô thật sự muốn đi hoàng thiên cười cười hỏi đương nhiên là thật rồi cậu chủ dẫn cả tôi đi đi có được không tường vi lay lay cánh tay hoàng thiên được ngày mai tôi sẽ gọi cho cô cô đi về trước đi hoàng thiên gật đầu đồng ý cái gật đầu của anh khiến tường vi vui vẻ tới mức suýt nữa đã nhảy dựng lên cô thật sự đã quá nhàm chán khi sống ở thành phố bắc ninh này rồi có thể ra ngoài cùng với hoàng thiên đương nhiên là rất vui mừng tiên tường vi xong hoàng thiên lái xe về nhà mới dạng sáng ngày thứ hai vũ thanh đã tới đón hoàng thiên vũ thanh một mình tới đón anh không mang theo đám lâu la cậu chủ chúng ta xuất phát thôi vũ thanh nói tôi vừa mới nhớ ra, tôi quên mất phải làm hộ chiếu để xuất ngoại. Còn có một người nữa cũng muốn đi theo chúng ta, cô ta cũng chưa làm. Hoàng Thiên nói đến đây, cảm thấy hơi dở khóc dở cười. Chỉ muốn đi châu Phi thôi mà anh lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Ha ha, không sao đâu cậu chủ, tôi có giấy thông hành đặc biệt, mọi người đi theo tôi không cần sử dụng hộ chiếu đâu. Vũ Thanh mỉm cười nói. Mạnh mẽ như vậy sao? Hoàng Thiên hơi ngơ ngác, nhưng anh lại nhanh chóng nhớ ra, Vũ Thanh là người làm trong ngành đặc biệt của Việt Nam, cho nên muốn xử lý mấy chuyện như này đúng là chẳng khó khăn gì. Được rồi, vậy chúng ta xuất phát đi. Hoàng Thiên nói xong bèn gọi điện thoại cho Tường Vi. Đón được Tường Vi xong, ba người bọn họ đi thẳng tới sân bay. Ngày hôm sau, cả nhóm người Hoàng Thiên đã đặt chân xuống Châu Phi. Nơi này là một đất nước nhỏ không biết tên của Châu Phi mỏ vàng do Đặng Kim Du khai thác nằm ở ngay chỗ này. Đặng Kim Du đã dẫn theo mấy người đàn em đến sân bay chờ đón nhóm Hoàng Thiên từ sớm. Sau khi hai bên gặp mặt nhau, Vũ Thanh và Đặng Kim Du ôm nhau theo kiểu chiến hữu, hai người cũng xúc động mãi không thôi. "Anh Thanh, tối hôm qua Tiêu Đông Mai đã bắt đầu hành động rồi." Đặng Kim Du đột nhiên rất nghiêm túc nói với Vũ Thanh. "Đã ra tay." Vũ Thanh kinh hãi, nhìn Đặng Kim Du và hỏi: Người này chính là cậu chủ đấy à? Đặng Kim Du không trả lời Vũ Thanh mà kích động nhìn Hoàng Thiên, quan sát cẩn thận. Trước đây lúc Đặng Kim Du rời khỏi nhà họ Hoàng thì Hoàng Thiên chỉ mới có mười mấy tuổi, nhưng lần này gặp Hoàng Thiên, Đặng Kim Du vừa nhìn đã nhận ra anh. Hoàng Thiên cũng đã nhớ lại Đặng Kim Du, 10 năm đã trôi qua mà dáng vẻ Đặng Kim Du cũng không thay đổi gì nhiều, Đặng Kim Du giờ đã ngoài 30, cũng không chênh lệch mấy so với trước đây. Đúng là tôi lâu lắm không gặp đặng kim du hoàng thiên thản nhiên nói cậu chủ đặng kim du xúc động rơi lệ xông lên nắm chặt tay hoàng thiên giống như là nhớ lại chuyện cũ năm đó lúc ở nhà họ hoàng hoàng thiên đều chăm sóc vũ thanh và đặng kim du như nhau đặng kim du vẫn luôn ghi nhớ lòng tốt của hoàng thiên trong lòng quay về rồi hãng nói hoàng thiên vỗ vai đặng kim du ừm đặng kim du xúc động gật đầu mời Hoàng Thiên đi ra ngoài và lên xe. Một chiếc Rolls-Royce dài được lái bởi một tài xế chuyên dụng tới đón mấy người Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và Vũ Thanh nhận ra, Đặng Kim Du lăn lộn ở Châu Phi cũng tương đối khá. Chẳng mấy chốc, Đặng Kim Du đã dẫn mấy người Hoàng Thiên tới mỏ vàng của anh ta. Chỉ có mấy người có quan hệ với những người có quyền lực mới có thể khai thác mỏ ở đây, Đặng Kim Du cũng thế, thế lực của anh ta ở Châu Phi rất hùng mạnh mấy người Hoàng Thiên đi vào văn phòng của Đặng Kim Du, Đặng Kim Du đóng kín cửa lại rồi mời mấy người Hoàng Thiên ngồi xuống. Cậu chủ, tôi đã bao chọn nhà hàng tốt nhất ở đây rồi, lát nữa tôi sẽ làm tiệc tẩy trần cho cậu. Đặng Kim Du khẽ cười nói với Hoàng Thiên, ha ha, nói thế hình như hơi quá đấy nhỉ. Hoàng Thiên mỉm cười và nói với Đặng Kim Du. Cậu chủ nói gì vậy, với thân phận của cậu thì thế nào cũng không phải là nói quá. Đặng Kim Du khách sáo nói, sau khi nói chuyện phía một lúc hoàng thiên hỏi đặng kim du anh nói là tối qua tiêu đông mai đã ra tay bà ta ra tay như thế nào đặng kim du thấy hoàng thiên hỏi thế thì khẽ thở dài một cái và nói cậu chủ giờ tôi thật sự phục tiêu đông mai rồi bà ta đúng là mánh khóe gì cũng biết không ngờ bà ta lại có thể với tới đinh thiên hải đinh thiên hải là ai hoàng thiên cao mày nghe giọng điệu này của đặng kim du thì chắc đinh thiên hải này là một nhân vật rất không tầm thường Đinh Thiên Hải cũng là người Việt Nam, cũng khai thác mỏ vàng ở đây giống tôi, thực lực không hề kém cạnh tôi. Tối qua người của Đinh Thiên Hải bất ngờ đánh vào chỗ tôi, còn làm mấy người anh em của tôi bị thương, cứu người nhà họ Phan và người nhà họ Lương ra rồi. Lúc Đặng Kim Du nói lời này, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén, hiển nhiên là rất tức giận. À. Hoàng Thiên chỉ khẽ gật đầu một cái, mặc dù anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng đã rất tức giận. Nhà họ Phan và nhà họ Lương chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Hoàng Thiên đưa mấy người này tới đây đào mỏ, chưa được bao lâu Tiêu Đông Mai đã cứu bọn họ ra, thật là bực mình. Quan trọng nhất là sau khi người nhà họ Phan và người nhà họ Lương được cứu ra thì chẳng mấy chốc sẽ quay về Việt Nam, không khéo sẽ gây ra chuyện gì đó. Với tính khí nóng nảy của người nhà họ Phan và người nhà họ Lương thì có thể bọn họ sẽ ra tay với người nhà Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu rất rõ chuyện này. Cậu chủ trước mắt Tiêu Đông Mai đang đưa mấy người nhà họ Phan và nhà họ Lương ở lại chỗ của Đinh Thiên Hải. Chắc là sẽ sớm quay lại Việt Nam. Đặng Kim Du nói với Hoàng Thiên. Tôi biết rồi, lát nữa ăn cơm xong thì tới chỗ Đinh Thiên Hải đòi người. Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh. Đặng Kim Du nghe thấy thế thì hơi sửng sốt. Anh ta thật sự không thể ngờ được mới không gặp 10 năm mà bây giờ Hoàng Thiên lại điềm tĩnh và quyết đoán như vậy. Đó là Đinh Thiên Hải đấy, lực lượng của ông ta cực kỳ hùng hậu, là một kẻ giết người không chấp mắt. Cậu chủ, chắc là cậu vẫn chưa hiểu rõ Đinh Thiên Hải cho lắm. Đặng Kim Du sợ Hoàng Thiên khinh địch nên nhắc nhở một câu. Anh ta còn chưa kịp nói xong, Hoàng Thiên đã khoát tay một cái. Không cần biết ông ta là ai, chỉ cần đụng tới Hoàng Thiên tôi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Hoàng Thiên nói đầy ngang ngược. Hở! Đặng Kim Du há hốc mồm, không nói gì nữa, anh ta đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về Hoàng Thiên. Ha ha, Đặng Kim Du, cậu không phải là cậu của trước đây nữa. Có phải phát tài rồi thì lá gan cũng bé lại không? Vũ Thanh cười ha hả, đùa giỡn với Đặng Kim Du. Đặng Kim Du cũng cười nói, anh Thanh, đấy là do cậu chủ đã tới rồi, dù sao em cũng phải lo lắng cho sự an toàn của cậu chủ chứ. Không sao, cứ chơi ông ta một trận là được rồi tôi cũng muốn xem thử Đinh Thiên Hải là cục cướp chó gì. Vũ Thanh lạnh lùng nói. Đặng Kim Du khẽ gật đầu, đang định mời mấy người Hoàng Thiên tới nhà hàng ăn cơm thì Hoàng Thiên đột nhiên lên tiếng, Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải vẫn đang ở chỗ anh à. Ha ha, đúng thế cậu chủ, cha con nhà họ Trịnh không được tiêu đông mai cứu. Đặng Kim Du cười ha ha nói. Dẫn tôi tới chỗ bọn họ. Hoàng Thiên nói, vâng. Đặng Kim Du nói rồi dẫn mấy người Hoàng Thiên đi ra khỏi văn phòng. Sau khi đi ra ngoài, Đặng Kim Du nói vài câu với một người cấp dưới. Người cấp dưới này đi thẳng tới quạng mỏ, mười mấy phút sau anh ta dẫn hai người tới. Dưới ánh mặt trời, làn da đen bóng của hai người kia cực kỳ trói mắt. Tới khi hai người đó đi tới gần, Hoàng Thiên nhìn kỹ một hồi mới nhận ra. Đó là Trịnh Hiếu Phong và cha anh ta Trịnh Hải. Giờ đây vẻ ngoài của Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải đã thay đổi hoàn toàn, chẳng trách Hoàng Thiên nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra. Hai người bọn họ đều để râu ria xôm xoàm, tóc vừa dài vừa rối, không biết đã không rửa mặt bao nhiêu tháng rồi, bẩn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vốn dĩ Trịnh Hiếu Phong đã rất gầy rồi, chịu khổ ở đây một thời gian dài, giờ anh ta đã gầy như một bộ xương khô rồi. Có thể nhìn thấy rõ xương sườn ở hai bên, hoàn toàn mất dáng vẻ trẻ con trịnh hải vẫn ổn hơn bởi vì trước đây lão già này rất béo mặc dù lúc ở đây bị giảm cân rất nhiều nhưng vẫn hơn 60 kg nhìn vẫn rất ổn du nói một câu là đã có thể nhìn trịnh hiếu phong thành cho ngài đặng ngài ngài gọi tôi có việc gì khuôn mặt nô lệ của trịnh hiếu phong nơm nớp lo sợ hỏi đặng kim du anh ta cũng không để ý tới hoàng thiên bên cạnh đặng kim du trầm mặt xuống lạnh lùng nói với trịnh hiếu phong không phải tao gọi mày mà là cậu chủ của bọn tao tìm mày cậu chủ trịnh hiếu phong không hiểu nhìn sang bên cạnh đẳng kim du trịnh hiếu phong liếc mắt một cái đã thấy hoàng thiên trịnh hiếu phong trợn trừng hai mắt nhưng chẳng mấy chốc trịnh hiếu phong bèn gào khóc chạy tới trước mặt hoàng thiên bộp bộp đầu gối trịnh hiếu phong mềm nhún quỳ gối xuống trước mặt hoàng thiên cậu thiên ông nội hoàng chắc là anh có thể cứu tôi ra khỏi đây Lúc này Trịnh Hiếu Phong gào khóc, bò tới gần chân Hoàng Thiên rồi ôm chặt chân Hoàng Thiên không buông tay. Hoàng Thiên nhíu mày lại, Trịnh Hiếu Phong phản ứng mạnh như vậy đúng là khiến Hoàng Thiên phải mở rộng tầm mắt. "Cậu cả Trịnh, anh sao vậy? Mau dậy đi, mau dậy đi." Hoàng Thiên nói rồi kéo Trịnh Hiếu Phong lên, không cho anh ta quỳ. Trịnh Hiếu Phong không thể và cũng không muốn đứng lên, chỉ muốn quỳ gối dưới chân Hoàng Thiên, hy vọng Hoàng Thiên có thể tha thứ cho anh ta, đưa anh ta về Việt Nam cậu thiên tôi thực sự không thể chịu nổi khi ở đây nữa anh nhìn tôi mà xem tôi sắp mệt đến chết rồi anh nhìn xem tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương ở đây cũng không được ăn no trịnh hiếu phong nói nói khóc khóc kể khổ với hoàng thiên đương nhiên là hoàng thiên thấy trịnh hiếu phong trước mặt anh bây giờ so với trịnh hiếu phong trước đây quả thực như biến thành một người khác thật sự vô cùng thê thảm ha ha ý của anh là đặng kim du không cho anh ăn no hà để anh đói bụng. Hoàng Thiên mỉm cười và hỏi Trịnh Hiếu Phong. Không không không, ông chủ đặng cho tôi cơm ăn nhưng tôi ăn không hợp khẩu vị nên chịu đói. Trịnh chị Hiếu Phong vội vàng giải thích, anh ta sợ mình đắc tội với Đặng Kim Du. Đặng Kim Du tức giận trừng mắt với Trịnh Hiếu Phong, thật ra cơm nước ở chỗ này của anh ta không thể nói là rất ngon, nhưng vẫn khá ổn, chỉ do cơ thể Trịnh Hiếu Phong quá quý giá, không quen ăn cơm rau dưa ở đây. Anh có ăn có uống còn kêu gào cái gì? chăm chỉ lao động ở đây không tốt à? Hoàng thiên lạnh lùng hỏi trịnh hiếu phong đậu xanh rau mắt trịnh hiếu phong tức đến mức hai mắt trợn trừng lên, thầm mắng hoàng thiên trong lòng, nhưng lại không dám mắng ra miệng. Cậu thiên, cầu xin anh đưa cha con tôi về Việt Nam đi, nơi này thật sự không phải nơi cho người sống đâu. Lúc này trịnh hải cũng khóc sướt mướt, cầu xin với hoàng thiên. Hoàng thiên hơi mất kiên nhẫn, sức ảo tưởng của cha con họ tiền này đúng là phong phú, còn nghĩ tới chuyện về Việt Nam à, mơ đi đưa mấy người về việt nam để mấy người lại ngáng chân tôi đúng không hoàng thiên lạnh lùng hỏi trịnh hải không 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 chúng tôi không dám đâu ạ à. hơn nữa tôi và hiếu phong đã nghèo rất mồng tơi rồi có trở về cũng chẳng gây được sóng gió gì trịnh hải vẫn cố nói ông ta thật sự rất muốn nắm được cơ hội duy nhất rời khỏi cái nơi quái quỷ này ông trịnh ông nghe lời đi ông và hiếu phong ở lại đây cải tạo cho thật tốt yên tâm đi dù sao thì cũng phải ở lại đây cả đời mà ông nói xem có đúng không hoàng thiên ý vị sâu xa võ võ vai trịnh hải khuyên nhủ con mẹ nó chứ cái thằng hoàng thiên này quá độc ác trịnh hải mắng trong lòng ông ta vừa tức vừa tuyệt vọng càng khóc dữ dội hơn được rồi mấy người trở về làm việc cho tốt đi hoàng thiên thản nhiên nói sau đó khoát tay với đặng kim du đặng kim du hiểu ra ra hiệu cho cấp dưới đưa Trịnh Hải và Trịnh Hiếu Phong về làm việc. Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải không cam tâm, vẫn định cầu xin Hoàng Thiên tiếp thì bị cấp dưới của Đặng Kim Du dừng lại đánh no đòn, ngoan ngoãn quay về làm việc. Từ trước đến nay lời mà Hoàng Thiên đã nói thì đều rất kiên định, anh nói cho Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải đào mỏ ở châu Phi cả đời thì chắc chắn sẽ không thay đổi. Giờ đây Trịnh Hiếu Phong hối hận đến phát điên, thế nhưng cũng chẳng làm được gì. Trên đời này làm gì có thuốc hối hận, cậu chủ, cậu đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm đi. Đặng Kim Du mỉm cười và hỏi Hoàng Thiên. Đúng là Hoàng Thiên hơi đói bụng nên nói, đi thôi. Đặng Kim Du khẽ gật đầu, dẫn theo mấy người cấp dưới rồi rời khỏi đây cùng mấy người Hoàng Thiên. Vì biết Hoàng Thiên và Vũ Thanh sắp tới nên Đặng Kim Du đã bao chọn nhà hàng sang trọng nhất từ sớm, chiều đãi Hoàng Thiên và Vũ Thanh thật nồng hậu. Sau khi mọi người tới nhà hàng, Đặng Kim Du đi phía trước rồi gọi mấy người Hoàng Thiên đi vào. Hoàng Thiên nhìn xung quanh, mặc dù nhà hàng này được gọi là nhà hàng ngon nhất bản địa, nhưng so với nhà hàng ở Việt Nam thì đúng là thua xa. So sánh với những nhà hàng cao cấp ở thành phố Bắc Ninh thì nơi này chỉ đơn giản là một quán cơm nhỏ, thậm chí còn không thể so được với nhà hàng ba sao ở thành phố Bắc Ninh. "Cậu chủ, điều kiện ở đây là vậy đấy, không thể so sánh với nước chúng ta được, cậu ăn tạm đi, ha ha." Đặng Kim Du cười ha ha một tiếng, hơi xấu hổ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không để ý những chuyện này, anh hiểu nỗi khổ tâm của Đặng Kim Du, vì Đặng Kim Du đã gắng hết sức rồi. Trong một căn phòng xa hoa rộng rãi nhất của nhà hàng, thỉnh thoảng Đặng Kim Du chúc rượu Hoàng Thiên và Vũ Thanh, trò chuyện mấy chuyện vặt sau những năm xa cách. Đương nhiên Hoàng Thiên và Vũ Thanh gặp Đặng Kim Du không phải để uống rượu, điều bọn họ quan tâm nhất vấn là Tiêu Đông Mai và người nhà họ Phan, họ lương được Tiêu Đông Mai cứu ra. Đặng Kim Du, tối qua sao Tiêu Đông Mai lại cứu được người nhà họ Phan và người nhà họ Lương ra dễ dàng như thế? Chẳng lẽ mỏ vàng của anh không phòng bị chút nào à? Rốt cuộc Hoàng Thiên cũng nói ra mối nghi ngờ trong lòng mình, anh cảm giác với thực lực của Đặng Kim Du thì phải không để cho Tiêu Đông Mai có thể đạt được mục đích của mình dễ dàng như vậy mới đúng. Đặng Kim Du nghe thấy Hoàng Thiên hỏi thế thì rất xấu hổ. Dù sao trước đây lúc ở nhà họ Hoàng anh ta cũng là một vệ sĩ khá xuất sắc. Tuy thua xa Vũ Thanh nhưng cũng là người có thực lực. Bây giờ Tiêu Đông Mai cấu kết với Đinh Thiên Hải, không ngờ chỉ trong một đêm lại cứu được toàn bộ người của nhà họ Phan và nhà họ Lương ra ngay dưới mí mắt anh ta, anh ta cảm giác rất mất mặt. "Cậu chủ, nói ra đúng là xấu hổ, tôi cũng không ngờ Tiêu Đông Mai lại đột nhiên tới Châu Phi làm loạn." Đặng Kim Du cắn răng nói. "Đinh Thiên Hải kia có lai lịch gì? Thế lực của ông ta còn lớn hơn cậu à?" Vũ Thanh hỏi Đặng Kim Du đặng kim du khẽ gật đầu và nói đinh thiên hải đến trước tôi mấy năm thế lực của ông ta mạnh hơn tôi rất nhiều hoàng thiên ngồi một bên nghe mà không nói thêm gì nhưng hoàng thiên cũng rất buồn bực trong lòng tiểu đông mai sao lại quen biết được đinh thiên hải đinh thiên hải ở tận châu phi xa xôi đã thế lại ở đây lâu rồi tiểu đông mai cấu kết với đinh thiên hải như thế nào tường vi ngồi bên cạnh hoàng thiên cô ấy cũng không nói gì điềm đạm ngồi ở đó rất không giống tính cách ngày thường của cô ấy Lúc này Đặng Kim Du nhìn Tường Vi, cười cười nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, đây là bạn gái của cậu à? Cô ấy xinh thật. Câu nói này của Đặng Kim Du làm cho mặt Tường Vi đỏ lên, nhưng trong lòng cô ta thì rất kích động. Hoàng Thiên cũng hơi xấu hổ, không ngờ Đặng Kim Du lại hiểu lầm. Đang định giải thích thì Đặng Kim Du lại cười nói tiếp, cậu chủ, cậu không nên dẫn bạn gái tới đây đâu, ở đây quá nguy hiểm. Ha ha, anh đừng xem thường cô ấy, cô ấy giỏi lắm đấy. Hoàng Thiên cười, thật sao, Đặng Kim Du tỏ vẻ hoài nghi, đúng lúc anh ta đang định nói gì thì cửa phòng vang lên một tiếng rầm rất lớn. Cánh cửa phòng bị một người dùng sức đá văng, ngay sau đó, hai người đàn ông tâm 20 tuổi ung dung đi vào. Vẻ ngoài của hai người đàn ông trẻ tuổi này trông rất hung ác, sau khi đi vào thì chừng lớn đôi mắt hung ác quét mắt nhìn mấy người Hoàng Thiên. Tướng do tâm sinh, dáng vẻ dữ dội, có thể thấy được hai tên nhóc này đều là kẻ có lòng dạ ác độc và đen tối vẻ mặt của Hoàng Thiên trầm xuống, trong lòng thấy cực kỳ khó chịu. Đảng uống rượu vui vẻ với Đặng Kim Du và Vũ Thanh, lại bị người khác quấy nhiễu như vậy, Hoàng Thiên làm sao có thể bình tĩnh cho nổi. Đặng Kim Du nhìn thấy vậy không khỏi giận tím mặt. Quá cản rỡ rồi, nơi này đã được anh ta đặt trước, đang chiêu đãi Hoàng Thiên, hai ên nhóc con này ăn gan hùm gan báo sao. Lại có thể dám xông vào đây như vậy. Hai người các ngươi làm cái gì đó hả? cút ra ngoài. Đặng Kim Du đứng lên, tức giận quát hai người đàn ông trẻ tuổi. Không ngờ tới là hình như hai người đàn ông này không để Đặng Kim Du ở trong mắt một chút nào, một người trong đó còn bước nhanh tới, bày ra vẻ mặt khiêu khích nhìn Đặng Kim Du. Ha ha, ông chủ Đặng, tính tình của anh vẫn nóng nảy như vậy nhai. Vừa nói, người đàn ông trẻ tuổi này vừa vỗ vai của Đặng Kim Du. Dầm đặng kim du sao có thể để mặc tên nhóc này làm gì thì làm được anh ta giơ chân lên đạp một cái thật mạnh vào bụng của tên nhóc này con mẹ nói người đàn ông trẻ tuổi bị đặng kim du đạp một cái đau tới mức kêu lên thành tiếng ôm bụng cong eo lại thiếu chút nữa là ngồi bệt hẳn xuống đất mẹ nó hai thằng không có mắt bọn mày xuất hiện từ đâu hả ông đây đang uống rượu ở chỗ này bọn mày còn dám xông vào đây vẻ mặt của đặng kim du rất không tốt chỉ vào hai người đàn ông trẻ tuổi mắng to. Quan trọng nhất là ở ngay trước mặt Hoàng Thiên và Vũ Thanh, Đặng Kim Du cảm thấy rất mất mặt. Người đàn ông trẻ tuổi bị đánh đứng thẳng người lại, tên này vẫn còn chống đỡ được rất tốt, bị đạp một cái như vậy cũng không có gì đáng ngại cả. Ha ha, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Phi Hùng, chính là đàn em của nhà họ Đinh. Cái người đàn ông trẻ tuổi tên là Phi Hùng này lạnh lùng cười một cái lúc nhắc tới ông chủ nhà mình thì gã bày ra dáng vẻ rất tự hào kiêu ngạo. Hóa ra là người của Đinh Thiên Hải. Đặng Kim Du giật mình một cái, anh ta vẫn có chút kiêng kỵ Đinh Thiên Hải. Đinh Thiên Hải cho người tìm đến tận nơi này, đây chính là việc mà Đặng Kim Du không ngờ tới. Hừ, tao đang tìm ông chủ của bọn mày đây, bây giờ bọn mày lại tự mình xuất hiện chịu chết. Đặng Kim Du hít mắt lại một cái, châm giọng quát lên sau khi phi hùng nghe thấy lời này của đặng kim du lập tức cười ha ha như điên ha 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 tôi nói này ông chủ đặng người khác không biết gì về anh nhưng mà tôi thì không biết chắc đừng có cố chấp tỏ ra mình là một người anh hùng ông chủ của nhà họ đinh chúng tôi là người mà anh có thể trêu chọc nổi sao phi hùng khinh thường nhìn đặng kim du nói mấy tên đàn em được đặng kim du dẫn theo tới đây thấy phi hùng lớn lối như vậy tất cả lập tức bao vây lại cả đám đều rút dao găm ran chỉ chờ đặng kim du ra lệnh một tiếng là lập tức có thể giết chết tên phi hùng này và kẻ còn lại. Ở châu Phi, có giết chết mấy người, cũng không phải là chuyện lớn gì cả. Những người dân ở vùng đất này khi bắt được trộm cắp, căn bản là sẽ đều bao lốp xe lên người tên đó rồi tưới xăng, sau đó thì sẽ thiêu sống. Thậm chí còn đánh đập và hành hạ mấy ên trộm cắp vô cùng tàn nhẫn, sau đó sẽ dùng hình phạt riêng của nơi đó. Cho nên mới nói, pháp luật ở nơi này vẫn chưa được hoàn thiện, Đặng Kim Du lăn lộn ở đây nhiều năm như vật, có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay, cũng có thể nói là tương đối tài giỏi. Đối mặt với khiêu khích của Phi Hùng, Đặng Kim Du kia làm sao có thể chịu được? Nếu như là lúc bình thường, Đặng Kim Du còn có thể sẽ vì kiêng kỵ Đinh Thiên Hải mà nhường nhịn Phi Hùng một chút. Nhưng mà hôm nay thì không được, ở ngay trước mặt Hoàng Thiên và Vũ Thanh, Đặng Kim Du vẫn rất cần sĩ diện. Hừ, mày cho là tao thật sự sợ Đinh Thiên Hải sao? đặng kim du lạnh lùng hừ một tiếng, lập tức bước lên nắm lấy tóc của phi hùng. "đĩ mẹ mày, mày dám động vào tao một cái thử xem?" phi hùng chừng con người ác độc, khiêu khích nói với đặng kim du. Dầm. đặng kim du giơ tay lên đánh một cái, đập thật mạnh vào cái mũi của phi hùng. "a an!" phi hùng đau đớn kêu thành tiếng, lấy tay che kín lỗ mũi lại, trên mặt toàn là máu. con người của đặng kim du cũng biến thành màu đỏ là do bị tên phi hùng này chọc tức ở ngay trước mặt hoàng thiên phi hùng cũng quá không nể mặt đặng kim du rồi đưa dao cho tao đặng kim du giơ tay lên nói với đàn em lập tức có một tên đàn em đưa dao găm cho đặng kim du mày mày muốn làm cái gì hả lúc này phi hùng cũng không biên nữa tên nhóc này thấy hoảng sợ bởi vì gã nhìn ra được là đặng kim du muốn làm thịt mình muốn làm gì ông đây sẽ cho mày phải đổ máu đặng kim du vừa nói vừa giơ cái dao găm lên lập tức đâm về phía cổ của phi hùng a à, a đừng phi hùng sợ hãi hét to lên bị dọa sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại hoàng thiên vẫn im lặng nhìn tất cả thấy đặng kim du muốn làm thịt phi hùng hoàng thiên đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ tay của đặng kim du cậu chủ cậu đặng kim du ra vẻ mặt không hiểu gì nhìn hoàng thiên trước tiên đừng giết cậu ta để cho tôi hỏi vài câu trước đã Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói. Được rồi, Đặng Kim Du buông lỏng Phi Hùng ra, giao tên nhóc này cho Hoàng Thiên. Phi Hùng vẫn chưa dứt được ra khỏi sự sợ hãi, cũng không còn kiêu ngạo như mới vừa rồi. Audio điện tử võ tấn bền Hai người các người đặc biệt tới đây để tìm cái chết hả? Hoàng Thiên im lặng nhìn Phi Hùng, lại nhìn lướt qua kẻ đi cùng Phi Hùng. Đối với hai tên nhóc này, Hoàng Thiên có chút sở khóc sở cười, chỉ với hai người bọn họ cũng dám tới đây tìm đường chết như vậy đây không phải là tới đưa đầu cho người ta sao là do nhà họ đinh phái chúng tôi tới nếu như tôi đoán không sai anh chính là cậu chủ hoàng đến từ việt nam đúng không phi hùng bình tĩnh lại nhìn chằm chằm vào hoàng thiên hoàng thiên rất không thích dáng vẻ kiêu ngạo của tên nhóc này anh giơ bàn tay lên tát mấy cái thật mạnh lên mặt của phi hùng mẹ kiếp mẹ kiếp Phi Hùng bị đánh thì có chút ngây ngẩn cả người, tỏ ra cực kỳ giận dữ với Hoàng Thiên. Đúng vậy, xem ra cái người tên Đinh Thiên Hải cũng không đơn giản. Vũ Thanh gật đầu một cái nói. Nói đi, Đinh Thiên Hải phái hai người các cậu tới đây làm cái gì? Hoàng Thiên hỏi Phi Hùng đang quỳ trên mặt đất. Phi Hùng đã thành thật hơn rất nhiều, cậu ta ý thức được Hoàng Thiên sẽ không để mặc mình làm gì thì làm, hơn nữa có mạnh miệng thì cũng chỉ càng bị hành hạ thêm thôi nhà họ đinh phái chúng tôi chát hoàng thiên giơ tay lên tắt một cái cái gì cũng nói là nhà họ đinh nói là do định thiên hải đúng vậy là đinh thiên hải đinh thiên hải phái chúng tôi đến đây truyền lời mời cậu thiên đây đến nhà của ngài ấy ngồi chơi một chút phi hùng lắp bắp nói với hoàng thiên hoàng thiên cực kỳ khinh thường tên nhóc phi hùng này loại người như này chính là kiểu khoác tấm da hổ lên người thì cực kỳ kiêu ngạo là kiểu miệng cọp gan thỏ cậu run rẩy làm cái gì? Không phải là vừa rồi rất kiêu ngạo hay sao? Bây giờ có thể sống sót để rời khỏi đây hay không thì vẫn còn chưa biết được. Cậu Thiên, tôi chỉ tới đây để truyền lời mà thôi, anh đừng làm khó tôi. Phi Hùng nhỏ giọng đàm phán với Hoàng Thiên. Cậu tới đây truyền lời thì truyền lời là tốt rồi, cần gì phải giải vờ hơn người hả? Cậu nhìn một chút xem, cái cửa đang yên đang lành lại bị cậu đạp hỏng, cậu nói xem có phải là mình rất đáng chết hay không? Hoàng Thiên nói xong, đá Phi Hùng một cái. Hoàng Thiên lạnh giọng nói: "Phi Hùng có thể không run rẩy được sao? Nếu không phải mới vừa rồi Hoàng Thiên ngăn cản Đặng Kim Du, sợ là cậu ta đã sớm bị Đặng Kim Du dùng dao làm thịt rồi." Phi Hùng vừa mới ngã xuống đất, mấy tên đàn em của Đặng Kim Du lập tức đi tới, vây quanh Phi Hùng đánh đập gã một trận. Tên nhóc đi theo Phi Hùng cũng không được thoải mái, rất nhanh cũng bị đánh ngã xuống đất, bị đá lăn lộn tới mức phải cầu xin tha thứ lôi hai tên này ra ngoài dạy dỗ đừng làm ảnh hưởng đến không khí ở chỗ này hoàng thiên thuận miệng nói vâng cậu chủ hoàng mấy tên đàn em của đặng kim du cùng nhau lên tiếng trả lời kéo phi hùng cùng với tên còn lại giống như là kéo hai con chó lôi ra ngoài tiếp tục dạy dỗ hoàng thiên lạnh lùng cười một tiếng rõ ràng là đặng kim du có chút lo lắng anh ta biết hoàng thiên vốn là cậu chủ cành vàng lá ngọc của nhà họ hoàng nếu hoàng thiên có xảy ra chuyện gì vậy thì hậu quả kia sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Với sức mạnh của nhà họ Hoàng ở thủ đô, những người có liên quan đến chuyện này, sợ rằng là sẽ đều phải chết không có chỗ chôn trong đó sẽ bao gồm cả đảng Kim Du này. Cậu chủ, rõ ràng là Đinh Thiên Hải đang gài bấy cậu, không đi cũng được. Đặng Kim Du suy nghĩ một chút, khuyên bảo Hoàng Thiên. Ha ha, cho dù Đinh Thiên Hải có không định gặp mặt tôi, không phải là tôi cũng định đi tìm ông ta sau bữa tối này hay sao? Hoàng Thiên hỏi ngược lại Đặng Kim Du. Đặng Kim Du có chút nói không thành lời, nhưng mà anh ta vẫn còn rất lo lắng, nếu như Đinh Thiên Hải không chủ động hẹn gặp Hoàng Thiên, Đặng Kim Du cũng sẽ chẳng lo lắng như vậy. Bây giờ Đinh Thiên Hải chủ động hẹn Hoàng Thiên ra gặp mặt, Đặng Kim Du cảm thấy trong lòng rất để ý. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra, đừng thấy Đặng Kim Du lăn lộn khá tốt ở châu Phi, nhưng mà Đặng Kim Du vẫn rất kiêng kỳ Đinh Thiên Hải. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, anh cũng không hy vọng là sẽ bị đinh thiên hải cưỡi lên đầu có đúng không? Hoàng Thiên rất nghiêm túc hỏi Đặng Kim Du. Một câu nói, đâm trúng chỗ đau của Đặng Kim Du. Không sai, mấy năm nay ở châu Phi, đúng thật là Đinh Thiên Hải vẫn luôn cưỡi ở trên đầu Đặng Kim Du. Như lấy chuyện tối hôm qua mà nói, tối hôm qua Đinh Thiên Hải phái người đánh úp bất ngờ mỏ vàng của Đặng Kim Du, cứu người nhà họ Phan và người nhà họ Lương đi còn khiến vài người anh em chính là đàn em của đặng kim du bị thương đặng kim du cũng có chút không thể làm gì không phải là đặng kim du không có tâm huyết hay không dám trả thù mà là do thực lực thật sự không cho phép nếu đấu với đinh thiên hải dù đặng kim du có mang tất cả tài sản ra cũng khó mà có thể làm ảnh hưởng đến đinh thiên hải cậu chủ cậu không biết thực lực thật sự của đinh thiên hải ở vùng này rồi ông ta đừng nói nữa tối nay chúng ta đến chỗ cái tên họ định kia không đợi đặng kim du nói xong hoàng thiên lập tức cắt ngang lời anh ta này đặng kim du tuyệt đối không ngờ tới hoàng thiên lại quyết đoán như vậy hành động như sấm rền gió cuốn thấy hoàng thiên tự tin như vậy đặng kim du cũng có lòng tin anh ta nhìn vũ thanh đứng bên cạnh một chút vũ thanh cười nói với đặng kim du đừng lo lắng nghe theo lời cậu chủ dặn dò là được vâng đặng kim du dùng sức gật đầu một cái máu chảy trong người của anh ta đang sôi trào có hoàng thiên ở chỗ này cả người của anh ta cũng có thể đứng thẳng lên. Lúc này cũng ăn cơm gần xong rồi, Hoàng Thiên đứng dậy, đi ra khỏi phòng bao đầu tiên. Tường Vi cũng theo sau Hoàng Thiên đi ra ngoài, Đặng Kim Du và Vũ Thanh cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài phòng bao, Phi Hùng và đồng bọn của gã vẫn còn đang bị đánh đập rất tàn nhãn, hai tên nhóc này bị đánh tới mức sắp không chịu được nữa, đầu cũng sưng to lên gấp ba lần, trên mặt toàn là máu. Thấy Hoàng Thiên đi ra ngoài, lúc này đàn em của đặng kim du mới dừng tay vội vàng đứng ra hai bên chờ hoàng thiên ra lệnh cậu đứng lên hoàng thiên nói với phi hùng đang nằm trên mặt đất phi hùng bị đánh đến mức không dám tỏ ra tức giận nữa ngoan ngoãn đứng dậy cúi đầu đứng ở trước mặt hoàng thiên chờ sự sắp xếp tiếp theo bây giờ đinh thiên hải có bao nhiêu người ở bên người hoàng thiên hỏi phi hùng phi hùng do dự một chút gã cũng không dám tiết lộ chi tiết tình hình của Đinh Thiên Hải cho Hoàng Thiên, làm vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bán đứng Đinh Thiên Hải đó. Không muốn nói. Trong mắt Hoàng Thiên lóe lên tia sáng lạnh, anh cũng không có thời gian để lãng phí với Phi Hùng. Thấy ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người của Hoàng Thiên, trong nháy mắt Phi Hùng trở nên luống cuống, vội vàng nói, không không, cậu Thiên, bên người của Đinh Thiên Hải, có ít nhất cũng khoảng 30 người. Dẫn đường. Hoàng Thiên ghi giọng nói. Phi Hùng giống như là một tên ngốc vậy, chậm chạp gật đầu đồng ý. Nhanh lên một chút. Một đàn em của Đặng Kim Du đá một cái lên mông của Phi Hùng. Phi Hùng uất ức đến mức sắp khóc tới nơi rồi, bây giờ gã rất hối hận, sớm biết đám người này chẳng để Đinh Thiên Hải vào mắt, thì trước đó gã cũng không dám ra vẻ như vậy. Bây giờ thì hay rồi, ngay cả Đinh Thiên Hải cũng không thể che chở cho gã, để gã bị đánh thành dáng vẻ như thằng cháu trai thế này. Phi Hùng và đồng bọn của gã đi ở phía trước, rất nhanh đã đi ra khỏi khách sạn. Hoàng Thiên sai người nhét hai tên nhóc này vào trong xe, sau đó nói với Đặng Kim Du, trong tay anh có bao nhiêu người? Khoảng hơn 20 người. Cậu chủ, bây giờ tôi lập tức gọi bọn họ qua đây. Đặng Kim Du vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra. Gọi 20 người thôi, số còn lại thì ở lại trong nhà. Hoàng Thiên nói. Đặng Kim Du gật đầu gọi điện thoại bảo mấy tên đàn em lập tức đến tập hợp ở trước cửa khách sạn. Cộng thêm mấy người mà Đặng Kim Du dẫn theo trước đó, tổng cộng có hơn 20 người. Mỗi một người trong số những người này đều biết là phải đi liều mạng, cho nên bọn họ đều có sự chuẩn bị trước. Hoàng Thiên nhìn những tên đàn em của Đặng Kim Du này một chút, cũng không biết lực chiến đấu của mấy người này như thế nào, nếu như có thể chống đỡ được những đàn em của Lã Việt, vậy thì cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tên đã lắp vào cung rồi thì không bắn cũng không được, hôm nay, chắc chắn sẽ phải đấu một trận với cái tên Đinh Thiên Hải đó. Lên đường thôi. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói, sau đó lên xe. Tường Vi cũng leo lên ngồi trong chiếc xe của Hoàng Thiên, vẫn luôn đi cùng với Hoàng Thiên. Vũ Thanh và Đặng Kim Du leo lên một chiếc xe khác, bọn họ áp giải Phi Hùng và đồng bọn của gã đi tuốt ở đằng trước. Trên đường đi đến nhà của Đinh Thiên Hải, Tường Vi nói với Hoàng Thiên, cậu chủ, nếu như lát nữa nhìn thấy bà chủ, vậy tôi nên làm như thế nào đây lúc hỏi câu này trong lòng tường vi vẫn thấy lo lắng không yên dù sao thì lúc trước cô ta cũng là đàn em thân thuộc của tiêu đông mai tuy nói là bây giờ đã đi theo hoàng thiên nhưng một lần nữa đối mặt với tiêu đông mai cô ta cũng không biết là mình nên làm gì bây giờ có thể bắt sống thì bắt sống nếu không thể nói chuyện vậy lập tức giết hoàng thiên gắn giọng nói tường vi thấy chấn động ở trong lòng Cô ta nhận ra lần này Hoàng Thiên tới đây là muốn làm thật. Tường Vi nghĩ không sai một chút nào, lần này đúng là Hoàng Thiên đã hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn nào đối với Tiêu Đông Mai nữa rồi. Lần trước đã chừng chỉ Tiêu Đông Mai đủ tàn nhẫn, đập gãy hai chân của Tiêu Đông Mai, nhưng điều này cũng không thể khiến cho bà ta ngừng lại. Bây giờ, Hoàng Thiên đã hoàn toàn thấy khó chịu, anh không muốn chịu đựng người đàn bà cặn bã này nữa. Đi xe khoảng hơn 20 phút cuối cùng đã tới nhà của Đinh Thiên Hải. Đinh Thiên Hải đã định cư ở quốc gia nhỏ này nhiều năm, ở trong một ngôi biệt thự ba tầng độc lập, trông rất là có khí thế. Xe của mấy người Hoàng Thiên vừa mới dừng lại, lập tức có mười mấy người chạy vọt ra từ bên trong cửa biệt thự. Trên tay tất cả những người này đều cầm vũ khí, có người cầm dao dài, có người cầm gậy sắt, tất cả đều có vẻ mặt không tốt lành gì nhìn chằm chằm vào mấy người Hoàng Thiên. Trận thế như vậy, Hoàng Thiên đã sớm đoán được rồi. Ở châu Phi ngay cả người có thực lực như Đặng Kim Du cũng rất kiêng kỳ với Đinh Thiên Hải, có thể thấy được thế lực của Đinh Thiên Hải lớn mạnh thế nào. Tới nhà của Đinh Thiên Hải khó mà chơi đùa nổi, hôm nay chính là một cuộc giết người ác chiến. Hoàng Thiên đánh giá mười mấy đàn em của Đinh Thiên Hải, phát hiện trong tay họ không có súng, tất cả đều là đám vũ khí bằng sắt như đao dài linh tinh, nhìn có vẻ chẳng có gì đáng ngại. Mấy người là ai? Một người đàn ông trung niên để dâu đi tới gần Hoàng Thiên âm trầm hỏi hoàng thiên nhìn thấy người để dâu này phát hiện dáng người của tên này khá cường tráng trong hai mắt đều là sự nguy hiểm vừa nhìn đã biết một tên ra tay tàn độc thông báo cho đinh thiên hải nói hoàng thiên đã tới hoàng thiên bình thản nói tên để dâu nghe vậy thì sửng sốt một chút đánh giá hoàng thiên từ cao tới thấp vài lần may chính là cậu thiên ở việt nam tên để dâu có chút không dám tin mà nhìn hoàng thiên trước mắt gã cảm thấy không giống với trong tưởng tượng của gã lắm bởi vì phong cách ăn mặc của hoàng thiên rất bình thường bộ dáng không giống với một cậu ấm nhà giả có mấy trăm tỷ đừng rong dài đi vào thông báo đi hoàng thiên phất tay với tên để dâu tên để dâu cũng không dám nói cái gì không có mệnh lệnh của đinh thiên hải gã cũng không dám làm bừa cậu thiên chờ một lát tôi đi vào bẩm báo ngài đinh tên để dâu này nói chuyện cũng khá khách khí nói xong liền xoay người đi tới biệt thự còn mười mấy đàn em của Đinh Thiên Hải đều không nhúc nhích, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người Hoàng Thiên, để ngừa nhóm người Hoàng Thiên xông vào. Không lâu sau, một nhóm người đi ra từ biệt thự, đi đầu là một người hơn 40 tuổi, gương mặt hồng hào. Trên mặt còn nở nụ cười, chậm rãi đi ra khỏi cửa lớn. Sau ông ta còn hơn 20 người đi theo, tất cả đều mặc vest, còn đeo kính dâm, cực kỳ khí thế. Cậu chủ, đây chính là Đinh Thiên Hải. Lúc này Đặng Kim Du tới bên cạnh Hoàng Thiên nhỏ giọng nói. Người đi đầu đúng là Đinh Thiên Hải Tung hoành nhiều năm ở châu Phi. Người này không hề đơn giản, 20 tuổi đã rời khỏi Việt Nam đến châu Phi, một người một ngựa mà leo được tới địa vị ngày hôm nay. Ngoại trừ thủ đoạn độc ác, Đinh Thiên mánh khóe mà gây nên sóng gió ở châu Phi hỗn loạn. Ha ha ha, thật sự là khách quý tới nhà mà, xin hỏi ai là cậu Thiên? Đinh Thiên Hải cười ha ha, rất khách khí hỏi. Ngài Đinh, đây chính là cậu Thiên từ Việt Nam. Tên để dâu chỉ Hoàng Thiên, nói với Đinh Thiên Hải. Mắt tam giác của Đinh Thiên Hải nheo lại, ánh mắt dừng trên người Hoàng Thiên. Tuy trên mặt Đinh Thiên Hải luôn mang theo nụ cười, nhưng lúc này trong mắt của ông ta lại lóe lên sự nham hiểm, ánh mắt là thứ không thể nào che giấu. Ha ha, cậu Thiên có thể từ xa đến đây, Thiên Hải tôi thật sự cực kỳ vinh hạnh. Mời cậu vào, Mau vào thôi. Đinh Thiên Hải cực kỳ nhiệt tình mời Hoàng Thiên vào sân. Hoàng Thiên cũng đã nhìn ra Đỉnh Thiên Hải này không phải hạng người dễ gần như bề ngoài, người như này chính là loại ngoài cười nhưng trong không cười. Càng là loại người bụng bồ dao găm như vậy lại càng khó đối phó, Hoàng Thiên biết rõ đạo lý này. Ông chủ Đinh không cần khách sáo, là tôi mạo muội tới nhà làm phiền rồi. Hoàng Thiên cũng không hàm hồ, trường hợp này, anh cũng sẽ đáp lại vài câu. Đinh Thiên Hải cười ha ha, nhiệt tình đón tiếp Hoàng Thiên, đồng thời ông ta cũng liếc mắt nhìn ra sau Hoàng Thiên. Vừa liếc nhìn thấy Đặng Kim Du, trên mặt Đinh Thiên Hải nở nụ cười lạnh. Ha ha, ông chủ Du, thật không ngờ anh lại quen biết với cậu Thiên đấy. Đinh Thiên Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói với Đặng Kim Du. Đặng Kim Du không thích nhìn nhất là bộ dáng kiêu ngạo làm trò này của Đinh Thiên Hải. Lúc này anh ta cũng cười riêu nói, ông chủ Đinh, chuyện ông không ngờ còn nhiều lầm, từ từ rồi quen thôi. Ha ha ha, mời mọi người vào, chúng ta vào trong nói chuyện." Đinh Thiên Hải cười to một trận, ý bảo mọi người đi vào. Trong lòng Đặng Kim Du vẫn có chút lo lắng, dù sao anh ta biết Đinh Thiên Hải là loại người gì. Hiện tại vào nhà của Đinh Thiên Hải không khác nào vào đầm rồng hang hổ. Đặc biệt Hoàng Thiên còn muốn đi vào, chuyện này đối với Đặng Kim Du mà nói quả thực giống như tìm chết. Nếu như Hoàng Thiên có chút sơ suất, Vậy chẳng phải nhà họ Hoàng ở thủ đô không phải xong rồi sao? Đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ chết đây. Nhưng chuyện Hoàng Thiên đã quyết định, Đặng Kim Du cũng không có khả năng khuyên can, chỉ có thể yên lặng đi theo sau Hoàng Thiên, cố gắng bảo vệ an toàn của Hoàng Thiên. Rất nhanh đoàn người được Đinh Thiên Hải dẫn vào biệt thự. Hơn 20 đàn em Đặng Kim Du dẫn theo cũng được cho phép mang theo vũ khí đi vào. Nhà của Đinh Thiên Hải trang trí xanh vàng rực rỡ chỉ là kiểu trang trí này cũng phải tới mấy chục tỷ lão già này cũng khá biết hưởng thụ đấy hoàng thiên nhìn thoáng qua đinh thiên hải bên cạnh trong lòng thầm nghĩ ha ha cậu thiên mời ngồi ở chỗ này của tôi không cần khách sáo đinh thiên hải làm động tác mời tươi cười nói với hoàng thiên hoàng thiên cũng không khách sáo trực tiếp ngồi ở trên sofa bằng da rất thoải mái đinh thiên hải ngồi bên cạnh hoàng thiên Đích thân pha trà cho Hoàng Thiên. Vũ Thanh và Đặng Kim Du không ngồi xuống, họ dẫn theo đàn em đứng ở phía sau Hoàng Thiên, luôn cảnh giác. Tường Vi cũng không ngồi, tay cô đặt trên hông, chuẩn bị rút kiếm mềm của cô ta bất cứ lúc nào. Đàn em dưới trướng của Đinh Thiên Hải cũng không hề buông lỏng cảnh giác, tổng cộng hơn 30 người, tất cả đều đứng cách Đinh Thiên Hải không quá xa, cảnh giác đề phòng. Đinh Thiên Hải rót cho Hoàng Thiên một tách trà sau đó cười nói, "Cậu Thiên không biết lần này cậu đích thân tới châu phi là có chuyện gì thấy đinh thiên hải đã biết rõ còn hỏi hoàng thiên không khỏi cười lạnh ha ha chúng ta cũng đừng vòng vo tôi tới đây vì cái gì trong lòng ông rất rõ mà ồ oh, tôi thật sự không biết vẫn mong cậu thiên chỉ giáo đinh thiên hải làm bộ như không biết giả bộ hồ đồ trước mặt hoàng thiên tôi vừa tới châu phi ông đã biết rồi còn có chuyện gì mà ông chủ đinh còn không biết hoàng thiên cười lạnh ha 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 cậu thiên cậu có chuyện gì thì nói thẳng đi đinh thiên hải cười ha ha nghiền ngẫm nhìn hoàng thiên được thôi tôi chỉ có một yêu cầu ông giao tiêu đông mai ra đây hoàng thiên cũng không muốn nhiều lời với đinh thiên hải gọn gàng dứt khoát nói cậu chủ hoàng cậu đủ thẳng thắn đấy vậy được rồi tôi có thể cho các cậu gặp mặt một lần nhưng có thể giao người cho cậu hay không thì còn phải xem chúng ta có thể đến với nhau hay không trên mặt Đinh Thiên Hải hiện lên một nụ cười ti tiện, nói với Hoàng Thiên câu nói có hàm ý khác. Hoàng Thiên là người thông minh bực nào, nhìn thấy vẻ tươi cười tỉ ti tiện kèm theo tham lam vào giờ phút này, lại nghe thấy lời nói này của Đinh Thiên Hải, Hoàng Thiên đã hiểu đại khái rồi. Ý của tên Đinh Thiên Hải này là muốn bàn chút điều kiện, chỉ cần điều kiện thành giao, ông ta sẽ có thể giao tiêu đông mai ra. Tuy rằng đoán được ý đồ của Đinh Thiên Hải, nhưng Hoàng Thiên ngồi ở kia vẫn vững vàng, không nói gì hay thể hiện vẻ mặt gì trong lòng đinh thiên hải có hơi khó chịu ông ta cũng rất kinh ngạc hoàng thiên còn trẻ như vậy nhưng tại sao lại dày dặn kinh nghiệm như vậy chứ dường như còn rất thông minh khôn ngoan đi mời bà mai ra đây đinh thiên hải lạnh giọng nói với tên để dâu đang ở bên cạnh dạ ngài thiên hải tên để dâu đáp một tiếng thuận theo bậc thang đi lên lầu hai phút sau tên để dâu trước đó xuống lầu ở phía sau gã còn có một đám đông cùng theo vì vậy tiêu tử phong và tiêu hổ đều vô cùng nhếch nhác cũng chịu không ít đau khổ về phần tiêu đông mai không chống đỡ là hoàn toàn không đi được đường hai cái đùi còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt đang đi theo tiêu đông mai và tiêu tử phong ở đằng sau chính là tiêu hổ gương mặt người này âm trầm bộ dạng oán độc quét mắt xuống dưới lầu ở phía sau cùng đi theo họ chính là nhà họ phan ở thủ đô và người của nhà họ lương nhà họ phan có ba miệng ăn nhà họ lương có bốn miệng ăn bọn họ đều là người đến châu Phi đào khoáng sau hai cha con kia, vì vậy mạnh mẽ hơn tiêu tử phong và tiểu hổ không ít, không có vẻ thảm hại như vậy. Nhìn thấy tiêu đông mai ở chỗ này, vẻ mặt hoàng thiên lập tức chìm xuống. Người phụ nữ này, thật sự là quá khó chơi, quá ghê tởm. Lần trước dưới sự giận dữ nên đã đập gấy hai chân tiêu đông mai, Hoàng Thiên vốn tưởng rằng tiêu đông mai sẽ sửa chữa, nhưng ai mà ngờ nhanh như vậy tiêu đông mai đã không kiềm chế được, lại đi ra gây chuyện cứu tiêu tử phong và tiêu hổ thì cũng có tình có lý, dù sao thì đó cũng là em trai và cha của tiêu đông mai. Nhưng tiêu đông mai cũng cứu người của nhà họ Phan và nhà họ Lương, dụng tâm hiểm ác kia đã rõ rành rành rồi. Rõ ràng là còn muốn lợi dụng người của nhà họ Phan và nhà họ Lương để đối phó Hoàng Thiên. Điểm này, Hoàng Thiên nhìn thấu hết. Hơ hơ, Hoàng Thiên, lỗ mũi của cậu thật đúng là thính nha. Nhanh như vậy đã tìm đến tôi rồi. Tiêu Đông Mai cười lạnh hơ hơ một trận, âm độc nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên nói. Tiêu Đông Mai, bà thật đúng là không biết xấu hổ. Hoàng Thiên rất cạn lời nhìn Tiêu Đông Mai, khẽ thở dài một tiếng nói. Chỉ một câu, đã khiến Tiêu Đông Mai tức tới răng cũng đau. Bà ta ở Việt Nam, chính là cô vợ bé của Hoàng Văn Thành. Là thân phận tôn quý cỡ nào, ai dám bất kính với bà ta chứ? Thế nhưng Hoàng Thiên lại hoàn toàn không xem bà ta ra gì, mẹ thì không gọi, trực tiếp gọi tên của bà ta. Trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Đông Mai cảm thấy đây là một loại sỉ nhục. Cậu cũng quá không hiểu lễ nghỉ rồi, tốt xấu gì cậu cũng phải gọi tôi tiếng mẹ, cậu nói chuyện như vậy với mẹ ghế à. Tiêu Đông Mai còn bày ra vẻ răn dậy Hoàng Thiên. Câm miệng, bà nhìn vào lương tâm của mình rồi tự hỏi xem, bà xứng ư. Hoàng Thiên quát hỏi. Mặt Tiêu Đông Mai lúc trắng lúc xanh, bà A không tiếp tục đấu võ mồm với Hoàng Thiên, mà là dùng hai cây gậy đi đến trước mặt Đinh Thiên Hải. Ông Đinh, xin ông lập tức làm thịt cậu ta và tất cả mọi người mà cậu ta mang đến. Tiêu Đông Mai hung dữ nói, chẳng qua khi đối mặt với Đinh Thiên Hải, trên mặt Tiêu Đông Mai lại kèm theo biểu cảm tỉ tiện đáng khinh, một bộ dáng hèn mọn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên thật sự là cảm thấy cơn buồn nôn đã đến họng. Ha ha, Tiêu Đông Mai à Tiêu Đông Mai, bà lạnh lùng ư, Bà kiêu căng ngạo mạn ư. Tại trước mặt tên họ Đinh, bà lập tức biến thành vẻ ngoài của tôi tớ rồi hả? Trên mặt Hoàng Thiên là vẻ cười diễu, trong lòng thầm nghĩ. Tiêu Đông Mai vốn tưởng rằng Đinh Thiên Hải sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu của bà A, nhưng mà bà ta không ngờ tới, sau khi Đinh Thiên Hải nghe xong lời của bà ta, nhưng lại không có phản ứng gì quá lớn. Ehem, bà Tiêu, có một điều mà bà phải rõ ràng, đây là địa bàn của tôi. Tôi muốn làm như thế nào? không cần bà tới khoa tay múa chân. Đinh Thiên Hải ôn hòa nói. Tiêu Đông Mai sửng sốt một chút, lập tức híp mắt nói, ông Đinh, lời này của ông tôi nghe không hiểu rồi, chẳng lẽ ông cầm 100 tỷ của tôi, tôi đề ra chút yêu cầu ấy, ông cũng không làm hài lòng tôi. 100 tỷ, ha ha, không phải tôi đã giúp bà cứu ra nhiều người như vậy sao? 100 tỷ này coi như phí dịch vụ, bà có biết mạng của cậu Thiên sẽ có bao nhiêu tiền hay không? chỉ có 100 tỷ thôi mà đã nghĩ tới mua sao. Đinh Thiên Hải nở nụ cười ha ha, cười đến cực kỳ không biết chán, cực kỳ đắc ý. Không sai, Đinh Thiên Hải ông ta đây có tính toán của mình, khẩu vị của ông ta rất mặn. Hoàng Thiên có thể tới trong nhà của ông ta, đây quả thực là một thần tài từ bầu trời rơi xuống, rơi ngay lò sưởi đặt gần đầu giường nhà ông ta rồi. Khi khống chế được Hoàng Thiên và nhà họ Hoàng ở thủ đô, tới đó muốn bao nhiêu tiền thì nhà họ Hoàng đều sẽ cho đó nha. Vì vậy sao Đinh Thiên Hải có thể nghe lời Tiêu Đông Mai được? Ông ta còn muốn Hoàng Thiên làm cây dụng tiền đây này. Vậy ông muốn bao nhiêu? Chỉ cần ông giúp tôi tiêu diệt Hoàng Thiên, ông muốn bao nhiêu tiền thì chỉ cần mở miệng. Tiêu Đông Mai lớn tiếng hỏi Đinh Thiên Hải, dáng vẻ gấp không thể chờ. Hoàng Thiên thấy một màn như vậy, anh không nén được gừ một tiếng lạnh lùng ả à, tiêu đông mai tỷ tiện này là nằm mộng cũng muốn anh chết đúng vậy đó ông đinh ông nói một cái giá đi chị của tôi có tiền tiêu tử phong đang ở một bên cũng không chịu lẻ loi rồi thằng nhãi này cao giọng hô lên mày được xem là cái thá gì nơi này có phần cho mày nói chuyện sao mặt đinh thiên hải trầm xuống rất khinh bỉ quét mắt liếc tiêu tử phong tiêu tử phong lập tức rụt cổ một cái ngay cả một câu phản bác cũng không dám nói ra miệng cực kỳ sợ Đinh Thiên Hải. Nhìn thấy dáng vẻ chết nhát này của Tiêu Tử Phong, lông nghi Hoàng Thiên chấp chấp, nhưng anh không nói gì. Đinh Thiên Hải thấy Hoàng Thiên bảo trì im lặng, ông ta nhếch miệng, làm bộ dạng cuồng ngạo nắm phần thắng trong tay, nói với Hoàng Thiên rằng, cậu Thiên, có một câu mà tôi không biết có nên nói hay không. Giờ phút này trong lòng Hoàng Thiên đã rất khó chịu, nhìn thấy Đinh Thiên Hải lại vẫn dám bày ra dáng vẻ lâu ngày chưa bị ăn đòn này, Hoàng Thiên lại càng không kiền nhân được nữa. Có chuyện thì nói, có rằm mau thả Hoàng Thiên không còn sức nhẫn nại với Đinh Thiên Hải nữa, lúc này bèn xa sầm mặt nói. Cái đệt, Đinh Thiên Hải thật sự là tới nằm mơ cũng không nghĩ tới Hoàng Thiên cũng dám nói những lời đó với ông ta đây chính là địa bàn của ông ta đó, chỉ cần ông ta ra lệnh một tiếng, Hoàng Thiên và những người mà Hoàng Thiên mang đến này, một người cũng đừng nghĩ còn sống rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Đinh Thiên Hải cho rằng như vậy thôi. Hoàng Thiên, cậu nói chuyện với tôi thế nào vậy? đinh thiên hải cũng không giả bộ cười giả lả nữa trận trắng mắt dùng tiếng địa phương hỏi hoàng thiên ông nhìn bộ dạng của ông xem ông bảo tôi nói chuyện với ông như thế nào hoàng thiên lạnh lùng hừ một tiếng chỉ vào mũi đỉnh thiên hải hỏi ngược lại con mẹ nói đinh thiên hải bị anh làm cho tức đến nghẹn học bỗng nhiên ông ta đứng dậy độc ác nhìn chằm chằm cào hoàng thiên làm sao hoàng thiên có thể để ông ta trấn trụ lúc này anh cũng đứng dậy đôi môi đinh thiên hải khẽ run nhẹ mấy lần trong mắt ông ta càng thêm dữ tợn ông ta suýt nữa không kiềm chế được mà ra lệnh giết hoàng thiên nhưng mà ông ta vẫn nhanh chóng ổn định lại tâm trạng của mình ông ta đã lăn lộn ở châu phi rất nhiều năm rồi không phải tự dựng mà ông ta có thể vững gót ở đây lòng giả của của ông ta không phải thứ người bình thường có thể so sánh nếu là người bình thường mà bị hoàng thiên chọc tức như vậy bọn họ đã sớm nóng nảy mà hạ lệnh giết hết nhóm người của hoàng thiên rồi Thế nhưng Đinh Thiên Hải không phải là người bình thường, ông ta chỉ tức giận có vài giây sau đó lại cười ha ha. Ha ha ha, không hổ là cậu Thiên nha, rất có cá tính, Đinh Thiên Hải này rất tán thưởng nha. Đinh Thiên Hải cười ha ha, lại đội mũ cao cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không muốn nghe con hàng này xạo cho nữa, anh lạnh lùng nói, Đinh Thiên Hải, tôi không thích vòng vo dài dòng, ông cũng đừng vòng vo như vậy nữa. Tôi hỏi ông lần cuối cùng, ông có chịu giao người không? thật ra Đinh Thiên Hải đang rất tức giận đến mức muốn nổ tung, bao nhiêu năm nay chưa ai dám nói chuyện với ông ta như vậy đâu. Nhưng mà bởi vì tiền, ông ta nhịn. Cậu Thiên, chúng ta đều ngả bài đi, chỉ cần cậu chịu bỏ ra 10.000 tỷ, tôi sẽ giao hết đám người tiêu đông mai cho cậu, cậu muốn xử lý thế nào thì xử lý. Sau khi Đinh Thiên Hải nói xong mấy lời này thì vẻ mặt trầm xuống, không còn vẻ khách khí như vừa nãy nữa. Hoàng Thiên nghe xong suýt nữa thì bật cười dã tâm của cái tên Đinh Thiên Hải này cũng lớn quá đi. 10.000 tỷ chẳng là gì đối với Hoàng Thiên cả, nhưng tại sao Hoàng Thiên phải đưa 10.000 tỷ cho ông ta? Ha ha, nếu tôi không đưa 10.000 tỷ cho ông thì sao? Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Đinh Thiên Hải. Vẻ mặt Đinh Thiên Hải lập tức tối sầm, độc ác nói với Hoàng Thiên, nếu cậu không đưa tiền thì đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này, thuộc hạ của cậu cũng đừng mong có ai sống sót đi ra ngoài. Thật sao, sau bao nhiêu năm sống ở châu phi ông học được cách uy hiếp rồi đấy à hoàng thiên lạnh lùng hỏi đinh thiên hải sau đó đột nhiên nắm chặt lấy cà vạt của đinh thiên hải cái tên đinh thiên hải này đúng là rất coi trọng cách ăn mặc mặc vest đi dày ra không có chuyện gì làm thì đi thắt cà vạt bây giờ cái cà vạt của ông ta lại trở thành cái dây dắt chó mẹ nó con mẹ nó mày muốn chết sao đinh thiên hải trợn tròn hai mắt giơ tay định tát hoàng thiên Hoàng Thiên giật mạnh một cái khiến cầu đinh thiên hải bị kéo xuống ngay lập tức, cái tát của ông ta cũng bị lệch hướng, đánh vào thắt lưng của Hoàng Thiên. Bụp bụp bụp, Hoàng Thiên không hề khách khí, dùng đầu gối thúc mạnh lên mặt đinh thiên hải. Sau khi bị ăn ba cái đầu gối của Hoàng Thiên vào mặt, đinh thiên hải chỉ cảm thấy choáng váng, đầu óc cứ ong ong cả lên. Bây giờ Hoàng Thiên chỉ muốn ra sức dậy dỗ đinh thiên hải, anh đã nhịn lão già này lâu lắm rồi. Nhìn mái tóc dài được trải ngôi giữa khá kiểu cách của Đinh Thiên Hải, không hiểu sao Hoàng Thiên lại cảm thấy rất khó chịu un Hoàng Thiên thả lỏng cà vạt của Đinh Thiên Hải ra, sau đó hai tay đột nhiên nam lấy đỉnh tóc của Đinh Thiên Hải. Con mẹ nó. Đinh Thiên Hải chửi thề, ông ta cảm thấy vô cùng hoang mang, ai mà biết Hoàng Thiên nói đánh là đánh ngay cơ chứ. Ông cứ việc chửi, chỉ cần ông có thể chịu đánh được là được. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, chân trái và chân phải thi nhau thúc vào mặt Đinh Thiên Hải. Chiều này rất sắc bén, tóc của đối phương bị nắm chặt. Đầu bị ép cúi xuống thấp, không thể đánh trả, chỉ có thể chịu đòn. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc, chỉ trong nháy mắt, Đinh Thiên Hải bị đánh đến mặt mũi bầm dập, không ngừng la hét thảm thiết. Cái này, cái này, cái này. Tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đây là Đinh Thiên Hải đó, ở đất nước nhỏ bé ở châu Phi này, Đinh Thiên Hải rất là nổi tiếng. Không chỉ trong giới Việt Nam, mà ngay cả người dân địa phương ở đất nước nhỏ bé này cũng rất e ngại Đinh Thiên Hải bởi vì Đinh Thiên Hải có quen biết với một tổ chức vũ trang, ai mà dám chọc vào. Không ngờ một nhân vật châu bò như vậy lại bị một người Việt Nam trẻ tuổi túm tóc đánh như bao cát -ti. Điều đáng kinh ngạc nhất là người trẻ tuổi này dám đánh Đinh Thiên Hải này ở địa bàn của ông ta, ngay trong chính nhà của ông ta. Vũ Thanh và Tường Vi ở bên cạnh im lặng nhìn, bọn họ cũng không kinh ngạc lắm, bởi vì bọn họ đều biết Hoàng Thiên Châu Bò như thế nào. Nhưng Đặng Kim Du thì lại không biết, Trước đấy anh ta vẫn luôn cho rằng Hoàng Thiên chỉ là một cậu chủ nhà giàu chỉ biết ăn chơi phá hoại, tính tình phách lối, nếu gặp nhân vật châu bò như Đinh Thiên Hải chắc chắn sẽ không làm gì được. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên đánh đập Đinh Thiên Hải, anh ta cảm thấy mắt mình có vấn đề rồi. Đặng Kim Du há hốc mồm, nước rãi chảy đầy đất. Đến cả đám người tiêu đông mai cũng kinh ngạc đến mức đứng ngây ra đó như phỗng. Sau khi hết kinh ngạc, đám người tiêu đông mai đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, Bọn họ đoán rằng lần này Hoàng Thiên chết chắc rồi. Lên, mẹ nó nó dám đánh ngài Thiên Hải, đánh chết nó. Đám thuộc hạ của Đinh Thiên Hải cuối cùng cũng phản ứng lại, lớn tiếng ra lệnh. Hơn 30 tên thuộc hạ đồng loạt xông tới, tất cả đều vung tay chuẩn bị đánh chết Hoàng Thiên. Vũ Thanh đã chuẩn bị từ lâu, nếu thuộc hạ của Đinh Thiên Hải không ra tay thì anh ta sẽ không ra tay. Bây giờ thấy thuộc hạ của Đinh Thiên Hải muốn ra tay, làm sao anh ta có thể thờ ơ? tất cả lên cho tôi, đánh chết cho tôi. Trên trán Vũ Thanh nổi cả gân xanh lên, sau khi ra lệnh xong, Vũ Thanh giống như một con ngựa dẫn đầu sông về mấy tên tôm tép kia đám tôm tép kia vẫn còn đang sắn tay áo chuẩn bị đánh nhau. Vũ Thanh lao đến bên cạnh nhanh như một cơn gió, tốc độ này nhanh một cách không bình thường. Mẹ nó, tốc độ này quá nhanh rồi thì phải. Đám tôm tép kia đều sợ ngây người, bọn họ làm gì đã từng gặp người có thân thủ mạnh mẽ như Vũ Thanh mày vừa nói mày muốn đánh chết ai? Vũ Thanh trừng mắt, nắm chặt cổ áo một tên có rear mép. Mẹ nó, mày buông tao ran. Tên rear map tức giận quát, giơ tay định đấm vào mặt Vũ Thanh. Vũ Thanh hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên nắm lấy nằm đấm của anh ta. Sắc sắc, mẹ nói. Tên rear mép kêu một tiếng đầy thê thảm, cú đấm của anh ta đã bị Vũ Thanh bóp gãy xương, ba ngón tay bị gãy, máu chảy ra. Xem mày còn dám phách lối kiêu ngạo không? Vũ Thanh tức giận quát, giơ chân đá vào bụng tên Rear Map. Ôi mẹ ơi! Tên Rear bị Vũ Thanh dùng sức đá văng ra hơn 4 mét, ngã nhào xuống đất, nôn ra máu không đứng dậy được nữa. Cùng lúc đó hơn 30 thuộc hạ của Đinh Thiên Hải và hơn 20 người đặng Kim Du mang đến đang liều mạng với nhôn tường vi cùng Im Du đều ra tay, một trận hỗn chiến xảy ra. Đinh Thiên Hải bị đánh cho thổ huyết, ông ta cảm thấy không thể sử dụng được năng lực của bản thân, cái chiêu nắm tóc đá mặt này của hoàng thiên rất sắc bén đánh cho đinh thiên hải không có sức đánh lại hoàng thiên con mẹ nó mày đợi đấy tao phải người anh em kết nghĩa bắn chết mày đinh thiên hải đau đớn hét lên nhưng vẫn không quên uy hiếp hoàng thiên người anh em kết nghĩa của mày là ai anh ta rất trâu bò sao hoàng thiên lạnh lùng hỏi nhưng chân vẫn không dừng đạp túi bụi vào đinh thiên hải đinh thiên hải sao chịu nổi chứ Bị Hoàng Thiên đánh đến nổi sóng đi chết lại. Mày đợi đó, mày đợi đó đi. Đinh Thiên Hải cũng không biết nên nói gì cho tốt, chỉ cố nói đi nói lại câu nói này. Hoàng Thiên đâu quản được nhiều như vậy, hôm nay nhất định phải dạy dỗ tên họ Đinh này. Tất cả tổng cộng đã đá Đinh Thiên Hải 100 cú đá, cuối cùng Đinh Thiên Hải thật sự chịu không nổi nữa, khóc um sùm lớn tiếng nói, "Cậu Thiên, cậu Thiên, xin đừng đá nữa, tôi chịu thua." Một tiếng hét này vượt xa dự đoán của mọi người. Với uy danh của Đinh Hải Thần, có khi nào ông ta chịu thua đâu, những người đắc tội với ông ta, toàn bộ đều đi xuống địa ngục hết rồi. Nhưng mà hôm nay, Đinh Hải Thần lại ở trước mặt mọi người nhận sai, một chút cũng không quan tâm đến sĩ diện. Nghe thấy cầu xin Hoàng Thiên mới dừng lại, nhưng mà tay vẫn nắm chặt lại tóc của Đinh Thiên Hải. Chịu thua rồi, vậy được, nói toàn bộ đàn em của mày dừng tay lại và quỳ hết xuống đất cho tao. Hoàng Thiên lớn tiếng quát Đinh Thiên Hải. Đinh Thiên Hải thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể lớn tiếng nói, các người dừng tay hết lại cho tôi, toàn bộ quỳ xuống đi. Một mệnh lệnh như núi, cái tên Đinh Thiên Hải này vẫn có chút huy phong, chỉ một câu nói, đám đàn em hơn 30 người của ông ta đều ngoan ngoãn buông bỏ vũ khí, cả đám đều quỳ trên mặt đất. Lại nhìn đám đàn em của Đinh Thiên Hải, ai ai cũng có thương tích, có người thì bị đánh gãy cánh tay có người thì bị đánh đến gương mặt cũng nở hoa luôn rồi, bộ dạng gì cũng có hết. 20 đàn em của Đặng Kim Du cũng đều không kém, thương tích đầy mình, rất là thảm liệt. Hoàng Thiên lúc này níu lấy tóc của Đinh Thiên Hải, tàn nhẫn vặn vẹo, kéo tên già này qua một bên. Bịch một tiếng, Đinh Thiên Hải ngã nhào xuống đất, tóc cũng bị Hoàng Thiên bứt hết một lỏng lớn, đau đến nghiến răng bậm môi. Không đợi Đinh Trấn Hả phản ứng lại, Tường Vi đã đi đến dùng chân dẫm lên lòng ngực của Đinh Thiên Hải, sau đó trực tiếp đưa thanh đao kề vào cổ của Đinh Thiên Hải. Cái tên già nhà ông, nếu dám không nghe lời, bà cô đây lập tức xã máu ông dai. Tường Vi khí thể bá đạo hùng hổ nói. Tôi sẽ nghe lời, sẽ nghe lời, người đẹp đừng kích động. Đinh Thiên Hải có chút hoảng loạn, vội vàng trả lời. Hoàng Thiên nhìn Vũ Thanh, Vũ Thanh cũng cũng nhìn Hoàng Thiên, hai người đưa mắt nhìn nhau cười một cái cái tên đinh thiên hải này cũng là người lợi hại náo loạn cả nửa ngày trời ngược lại khi sắp chết cũng trở nên rụt rè nhìn thấy đinh thiên hải đã bị hoàng thiên khống chế rồi đám người của tiêu đông mai bắt đầu hoảng hốt chỗ dựa của họ là đinh thiên hải tiêu đông mai từ việt nam chạy đến đây người đầu tiên mua chuộc chính là đinh thiên hải sau khi lợi dụng đinh thiên hải tiêu đông mai cũng thật sự đã cứu được người mình muốn cứu rồi bà ta vốn dĩ còn cho là cứu được nhà họ phan và nhà họ lương quay về việt nam Hoàng Thiên nhất định sẽ nhận lấy sự trả thù điên cuồng của hai nhà này. Nhưng lại không thể ngờ được là, vẫn còn chưa về đến Việt Nam, thì đã xảy ra biến cố lớn như thế này rồi. Tiêu Đông Mai sắp sầu chết rồi, bà ta cũng hận Đinh Thiên Hải vô dụng, ông ta như thế mà lại không xử được Hoàng Thiên. Ngay lúc Tiêu Đông Mai do dự buồn giàu suy nghĩ, Hoàng Thiên đã đi đến trước mặt bà ta. Tiêu Đông Mai đang chống nạng thì nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoàng Thiên, trong lòng bà ta hồi hộp, cũng đoán biết sắp có chuyện không hay rồi. Tiêu Đông Mai, bà còn lời nào muốn nói nữa hay không? Hoàng Thiên trầm giọng nói với Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai không phải là người đàn bà dễ dàng chịu thua, truy trong lòng vô cùng hoảng sợ, nhưng bà ta lại không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt của Hoàng Thiên. Tôi không có gì muốn nói hết. Hoàng Thiên, cậu muốn giết thì hãy mau giết chết tôi đi, đừng hòng làm nhục tôi. Ngay cả người đã trải qua trăm trận chiến như Tiêu Hổ, lúc này cũng giật mình, dù sao ông ta cũng không muốn chết. Tiểu tử Phong càng không phải nói, tay chân đã mềm nhũ từ lâu rồi, toàn thân đều run cầm cập. Chỉ có tiêu đông mãi vẫn cố chống cự, chừng mắt nhìn Hoàng Thiên nói, cậu muốn giết thì giết đi, cha của cậu biết cậu giết chết tôi rồi, cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hoàng Thiên thấy bà ta còn dám lấy ba mình ra để chèn ép anh, bất giác lửa hận trong lòng bùng cháy dữ dội. Từ trước đến giờ, chính vì đắn đó cảm nhận của cha, Hoàng Thiên mới không làm quá dứt khoát. Bằng không với những hành vi của Tiêu Đông Mai, đáng lẽ bà ta đã phải chết từ sớm rồi. Nếu như tôi sợ điều đó thì đã không đến tận Châu Phi để tìm bài. Hoàng Thiên lạnh lùng nói, sau đó đá vào đùi của Tiêu Đông Mai, chỉ đá một cái. Răng rắc. Hà Tiêu Đông Mai thảm thiết kêu lên, sau đó ngã nhào xuống đất. Chỗ chân gãy bị bó bột mới tốt lên chút, bị Hoàng Thiên đá một cái lại lần nữa bị nứt ra, thiếu chút nữa đau chết Tiêu Đông Mai. "Hoàng Thiên, cậu có giỏi thì giết chết tôi đi." Tiêu Đông Mai sắp tức đến điên rồi, gào thét lên với Hoàng Thiên. "Bà Mai à, bà muốn chết thì đi chết một mình nhanh lên đi, đừng kéo luôn chúng tôi, chúng tôi vẫn còn muốn sống." Lương Hà Giang ở một bên khóc thét lên, ông ta sắp bị Tiêu Đông Mai làm cho tức chết. Ở đâu ra cái thái độ từ tìm đường chết như thế? Đúng vậy đó, bà muốn chết thì chết đi, tại sao lại kéo theo chúng tôi chứ? Vợ của Lương Hà Gian cũng trách móc. Anh Thiên, lần này thật sự không liên quan đến gia đình chúng tôi, đều là do Tiêu Đông Mai tự mình lên kế hoạch đến châu Phi cứu chúng tôi. Lương Thiên vũ biểu tình vô cùng tỉ tiện giải thích với Hoàng Thiên. Đúng đó, anh Hoàng Thiên, anh xem người ta cũng bị phơi đến đen thui rồi, tay cũng trở nên thô giáp anh tha cho người ta trở về Việt Nam đi có được không? Lương Ngọc Lan bắt đầu uốn éo nũng nịu với Hoàng Thiên. Người nhà họ lương mọi người tôi một câu cô một câu, lừa những lời nói nịnh bợ hay ho, hy vọng có thể lay động Hoàng Thiên, tha cho họ về lại Việt Nam. Phan Liệt và vợ của ông ta tuy không nói gì, những biểu tình trên gương mặt cũng rất là kỳ vọng, đã không còn kiêu ngạo như lúc xưa ở Việt Nam nữa. Phan Hạo cũng không nói câu nào, nhưng lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn Hoàng Thiên, thằng nhóc này cũng rất mong được về nước. Hoàng Thiên trực tiếp bỏ lơ đám người này, những lời nói quỷ quái của đám người này, một câu Hoàng Thiên cũng không tin. Một nhóm người tiểu nhân thay đổi thất thường, căn bản là không đáng tin. Đinh Thiên Hải, sau khi tôi trở về lại Việt Nam, có phải ông sẽ muốn báo thủ đặng Kim Du? Lúc này Hoàng Thiên không thèm để ý đến đám người tiêu đông mai, quay đầu lại hỏi Đinh Thiên Hải đang nằm ở dưới đất. Đinh Thiên Hải vô cùng thê thảm, hôm nay sĩ diện của ông ta đã mất hết, thất bại thảm hại, đây là điều ông ta chưa từng ngờ tới. Bây giờ ông ta vô cùng hối hận, sớm biết Hoàng Thiên lợi hại như thế, trước đây đáng lẽ phải chuẩn bị đầy đủ hơn, gọi luôn người anh em kết nghĩa của mình đến luôn là được rồi. Cậu Thiên, sao tôi còn dám chứ? Sau khi cậu quay về Việt Nam, tôi nhất định sẽ làm bạn tốt với Đặng Kim Du, chỉ cần ai là bạn của cậu thì cũng đều là bạn của Đinh Thiên Hải tôi. Cái miệng nhỏ của Đinh Thiên Hải vẫn được coi là biết cách ăn nói, mở to mắt nói dối, bảo đảm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe những lời này của ông ta cũng cảm thấy tức cười, đi qua đó cười nói, ông Hải này, những lời vừa rồi ông nói, bản thân ông có tin hay không? Đinh Thiên Hải bị Hoàng Thiên nói trúng nỗi lòng, ông ta vẫn rất lung túng. Hoàng Thiên nói không sai, lời Đinh Thiên Hải vừa nói ra ngay cả ông ta cũng không tin. Đợi sau khi Hoàng Thiên và Vũ Thanh trở về Việt Nam, Đinh Thiên Hải không chơi chết đặng Kim Du mới là lạ. Với thực lực của Đinh Thiên Hải, muốn chơi chết đặng Kim Du là chuyện rất dễ dàng. Mà Hoàng Thiên đã sớm nhìn thấu tất cả chuyện này, anh phải suy nghĩ đường lui cho đặng Kim Du, không thể đem đến tai họa cho đặng Kim Du được. Cậu Thiên, Đinh Thiên Hải tôi thề với trời, sau khi anh đi, tôi nhất định thân thiện với đặng Kim Du. Chuyện làm ăn mỏ vàng bên này về sau hai chúng tôi sẽ thương lượng. Đinh Thiên Hải thê son sắt bảo đảm với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười lạnh một tiếng, sao có thể tin nổi lời nói dối sang bậy này của Đinh Thiên Hải. Ha ha, được rồi ông Hải, ông không cần diễn kịch với tôi. Không phải ông vừa mới nói anh em kết nghĩa của ông rất trâu bò sao. Còn muốn để anh em kết nghĩa của ông xử bắn tôi mà. Hoàng Thiên mỉm cười hỏi Đinh Thiên Hải. Trái tim Đinh Thiên Hải đột nhiên chìm xuống, vừa rồi ông ta bị Hoàng Thiên chọc tức, sau đó mới nói ra những lời độc ác nhưng bây giờ cái mạng nhỏ của ông ta bị nắm giữ trong tay của hoàng thiên ông ta rất sợ hoàng thiên lập tức giết chết ông ta cậu thiên chuyện đó là do tôi mạnh miệng cậu cậu tuyệt đối đừng trách tội tôi đinh thiên hải tranh thủ thời gian giải thích hoàng thiên thấy rất rõ tên đinh thiên hải này là loại người có thể có được cũng có thể duỗi được kẻ này cũng là loại đáng sợ nhất hơn nữa hoàng thiên kết luận Tên anh em kết nghĩa của Đinh Thiên Hải kia khẳng định rất có thể lực trong cái nước nhỏ này. Đã muốn giúp Đặng Kim Du giải trừ mối lo lắng về sau thì phải làm triệt để, bây giờ Hoàng Thiên Thây rất hứng thú với tên anh em kết nghĩa kia của Đinh Thiên Hải. Ông lập tức gọi cho anh em kết nghĩa của ông bảo anh ta tới, tôi muốn bàn bạc với anh ta. Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói với Đinh Thiên Hải. Đinh Thiên Hải nghe lời này xong thì thật sự hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không. Hoàng Thiên này không muốn sống nữa sao? dám bắt mình gọi anh em kết nghĩa đến. Đừng nói nhảm, lập tức gọi điện cho anh ta. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Đinh Thiên Hải còn ước gì anh làm như vậy, ông ta lập tức cầm điện thoại di động gọi một cuộc gọi đi. Trong điện thoại, Đinh Thiên Hải cũng không biết dùng tiếng gì nói, ông ta lầm bầm một phen rồi cúp điện thoại. Tên thuộc hạ có dâu kia của Đinh Thiên Hải lúc này còn nằm dưới đất phun máu, không thể đứng dậy nổi. Chẳng qua tên có dâu Ria mép nghe Hoàng Thiên và Đinh Thiên Hải nói chuyện, trong lòng anh ta lại rất phân khích. Bởi vì tên Ria mép biết anh em kết nghĩa này của Đinh Thiên Hải có thực lực khủng bố đến mức nào, chỉ cần người này đến, đám người Hoàng Thiên đừng mơ có ai sống sót rời khỏi nhà họ Đinh. Trong phòng tiếp khách to như vậy nhưng không ai nói thêm câu nào, im lặng đến có chút đáng sợ. Hoàng Thiên cũng không vội, anh ngồi xuống ghế salon, chờ anh em kết nghĩa của Đinh Thiên Hải đến. Đặng Kim Du thì đã sớm gấp đến độ đổ mồ hôi. Anh ta lăn lộn ở nước nhỏ này tầm 10 năm, đương nhiên biết anh em kết nghĩa của Đinh Thiên Hải này đáng sợ đến đâu. "Cậu chủ, chúng ta mau đi thôi, lát nữa không đi ra được đâu." Gương mặt Đặng Kim Du nghiêm túc nhắc nhở Hoàng Thiên. "Tôi và Vũ Thanh lúc nào cũng đi được, anh thì sao? Chuyện làm ăn ở đây của anh làm thế nào đây?" Hoàng Thiên hỏi lại Đặng Kim Du. Đặng Kim Du thở dài, anh ta cũng biết Hoàng Thiên muốn tốt cho anh ta, đang quét dọn tai họa về sau cho anh ta. Nhưng trong mắt Đặng Kim Du, thực lực thật sự không cho phép, chờ anh em kết nghĩa của Đinh Thiên Hải đưa người tới thì Hoàng Thiên và Vũ Thanh đều phải quỳ xuống. Tường vi do Hoàng Thiên đưa tới sẽ có kết quả thảm hại hơn, người phụ nữ xinh đẹp như vậy vẫn còn thứ tốt nhỉ. Đặng Kim Du nghĩ tới những điều này thì anh ta gấp đến nội dậm chân. Cậu chủ, anh nghe lời tôi một lần đi nơi đây thật không thể ở lâu. Đặng Kim Du lớn tiếng nói. Đừng nói. Hoàng Thiên khoát tay ngắt lời Đặng Kim Du, ra hiệu anh ta đừng nói nữa. Đặng Kim Du không dám nói gì tiếp, trong lòng anh ta âm thầm bội phục Hoàng Thiên, lá gan thật lớn. Khoảng 20 phút, bên ngoài biệt thự hoàn toàn trở nên lộn xôn. Mấy chiếc xe quân đội giết gào chạy tới, ngay sau đó liền truyền tới tiếng khẩu lệnh, sau đó ủng ra lộn xộn vang lên, một người châu Âu mặc đồ chiến đấu ngụy trang có gương mặt chìm như nước bước tới. Nhìn người có gương mặt châu Âu này bước tới, trên mặt Đinh Thiên Hải lập tức hiện ra vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Ca mát liếc mắt liền thấy Đinh Thiên Hải nằm dưới đất, lúc này Đinh Thiên Hải bị tường vi dùng kiếm mềm cây cổ, lúc nào cũng có thể mất đi cái mạng nhỏ. Thấy anh em kết nghĩa bị người ta đối xử như thế. Ca mát lập tức lửa giận mút trời. Ca mát nói tục, nện bước chân nhanh chóng đi tới hai tên nhân viên vũ trang đi theo sau lưng Kamat, dùng súng bảo vệ thủ lĩnh của bọn họ. Kamat, nhanh chóng cứu tôi, giết chết tất cả bọn họ đi đinh thiên hải lớn tiếng cầu cứu Kamat, bây giờ ông ta đã có người đáng tin cậy. Kamat nói tiếng hoa còn rất lưu loát, lúc này trợn tròn tròng mắt màu xanh, ông yên tâm, người khi dễ ông, một người cũng không thể sống. Nhìn thấy loại tình huống này, Hoàng Thiên cũng hơi nhức đầu. Hoàng Thiên thế nào cũng không nghĩ tới anh em kết nghĩa của Đinh Thiên Hải này vậy mà có bối cảnh như vậy. Đương nhiên nếu để Vũ Thanh kéo đội ngũ tới đây diệt đám người ca mát này thì cũng chỉ là chuyện trong vài phút. Nhưng bây giờ không thể, mười mấy tên nhân viên vũ trang ca mát đưa đến đều cầm súng AK, hỏa lực này quá mạnh mẽ. Đám người tiêu đông mai thấy cảnh này thì tất cả đều trở nên có sức sống. Đặc biệt là cả nhà Lương Hà Giang, cái đuối xém chút nữa phỉnh lên trời ha ha, viện binh của nhà họ đinh đến, hoàng thiên xong đời. Lương Hà Giang không kìm nén được sự hưng phấn, cười ha ha, khoa tay múa chân. Cũng khó trách Lương Hà Giang vui vẻ như thế, hoàng thiên chết rồi thì bọn họ liền có thể trở về Việt Nam, lại có thể trở về cuộc sống giàu có. Đúng vậy đó cha, lúc này xem hoàng thiên chết như thế nào, mẹ nó. Lương Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Lương Ngọc Lan cũng hăng hái, ưỡn ngực lên, chỉ vào Hoàng Thiên mắng, con mẹ nó Hoàng Thiên nhà mày, lát nữa bà cô đây lột ra mày trước rồi rút gân mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Cả nhà Lương Thiên Vũ bỗng nhiên la hét, cuối cùng Phan Liệt và Phan Hạo cũng bắt đầu hả hê đắc ý, chỉ vào Hoàng Thiên mắng, gọi anh bằng một cái tên khó nghe. Đám người này vừa rồi còn ở trước mặt Hoàng Thiên giả vờ đáng thương, bây giờ đều thay đổi sắc mặt tập thể. Hoàng Thiên nhíu mày, anh đã sớm biết đám bại hoại này thay đổi thất thường, chỉ là không ngờ sẽ trở nên vô sỉ như thế. Tiêu Đông Mai càng kích động đến nỗi con mắt tỏa sáng, bà ta cảm thấy hôm nay Hoàng Thiên chết là cái chắc. Nếu Hoàng Thiên còn sống sót được trong tình huống này thì mới là kỳ lạ. Ha ha ha, ông trời có mắt, Hoàng Thiên, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Tiêu Đông Mai cười ha hả ha hả, ha ha, quên luôn cả cái chân đang đau. Hoàng Thiên không thèm để ý đến Tiêu Đông Mai, tình huống khẩn cấp, anh phải suy nghĩ cách để ứng phó. Lúc này Hoàng Thiên chỉ đứng cách ca mát có 5, 6 mét, cho dù anh có lao đến chỗ ca mát với tốc độ nhanh nhất thì cũng sẽ bị thuộc hạ của ca mát bắn chết. Hoàng Thiên đang mải suy nghĩ về chuyện này thì Tiêu Đông Mai lại mở miệng nói, hừ, Hoàng Thiên, nể tình mày sắp chết, vậy thì tao sẽ nói cho mày biết một chuyện, để mày chết cho rõ ràng. Điều này đã khơi dậy sự hiếu kỳ của Hoàng Thiên, anh nhìn Tiêu Đông Mai nói, bà nói. Ha ha, thật ra, nguyên nhân mẹ mày chết sớm như vậy là bởi vì tao hạ độc mãn tính, cho nên bà ta mới ngỏm củ tỏi. Ha ha, thế nào, nghe xong tức lắm, đúng không? Tiêu Đông Mai chọc giận Hoàng Thiên xong thì cười vô cùng buồn nôn. Cái này, trái tim Hoàng Thiên bị đả kích nặng nề, lửa giận sông thẳng lên, suýt chút nữa tức đến mức hộp máu. Năm anh 4 tuổi, mẹ anh vĩnh viên rời khỏi anh, lúc ấy tất cả người bên ngoài đều biết mẹ anh chết vì bệnh, mà khi mẹ anh vẫn còn sống, Tiêu Đông Mai đã tiến vào nhà họ Hoàng và được cha của anh là Hoàng Văn Thành yêu thương chiều chuộng. Thế nhưng ai có ngờ được Tiêu Đông Mai lại độc ác như thế vậy? Không chỉ là kẻ thứ ba mà còn hạ độc chết mẹ cô ả à, Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe Tiêu Đông Mai chính miệng nói ra như vậy thì tức đến mức gân xanh nổi đầy chán. Tiêu Đông Mai, Hoàng Thiên này không đội trời chung với bài Hoàng Thiên tức giận gào lên, xông về phía Tiêu Đông meo mối thủ giết mẹ không đội trời chung. Hoàng Thiên đã hoàn toàn mất tự chủ, không được nhúc nhích. Hai tên thuộc hạ của Kamat cầm AK lên, họng súng chỉ ngay vào ngực Hoàng Thiên, nói một câu tiếng Việt không lưu loát. Audio điện tử võ tấn bền. Bởi vì có rất nhiều người Việt đến đây kiếm tiền, cho nên mấy thuộc hạ của Kamat cũng biết một ít tiếng Việt. Ha ha, tao rất thích xem bộ dáng tức giận muốn chết của mày. Thế nào, Hoàng Thiên, có phải ức chế lắm không? có phải mày sắp buồn nôn đến chết không? Tiêu Đông Mai ngồi dưới đất cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục khiêu khích, tao đã nói sự thật cho mày biết rồi đó, nhưng tên rác rưởi vô dụng nhà mày có thể làm được gì? Mày cũng với đám người mày mang đến đây chuẩn bị được đi gặp Diêm Vương rồi. Đệt mẹ mày! Hoàng Thiên không nhịn được mà nói tục, đẩy hai tên thuộc hạ của ca ra, bước nhanh về phía Tiêu Đông Mai, Tường Vi cùng Đặng Kim Du và hơn 20 tên thuộc hạ của Đặng Kim Du đều lau mồ hôi thay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm như vậy, rất có khả năng ca sẽ nổ súng bắn chết Hoàng Thiên đó. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ca thấy Hoàng Thiên không để anh ta vào mắt thì rất tức giận. Tân khốn, mày muốn chết. Ca hung hăng trợn máy nhìn Hoàng Thiên, sau khi mắng xong thì muốn hạ lệnh đánh giết Hoàng Thiên. Nhưng ngay tại thời khắc quan trọng này, Vũ Thanh ở bên cạnh lại đột nhiên quát to, ca mát, cậu thật giỏi nha. Ca mát giật nảy mình, anh ta cũng rất ngạc nhiên, tại sao giọng nói này lại quen thuộc đến như vậy. Ca mát nhìn về phía phát ra âm thanh, anh ta lập tức giật cả mình, miệng há to, vẻ mặt khiếp sợ. Ngài Thanh, là ngài. Ca mát giật mình nói, chạy về phía Vũ Thanh. Cùng lúc nó mấy tên thuộc hạ của ca mát cũng nhìn thấy Vũ Thanh, tất cả đều sợ ngây người, nhao nhao thu súng lại, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn. Hoàng Thiên đang chuẩn bị liều mạng với Tiêu Đông Mai, cho dù hôm nay anh có không sống được thì anh cũng muốn làm thịt Tiêu Đông Mai để báo thù cho mẹ thế. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ở sau lưng, Hoàng Thiên vẫn dừng lại, quay đầu nhìn qua. Không chỉ Hoàng Thiên, tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn về phía Vũ Thanh. Bọn họ thấy Vũ Thanh chắp hai tay ra sau lưng, bộ dáng vô cùng khí thế đứng ở đó, vẻ mặt bình tĩnh mà ca mát lại chạy đến trước mặt vũ thanh chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn ngài thanh ngài tại sao lại lại tới đây ca mát vì kích động nên nói tiếng việt không được trôi chảy cho lắm nói rất là cứng nhắc làm sao chẳng nhẽ tôi không được tới địa bàn của cậu sao vũ thanh lạnh lùng nói không không ngài thanh ngài vĩnh viễn là cấp trên của tôi mạng của ca mát này là do ngài ban tặng tôi vĩnh viên trung thành nghe theo ngài Camat khẩn trương nói. Vũ Thanh không nói thêm câu gì nữa, trong lòng anh ta đã biết điều này. Mấy năm trước Vũ Thanh cùng những thuộc hạ tinh anh của mình đã đi đến nhiều nơi để làm nhiệm vụ, bảo gồm cả cái quốc gia nhỏ bé ở châu Phi này. Lúc đó Camat không có được như bây giờ, Vũ Thanh đã từng bắt được anh ta trong một nhiệm vụ, lúc đó Vũ Thanh đã tha mạng cho anh ta. Nếu như không phải năm đó Vũ Thanh hạ thủ lưu tình thì Camat đã đi gặp thượng đế từ lâu rồi về sau ca mát đo theo hầu hạ vũ thanh chỉ là khi vũ thanh trở về việt nam thì không có dân anh ta theo gặp được vũ thanh ở đây ca mát vừa vui mừng vừa sợ hãi anh ta biết rõ thế lực của vũ thanh ở việt nam đáng sợ như thế nào cho nên ca mát không chỉ là báo ơn vũ thanh mà còn vì sợ vũ thanh ngài thanh vị này là ca mát chỉ hoàng thiên rồi hỏi vũ thanh cậu không cần phải hỏi nhiều cứ nghe theo những gì ngài thiên dặn dò là được vũ thanh nói ca mát kính sợ nhìn hoàng thiên một cái ca mát anh anh làm cái gì vậy đinh thiên hải sắp điên rồi lớn tiếng chất vấn ca mát câm mồm ca mát trừng mắt nhìn đinh thiên hải giờ thì cái gì thân với chả không thân hiện tại ca mát quan tâm nhiều như vậy anh ta chỉ biết anh ta không thể đắc tội vũ thanh cũng không dám đắc tội vũ thanh nếu không cái thế lực đáng sợ của vũ thanh ở việt nam sẽ đến đây nhìn anh ta thành cho mất Đinh Thiên Hải không dám ho he gì nữa, ông ta nhìn Hoàng Thiên, rồi lại nhìn Vũ Thanh luôn vâng lời Hoàng Thiên, cảm thấy vô cùng hoài nghỉ cuộc đời. Cậu chủ của nhà họ Hoàng ở Việt Nam có bối cảnh đáng sợ như vậy sao? Sau khi rời khỏi Việt Nam vẫn còn sức mạnh lớn như vậy sao? Đinh Thiên Hải không dám nghĩ tiếp, ông A cảm giác hôm nay ông ta có thể sẽ ngỏm củ tỏi. Bảy người nhà họ Phan với nhà họ Lương thấy cảnh này cũng bị dọa đến sụi lơ. Bọn họ vốn cho rằng ca mát sẽ chống lưng cho bọn họ, ai mà ngờ cái tên ca mát này lại sợ Vũ Thanh. Đây rốt cuộc là vì cái nghĩ, mẹ nó, nghĩ không ran bụp 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 bụp. Lương Thiên Vũ là người đầu tiên quỳ xuống trước mặt Hoàng Thiên, ngay sau đó tất cả người nhà họ Lương và nhà họ Phan đều quỳ xuống. Tiếng khóc lóc cầu xin vang lên không dứt. Tiêu Đông Mai không cười nổi nữa, bà ta ngồi dưới đấy run lẩy bận, hận không thể tát cho mình vài cái tát. Nếu như bà ta không nói ra chuyện năm xưa hại chết mẹ của Hoàng Thiên, có lẽ bà ta sẽ có một con đường sống, nhưng vừa nấy vì quá đắc ý mà bà ta đã nói chuyện này ra, bà A sẽ còn con đường sống sao? Nhìn thấy Hoàng Thiên đã rút dao găm ra, tiêu đông mai bị dọa đến trợn trắng mắt, tè đầm cả da quần. Con dao sáng loáng gần trong gang tấc, tiêu đông mai làm sao có thể không sợ được. Bà ta bị dọa đến gần như ngất xỉu. Đừng nhìn người đàn bà này luôn luôn kiêu ngạo hung hăng như thế, lúc sắp chết đến nơi, cô cũng rất sợ hãi. Hoàng Thiên từ trong ánh mắt của Tiêu Đông Mai thấy được sự sợ hãi tột độ của bà. Dục vọng cầu sinh khi sắp chết rất rõ ràng. Bà sợ. Hoàng Thiên cắn răng, dí mạnh giao hỏi Tiêu Đông Mai. Tiêu Đông Mai còn muốn mạnh miệng nhưng biểu hiện của bà ta đã bán đứng bà ta, quần ướt nước tiểu, cả người phát run, mặt mũi trắng bệch. Nói không sợ chắc cũng không ai tin. Hoàng Thiên, cậu không thể làm như thế, tôi dù sao cũng là mẹ kế của cha cậu. Cha của cậu. Dẹp cái bộ dạng kia đi, đồ đàn bà độc ác, hại hoàng thiên tôi thì cũng thôi đi, sao bà còn muốn hại chết mẹ tôi? Vì sao bà lại độc ác như vậy? Tiêu đông mai cuối cùng cũng hoàn toàn đầu hàng, bà ta quá rõ ràng hoàn cảnh trước mắt, hoàng thiên nhất định là muốn làm thịt bà ta. Mẹ, mẹ ở trên trời có linh thiêng thì nhìn kỹ, con hôm nay sẽ báo thủ nợ máu cho mẹ. Hoàng thiên ngửa đầu hô to, ánh mắt của anh đổ ngầu nắm chặt tóc của tiêu đông mai ngay sau đó hung hăng đâm dao vào đúng tim tiêu đông mai phụt ách ha tiêu đông mai hét to mắt trợn trắng lên ngã xuống đất chết ngay tại chỗ muốn giải mối hận trong lòng phải rút kiếm giết kẻ thù hoàng thiên chính tay mình đâm người giết mẹ mình trong lòng lúc này mới thoải mái một chút nếu không phải tiêu đông mai đắc ý quên hết trời đất nói sự thật chuyện nhiều năm trước ra Hoàng Thiên chắc chắn sẽ tiếp tục mơ mơ màng màng. Có lẽ do linh hồn của mẹ chỉ dẫn, Tiêu Đông Mai mới tự mình nói ra chuyện này, nếu không Hoàng Thiên thật sự cũng sẽ không làm thịt Tiêu Đông Mai. Chờ mắt nhìn Hoàng Thiên tự tay mình đâm Tiêu Đông Mai, người nhà họ Lương và nhà họ Phan tất cả đều bị dọa đến ngây như phóng. Bọn họ bây giờ mới phát hiện ra, đối đầu với Hoàng Thiên đúng là quá ngu ngốc. Hoàng Thiên ngay cả Tiêu Đông Mai cũng dám giết, huống gì là bọn họ. Cậu thiên à, cậu tha mạng cho chúng tôi đi, tiêu đông mai hại chết mẹ cậu, còn chúng tôi chưa làm gì cả. Lương Hà Giang hung hăng dập đầu với Hoàng Thiên, dập đến mức vang lên tiếng cộp cộp, dọa người khác đến mức ngây người. Ngay sau đó là Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan cũng bị dọa sợ, liên tục dập đầu để bảo toàn tính mạng. Người nhà họ Phan cũng dập đầu như gà mổ thóc, sợ đến tẻ ra quần. Hoàng Thiên ngược lại lại không muốn giết bọn họ, nhưng buông tha cho họ thì cũng không thể được các người cứ yên tâm đi đào mỏ ở châu Phi đi, làm chuyện sai thì phải trả giá đắt. Giọng Hoàng Thiên lạnh lùng nói với người nhà họ Phan à người nhà họ Lương. Hả? Bảy người nhà họ Lương và nhà họ Phan nghe Hoàng Thiên nói như vậy, tất cả đều đứng ngây ngẩn ở đó như tượng gõ. Ngài Thiên đáng kính, Đinh Thiên Hải là người thân của tôi, tôi cam đoan sau này ông ta sẽ bắt tay làm hòa với Ngài Đặng Kim Du. Ngài có thể tha cho ông ta hay không? mát lúc này đi tới bên cạnh Hoàng Thiên, dùng tiếng chung nói chuyện với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không để ý đến mát mà ánh mắt lại quét về phía Đinh Thiên Hải. Đinh Thiên Hải rất biết cách giải quyết vấn đề, nhanh chóng đi đến trước mặt Hoàng Thiên cúi đầu, "Cậu Thiên, anh em kết nghĩa của tôi nói không sai, tôi nhất định sẽ hòa thuận làm ăn với ngài Đặng Kim Đun nếu không thì ngài cứ qua đây làm thì tôi." "Được thôi, mát hôm nay tôi cho anh mặt mũi, sau này nên làm như thế nào chắc anh cũng biết rõ." Hoàng Thiên Bình thản hỏi Camat. Camat lập tức thi hành quân lễ với Hoàng Thiên, nói: "Ngài Thiên xin cứ yên tâm, sau khi ngài đi tôi chắc chắn sẽ chăm sóc ngài Đặng Kim Du thật tốt." Hoàng Thiên nghe thế liền mỉm cười, anh biết vừa rồi Đinh Thiên Hải đã lặng lẽ nói thầm với Camat, nếu không Camat cũng sẽ không nói nổi mấy lời này. Camat vô cùng tôn kính và e ngại Vô Thanh, chắc chắn sau này thời gian Đặng Kim Du ở Châu Phi cũng sẽ tốt hơn, Hoàng Thiên cũng không lo lắng chuyện này đỡ thi thể tiêu đông mai lên chúng ta quay về hoàng thiên nói với đặng kim du rõ hồ đặng kim du vội vàng chấp hành nhanh chóng đi làm theo sự phân phó của hoàng thiên thật ra trong lòng đặng kim du đang vui muốn chết hoàng thiên và vũ thanh đi châu phi vậy mà lại là ơn lớn của của anh ta địa vị của anh ta ở đây vậy mà lên như diều gặp gió tiêu hổ và tiêu tử phong hai cha con này trơ mắt nhìn tiêu đông mai bị hoàng thiên làm thịt sớm đã tức nổ phổi nhưng bọn họ không dám lên tiếng chỉ là trong lòng nhớ kỹ mối hận này, chờ cơ hội giết chết Hoàng Thiên. Ánh mắt Hoàng Thiên vẫn rất nhạy cảm, đã nhìn ra Tiêu Hổ và Tiêu Tử Phong từ lâu chỉ hận không thể lập tức giết mình. Đối với Tiêu Hổ và Tiêu Tử Phong, Hoàng Thiên Từ Lâu đã cảm thấy rất phiền. Nếu như đã làm thịt Tiêu Đông Mai thì cha con nhà họ Tiêu cũng không thể kém được, Hoàng Thiên quyết định dứt khoát tiến hai người này cùng lên đường luôn. Hai người các người không cần quay về mỏ vàng làm khổ sai nữa. Lương Thiên vỗ trông mong hỏi Hoàng Thiên. Đúng nha anh Thiên, anh thả cha con nhà họ tiêu ra thì cũng thả luôn chúng tôi đi Lương Ngọc Lan rất chờ mong nói với Hoàng Thiên. Người nhà họ Lương và nhà họ Phan đều vô cùng vui vẻ, bàn luận với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, cậu nói thật sao? Tôi và con trai tôi không cần về mỏ vàng làm việc nữa sao? Tiêu hổ trừng con mắt hung ác nghi ngờ hỏi Hoàng Thiên. Đương nhiên là thật, bởi vì ông và con ông hôm nay đều phải chết hoàng thiên lạnh lùng nói sau đó ra lệnh cho đặng kim du đưa tiêu hổ và tiêu tử phong kéo ra ngoài cho bọn họ lên đường hiểu rồi đặng kim du đồng ý phân phó cho đàn em kém tiêu hổ và tiêu tử phong ra ngoài tiêu hổ và tiêu tử phong bị dọa mất hồn hét to xin hoàng thiên tha mạng nhưng hoàng thiên lại không thèm để ý đến bọn họ một lát sau tiêu hổ và tiêu tử phong đã bị kéo ra ngoài ở nhà sau của nhà đinh thiên hải xử tử ngay tại chỗ Hoàng Thiên đánh giá người nhà họ Lương và họ Phan một chút, hỏi bọn họ, có ai còn không muốn quay về mỏ vàng làm không, cứ nói một tiếng. Không không không, chúng tôi chọn làm việc, làm việc nhiều mới rèn luyện thân thể được. Lương Hà Giang lắc đầu liên tục, nở một nụ cười cứng ngắc nói với Hoàng Thiên. Đúng vậy anh Thiên, tôi cũng tự nguyện xuống mỏ làm việc, tôi biết anh là vì tốt cho chúng tôi. Lương Thiên Vũ khóc lóc nước mắt nước mũi lem nhem mấy người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ đầu tự nguyện đi lên làm việc ở mỏ với đặng kim du hoàng thiên không nói gì vung tay ra lệnh với đặng kim du ra hiệu đem tất cả những người này trở về đinh thiên hải và ca mát cho người đưa hoàng thiên bọn đến tận ngoài biệt thự nói một chàng mấy lời khách sáo hoàng thiên cũng không tiếp xúc với bọn họ quá nhiều đưa theo bọn vũ thanh về đến địa bàn của đặng kim du sau khi về tới địa bàn của đặng kim du Hoàng Thiên sai người đưa thi thể ba người nhà Tiêu Đông Mai tùy tiện tìm một chỗ chôn. Về phần người nhà họ Phan và nhà họ Lương, tiếp tục ở lại với Trịnh Hiếu Phong và Trịnh Hải đem sức lực phục vụ cho mỏ vàng của Đặng Kim Du. Ban đêm, Hoàng Thiên dẫn theo Vũ Thanh và Tường Vi rời khỏi Châu Phi. Chiều ngày hôm sau, đám người Hoàng Thiên về tới thành phố Bắc Ninh. Chuyến đi đến Châu Phi lần này, Hoàng Thiên cảm thấy khối đá lớn ở trong lòng đã rơi xuống đất. Rốt cuộc phần tử cặn bã Tiêu Đông Mai này cũng đã nhận được kết cục xứng đáng. Tiêu Đông Mai đã chết, người nhà họ Phan và nhà họ Lương đều không thể làm điều ác nữa, tất cả đội viên đội đặc nhiệm được Hoàng Thiên sắp xếp để bảo vệ Lâm Ngọc An cũng đã được rút hết. Trưa nay, Hoàng Thiên đang chuẩn bị ăn cơm trưa thì điện thoại di động của anh vang lên. Nhìn dãy số hiện trên điện thoại lại là Đường Lương Hạnh gọi tới. Từ sau khi Hoàng Thiên mua nhà hàng hải sản biển xanh thì giao nhà hàng hải sản này cho Hoàng Linh Thế nhưng Hoàng Linh vẫn còn đang đi học nên không có nhiều thời gian để quản lý chuyện của nhà hàng, cho nên Hoàng Thiên bổ nhiệm Đường Lương Hạnh làm giám đốc của nhà hàng. Sau khi Đường Lương Hạnh làm giám đốc nhà hàng, năng lực làm việc vẫn rất mạnh, Hoàng Thiên cũng rất yên tâm. Hôm nay nhận được điện thoại của Đường Lương Hạnh, Hoàng Thiên hơi bất ngờ, bởi vì bình thường cũng không có việc gì, cho tới bây giờ Đường Lương Hạnh chưa từng gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Alo. Ngài Thiên anh nhanh tới đây đi nhà hàng xảy ra chuyện lớn rồi điện thoại vừa mới được kết nối giọng nói căng thẳng dồn dập của đường lương hạnh vang lên hoàng thiên không khỏi cho mày nhà hàng có thể xảy ra chuyện gì chứ nghe thấy giọng điệu dồn dập căng thẳng của đường lương hạnh thì có vẻ chuyện cũng không nhỏ cho nên hoàng thiên không có chậm trễ đi ra ngoài lái xe chạy thẳng đến nhà hàng hải sản biển xanh lúc này bên trong nhà hàng hải sản biển xanh thật sự là xảy ra chuyện lớn Quầy rượu bị người ta đập nát, khách hàng đang ăn cơm cũng bị hù sợ chạy hơn phân nửa, còn lại một số người to gan đứng ở xa xa quan sát xem náo nhiệt. Hoàng Linh cũng ở đây, cô đứng bên cạnh đường lương hạnh đang thỏa thuận với một một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chàng trai mặc đồ hiệu, dáng dấp cũng hơi đẹp trai, vẻ mặt kiêu ngạo nhếch miệng cười, vòng tay ôm eo cô gái trẻ. Cô gái kia khoảng chừng 20 tuổi, ăn mặc rất mê người, trang điểm đậm, dựa vào người chàng trai. Mẹ kiếp Tôi đập phá cái nhà hàng rách nát này của cô, cô còn có thể làm gì tôi chứ? Hoàng Linh, tôi nói cho cô biết, cô đừng có không biết xấu hổ. Cậu Vinh nhìn chúng cô thì đó là phúc của cô, con mẹ nó cô còn làm giá cái gì chứ? Chàng trai kiêu ngạo dùng tay chỉ vào mũi Hoàng Linh mắng chửi một hồi. Võ Ngọc Minh, chúng ta đều học trung trường, sao cậu lại như vậy chứ? Nếu cậu còn làm loạn nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát. Hoàng Linh cố gắng hết sức che giấu sự căng thẳng trong lòng nói với thằng nhóc tên Võ Ngọc Minh này. Sau khi Võ Ngọc Minh nghe thấy lời nói của Hoàng Linh, không nhịn được cười ha ha. Ha ha, Hoàng Linh cô đang nói mê sao? Cô có não hay không vậy? Cô báo cảnh sát có tác dụng không? Chân trước tôi vừa mới bước vào thì chân sau có thể đi ra, cô có tin hay không? Võ Ngọc Minh cười điện cuồng nói. Đúng vậy, lại còn lấy việc báo cảnh sát để hù dọa người ta nữa chứ hoàng linh tôi nói cho cô biết hôm nay nếu như cô không nể mặt cậu vinh tôi sẽ cho người đập nát cái nhà hàng này cô gái mà võ ngọc minh ôm tên là hồ hoàng anh cô ta cũng rất kiêu ngạo hét lên với hoàng linh hoàng linh thực sự là tức chết đi được hôm nay được nghỉ học cô bèn đến nhà hàng làm việc không ngờ lại bị võ ngọc minh và hồ hoàng anh đuổi theo tới đây võ ngọc minh và hồ hoàng anh là một đôi tình nhân họ đều bạn học cùng trường đại học với hoàng linh hai người này nhận được sự nhờ vả của cậu vinh chắc chắn phải lôi kéo Hoàng Linh ra ngoài uống rượu ca hát. Hoàng Linh không đồng ý, họ bèn đập phá quầy rượu ở trong nhà hàng. Hoàng Linh vẫn biết một chút về Võ Ngọc Minh, cô biết nhà Võ Ngọc Minh rất giàu có và có địa vị xã hội, những lời mà Võ Ngọc Minh mới nói lúc nãy cũng không phải là lời nói điên rồ. Nhưng làm sao Hoàng Linh có thể đi uống rượu ca hát với những người này chứ? Cậu Vinh kia là sinh viên mới chuyển đến trường Đại học Bắc Ninh, Hoàng Linh cũng có nghe thấy bối cảnh gia đình của sinh viên mới chuyển trường này cũng rất đáng sợ hồ hoàng anh tôi sẽ không đi cùng các cô nhờ hai người chuyển lời tới cậu vinh đừng đến làm phiền tôi nữa hoàng linh nghĩ rồi lớn tiếng nói với hồ hoàng anh hồ hoàng anh nghe vậy lông mày dựng lên trừng mắt nhìn hoàng linh nói thật sự là không biết điều cô xác định để tôi chuyển lời như vậy với cậu vinh sao cô có biết hậu quả sẽ thế nào không hoàng linh căn môi cô cúi đầu không nói gì nữa cô đương nhiên biết nếu như chuyển lời như vậy tới cậu vinh Hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Tất cả giáo viên và sinh viên ở trong trường đều biết, cậu Vinh kia là một người không dễ đối phó. Đường Lương Hạnh đứng ở bên cạnh Hoàng Linh, cô nhìn thấy Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh không hề buông tha cho Hoàng Linh, Đường Lương Hạnh cũng nổi nóng. Hơn nữa vừa rồi Đường Lương Hạnh cũng đã gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, cô biết lát nữa Hoàng Thiên sẽ nhanh chóng tới đây, cho nên trong lòng rất tin tưởng. Hai người đừng có quá đáng như vậy. Hoàng Linh là chủ nhà hàng của chúng tôi, người có thể mở một nhà hàng cao cấp như vậy cũng không phải là người dễ bị ức hiếp. Tốt nhất các người suy nghĩ cho thật kỹ. Đường Lương Hạnh cảnh cáo Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh. Vốn dĩ cho rằng Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh còn có chỗ kiên rè, dù sao có thể mở nhà hàng lớn như thế ở thành phố Bắc Ninh cũng sẽ là người có thực lực. Đường Lương Hạnh cảm thấy nếu nói ra thân phận của Hoàng Linh thì Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh có thể bớt phóng túng. Thế nhưng không ngờ, sau khi võ ngọc minh nghe thấy lời nói của đường lương hạch khóe miệng cong lên vẻ mặt không quan tâm hồ hoàng anh thậm chí còn khít mũi cười ha ha tôi biết mà tôi nói trước kia hoàng linh nghèo giống như chó vậy sao đột nhiên lại trở thành bà chủ của nhà hàng chứ? có phải là ỷ vào sắc đẹp của mình đi quyến du ông chủ lớn có tiền nào đó hay không hoàng linh thấy hồ hoàng anh càng nói càng tệ cô tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ dần hồ hoàng anh cậu nói bậy bạ gì đó ai quyến rũ ông chủ lớn chứ hoàng linh tức giận đến nỗi lớn tiếng hỏi hồ hoàng anh vẻ mặt hồ hoàng anh cười khiêu khích nói với hoàng linh ha ha cô có quyến rũ hay không trong lòng cô không rõ sao dựa vào cái loại nghèo như cô thì có thể mở được nhà hàng cao cấp như vậy sao còn không phải dựa vào việc ngủ với đàn ông mới có được à cốt cô cái gì hừ cái loại hèn như cô còn giả bộ là cô gái trong trắng cái gì chứ cậu vinh cho cô thể diện cô cũng đừng không biết xấu hổ lập tức đi theo chúng tôi nếu không thì sẽ làm cho cô mất mặt hồ hoàng anh ôm cánh tay gian dậy và trách mắng hoàng linh tính cách của hoàng linh quá dịu dàng làm sao cô có thể là đối thủ của loại con gái hư hỏng như hồ hoàng anh chứ khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận đường lương hạnh càng tức giận hơn cô cũng biết hoàng thiên yêu thương cô em gái này bao nhiêu bây giờ em gái của ngài thiên bị ức hiếp như vậy có đáng hay không Nghĩ đến đây, đường lương hạnh tức giận nói với hai bảo vệ đứng ở bên cạnh, hai người còn làm cái gì vậy? Nhanh đuổi hai người này ra ngoài. Hai người bảo vệ kia bị chọc tức, bọn họ phụ trách công việc bảo vệ của khách sạn này, nếu có người ở đây phá rối, thì chính là đang tát bốp bốp vào thẳng mặt bọn họ. Nhưng hai người bảo vệ này không dám xông lên, vì bọn họ biết võ Ngọc Minh, biết được nhà thằng nhãi này khá là có tiên. Cũng khá là có quen biết, đắc tội với Võ Ngọc Minh, tuyệt đối sẽ không ăn được quả ngọt giám đốc hạnh một người bảo vệ bối rối nhìn đường lương hạnh vẻ mặt cực kỳ khó coi đường lương hạnh cũng đã nhận ra không thể trông cậy vào hai người bảo vệ này bọn họ căn bản không dám động vào võ ngọc minh hồ thế nhưng mắt thấy hoàng linh bị ức hiếp đường lương hạnh thật sự rất tức giận các người lập tức ra ngoài cho tôi đường lương hạnh tự mình ra trận chỉ vào võ ngọc minh và hồ hoàng anh và quát lên võ ngọc minh đứng nhắn nhít ba lăng nhăng ở đó vẻ mặt hèn hạ mỉm cười không ngừng liếc nhìn sang người đường lương hạnh Ngoại hình đường lương hạnh khá xinh đẹp, thân hình lại càng không cần nói, võ Ngọc Minh thật sự có chút suy nghĩ bậy bạ. Thấy võ Ngọc Minh nhìn đường lương hạnh một cách háo sắc như vậy, Hồ Hoàng Anh liền lên cơn ghen. Bởi vì sắc đẹp của Hồ Hoàng Anh kém xa so với đường lương hạnh, đừng nói đến việc so sánh với Hoàng Linh, ở trước mặt hai người đẹp Hoàng Linh và đường lương hạnh, Hồ Hoàng Anh cảm thấy tự tỉ mặc cảm. Cô bảo ai ra ngoài, cô nói lại lần nữa tôi nghe xem. Hồ Hoàng Anh bùng giận, lớn tiếng chửi mắng rồi xông lên, muốn đánh đường lương hạnh. Đường lương hạnh từ sớm đã không muốn chịu đựng hồ Hoàng Anh nữa, liền muốn ra tay với đường diệp. Hoàng Linh vừa thấy sắp đánh nhau, cô vội vàng ngăn cản. Đừng đánh, hồ Hoàng Anh cô quyết định đi, được không? Hoàng Linh vội vàng nói. Đi cái mẹ mày. Hồ Hoàng Anh lớn tiếng chửi Hoàng Linh, giơ tay lên vùng tát một cái ở trên mặt của Hoàng Linh. Một tiếng bốp vang lên giòn giã, cái tát này có lực không nhỏ, Hoàng Linh bị đánh đến mức khóe miệng chảy máu. Ngay lúc ấy, Hoàng Thiên từ bên ngoài đi vào, đúng lúc nhìn thấy Hoàng Linh bị đánh. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Thiên vẫn luôn nâng niu đứa em gái này trong lòng bàn tay, cực kỳ nuông chiều. Bình thường đến cả một câu nặng lời anh cũng không nỡ nói Hoàng Linh, không ngờ rằng ngày hôm nay lại tận mắt nhìn thấy em gái bị người khác đánh. Mặt của Hoàng Thiên trong chốc lát liền xa sầm xuống, bước vài bước tới phía sau Hồ Hoàng Anh. Hồ Hoàng Anh lại khá đắc ý, ở trường cô ta cũng bắt nạt Hoàng Linh không ít, bởi vì tính cách Hoàng Linh dịu dàng dễ bị bắt nạt. Vừa nấy tát Hoàng Linh một cái, Hồ Hoàng Anh đã cảm thấy khá sảng khoái. Địch mẹ mày, tôi cho cô mất mặt, hôm nay tôi đánh chết cô. Hồ Hoàng Anh thấy Hoàng Linh không đánh trả, cô ta lại càng hăng hái, giơ tay lên lại định đánh Hoàng Linh dầm. Ui da mẹ ơi! Hồ Hoàng Anh kêu lên sợ hãi lao tới trước, âm một tiếng ngã xuống đất, răng cửa đập vào mặt đất, đập đến mức lung lay. Chính là Hoàng Thiên đạp cô ta một cái vào mông, đạp cô ta phải nằm bò trên mặt đất. Hồ Hoàng Anh quay đầu lại nhìn, đột nhiên tức giận đến sôi máu. Anh bị ngu sao, vừa nãy là anh đạp tôi. Hồ Hoàng Anh bò dậy trên mặt đất, tức giận không nhịn được mà lao đến trước mặt Hoàng Thiên võ ngọc minh kia cũng ngẩn người một lúc nhưng rất nhanh chóng đã trừng mắt hung dữ nhìn hoàng thiên bước về phía hoàng thiên lập tức xin lỗi em gái tôi nếu nó không tha thứ cho cô cô đừng nghĩ có thể từ đây lành lặn đi ra giọng nói bình tĩnh mạnh mẽ của hoàng thiên vang lên cảnh cáo hồ hoàng anh hồ hoàng anh sao có thể trúng kế này của hoàng thiên vừa thấy hoàng thiên nói như vậy cô ta lại càng tức giận mẹ kiếp hóa ra anh là anh trai của hoàng linh chính là thằng vô dụng dựa vào vợ để sống đúng không? Hồ Hoàng Anh khá độc mồm, cô ta cũng đã tìm hiểu về hoàn cảnh nhà Hoàng Linh. Biết được Hoàng Linh có một người anh trai đi ở rể nhà vợ. Đối với loại chế diễu này, Hoàng Thiên từ sớm đã có khả năng miễn dịch, càng không để tâm trong lòng. Ngược lại, bộ mặt của Hồ Hoàng Anh lại khiến cho Hoàng Thiên thấy tức giận. Trên người Hồ Hoàng Anh, Hoàng Thiên lại tìm thấy bóng dáng của Trương Lan Phượng, người phụ nữ này và Trương Lan Phượng là cùng loại người. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai." Hoàng Thiên trầm giọng nói với Hồ Hoàng Anh. "Mẹ nó, anh có nói lại hay không thì có thể làm gì, bộ dạng ngu ngốc này của anh, còn chạy đến đây ra vẻ sao?" Võ Ngọc Minh bước đến với vẻ mặt xem thường, mồm bẩn thỉu nói với Hoàng Thiên. "Đường Lương Hạnh thấy Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh lại muốn tìm đường chết đến thế, cô có chút không kìm được mà muốn cười. Thầm nghĩ đôi trai gái chó má này điếc không sợ súng, lại dám nói vậy với Hoàng Thiên." thật sự đúng là không biết chữ chết viết như nào hoàng linh thấy anh trai đến cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm chỉ cần có hoàng thiên ở đây cô không sợ gì cả lúc này hoàng thiên liếc nhìn võ ngọc minh cũng không biết thằng danh này ở đâu chui ra vì sao lại gây chuyện ở đây nhưng hoàng thiên cũng không có tâm trạng hỏi những chuyện này thấy võ ngọc minh và hồ hoàng anh giống như sinh viên đại học hoàng thiên cũng không định ra tay tàn nhãn nếu không thì Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh sớm đã nằm đất rồi. Tôi thế nào, không cần tự tôi nói, hai người lập tức xin lỗi em gái tôi, sau đó rời khỏi đây. Hoàng Thiên khua khua tay với hai người bảo vệ, anh cũng lười phải quan tâm đến Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh. Nể tình bọn họ là sinh viên, Hoàng Thiên cũng không muốn hành hạ bọn họ. Không ngờ rằng, hai người bảo vệ lại không dám ra tay, lại càng không dám đi đuổi Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh có chuyện gì. Hoàng Thiên nhíu mày, hỏi hai người bảo trong đó một người bảo vệ với vẻ mặt khổ sở, anh ta cũng biết Hoàng Thiên mới là ông chủ thật sự của cửa hàng, bảo vệ nói với Hoàng Thiên, Ngài Thiên, chúng tôi không dám động tới họ. Lúc này Hoàng Thiên mới hiểu ra, thảo nào đôi nam nữ này ở đây lại hung hăng cản quấy đến thế, ầm, cả nửa ngày trời ra là họ cũng khá là có thế lực, bảo vệ không dám động vào. Địch, tưởng có bảo vệ liền ra vẻ sao? Anh hỏi xem họ có dám động vào chúng tôi không? võ ngọc minh hung hăng hỏi hoàng thiên còn vỗ vỗ vào ngực hoàng thiên cực kỳ khiêu khích dầm hoàng thiên sao có thể để võ ngọc minh quen thói mạnh mẽ tát thẳng thằng danh con này một cái tát cái đệch võ ngọc minh trợn trừng mắt ôm mặt không dám tin trợn trừng mắt với hoàng thiên anh ta không ngờ hoàng thiên lại dám ra tay đánh anh ta anh chán sống rồi sao có biết tôi là ai không tôi là võ ngọc minh võ ngọc minh tức giận nói với hoàng thiên sau đó vung nắm đấm hướng đến mặt Hoàng Thiên. Kết quả có thể tưởng tượng được, Võ Ngọc Minh bị đá một cái ngã lăn xuống đất, ruột suýt chút nữa thì đứt. Hoàng Thiên cũng là bị làm phiền, đạp liên tục vào Võ Ngọc Minh ở dưới đất. Nếu bảo vệ sợ gặp chuyện không dám ra tay, Hoàng Thiên cũng không muốn làm khó bảo vệ, anh đành tự mình ra tay. Không tới 10 giây, Võ Ngọc Minh đã không chịu được, bị đá đến mức không ngừng kêu thảm thiết. Mẹ Kiếp đừng đá nữa đừng đá nữa anh có tin tôi đi tìm cậu vinh tiêu diệt anh không anh có tin cậu vinh sẽ xử lý em gái anh một thể luôn không võ ngọc minh ôm đầu đe dọa hoàng thiên vừa nghe thấy lời này hoàng thiên lại càng giận dữ đe dọa anh cũng không sao cả đe dọa hoàng linh thì hoàng thiên lại không thể chịu đựng được ha ha cậu vinh cậu vinh nào hoàng thiên cười lạnh lùng đạp vào đầu võ ngọc minh rồi hỏi hoàng thiên đạp vào đầu võ ngọc minh chân còn dai nghiến phía trên vài lần. Võ Ngọc Minh sao có thể chịu đựng được, tai của anh ta bị đạp xước ra, đơn giản là đầu đang bị dẫm trà sát trên mặt đất. Cái đệch cái đệch, anh mau thả tôi rét. Võ Ngọc Minh gào thét, đau đến mức sắp vỡ hòa. Anh ta càng như vậy, Hoàng Thiên lại càng muốn hành hạ anh ta. Chỉ thấy chân của Hoàng Thiên lại càng dùng sức, sắp dẫm bẹp đầu của Võ Ngọc Minh đến nơi. Ao ao, ao ao, võ ngọc minh đau đến mức còn học kêu cả tiếng chó thật sự là không chịu đựng nổi hỏi anh đấy cậu vinh là người nào hoàng thiên không nhanh không chậm hỏi võ ngọc minh chịu không nổi vội vàng lớn tiếng kêu gào cậu vinh chính là khương văn vinh cùng một trường với tôi khương văn vinh hoàng thiên chưa từng nghe đến cái tên này quay về bảo tên khương văn vinh đó bảo anh ta sau này yên phận một chút nếu không thì anh ta sẽ hối hận đấy Hoàng Thiên nói với Võ Ngọc Minh. Võ Ngọc Minh không dám hả hê nữa, bởi vì thật sự không chịu nổi sự hành hạ của Hoàng Thiên với anh ta. Thế nhưng trong lòng Võ Ngọc Minh rất không chịu thua, anh ta cảm thấy Hoàng Thiên này chính là đang tự tìm đường chết. Hừ, chúng tôi biết rồi, trở về chắc chắn sẽ chuyển lời cho cậu Vinh. Anh mau chóng thả bạn trai tôi ra, sao có thể dã man như vậy? Hồ Hoàng Anh kia vô cùng tức giận kêu gào với Hoàng Thiên. Bốp, Hoàng Thiên không nói hai lời, tát một cái dễ như trở bàn tay, tát mạnh vào mặt Hồ Hoàng Anh. "Á, à, thằng khốn này, đánh cả phụ nữ. Thật sự không đáng làm đàn ông." Hồ Hoàng Anh ôm mặt tức giận gào thét với Hoàng Thiên. Bốp bốp, Hoàng Thiên lại thưởng cho cô ta hai cái tát, tát còn mạnh hơn cả ban nãy. Lần này đã đánh cho Hồ Hoàng Anh thấy choáng váng, ôm khuôn mặt sưng đỏ, không dám kêu nữa. Phụ nữ thì có thể làm sằng làm bậy, vừa nãy đánh em gái tôi rất thoải mái chứ hoàng thiên lạnh lùng hỏi hồ hoàng anh lại tát cho một cái tát nữa ao ao cái tát này dùng sức quá đà đánh hồ hoàng anh đến mức kêu lên một tiếng quá lạ lảo đảo ba vòng tại chỗ dầm một tiếng ngã xuống đất làm hai tên bảo vệ nhìn thấy run lẩy bẩy trong lòng họ đang thầm khâm phục hoàng thiên vẫn là ông chủ lợi hại đường lương hạnh nhìn thấy phải nói là sướng cô từ sớm đã muốn tàn nhãn dạy bảo Hồ Hoàng Anh và Võ Ngọc Minh. Lần này thì tốt rồi, Hoàng Thiên đã giúp cô chút được cục tức này. Trong lòng Hoàng Linh thì lại rất lo lắng, bởi vì cô vẫn còn muốn học ở Đại học Bắc Ninh, Hoàng Thiên đánh cả Hồ Hoàng Anh và Võ Ngọc Minh, sau này ở trường cô sợ là sẽ có không ít phiền phức. Lập tức xin lỗi em gái tôi, sau đó thì cút. Hoàng Thiên mất kiên nhẫn nói với Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh. Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh ôm một bụng tức giận, lại không thể phát tiết ra bọn họ sắp tức chết đến nơi nhưng các anh hùng không chịu thiệt thòi trước mắt trước mắt nếu không nghe lời hoàng thiên bọn họ sẽ bị đánh rất thê thảm hoàng linh xin lỗi hồ hoàng anh rất không cam chịu nhỏ giọng nói với hoàng linh xin lỗi võ ngọc minh cũng rất không cam chịu phải xin lỗi hoàng linh lúc này hoàng thiên mới thả võ ngọc minh ra Bây giờ trên mặt võ Ngọc Minh vẫn còn hăn dấu chân của Hoàng Thiên, khỏi nói nhếch nhác thế nào. Cút hết đi, sau này còn dám ước hiếp em gái tôi, tôi bẻ gãy chân các người. Hoàng Thiên nhỏ giọng cảnh cáo võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh. Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh không nói câu nào, ôm theo một bụng oán hận vội vã rời khỏi nơi này. Ngài Thiên, tôi thấy họ khá là không chịu thua, liệu sẽ có hại cho em gái anh không? Đường Lương Hạnh lo lắng hỏi Hoàng Thiên hoàng thiên nhìn đường lương hạnh anh biết người đẹp này rất thông minh trông vẻ cũng khá thấu đáo thật ra hoàng thiên từ sớm đã nhìn ra võ ngọc minh và hồ hoàng anh chắc chắn sẽ không chịu thua thậm chí sau này liệu có gây rắc rối cho hoàng linh chuyện này thật sự không thể dễ nói trước ha ha nếu bọn họ không sợ gãy chân thì tùy họ hoàng thiên khẽ mỉm cười đường lương hạnh cũng mỉm cười bưng hoa quả tới tiếp đãi hoàng thiên em gái vì sao họ lại đến tìm em gây rắc rối? Lúc này Hoàng Thiên hỏi Hoàng Linh. Hoàng Linh khẽ thở dài một tiếng, kể với Hoàng Thiên, chuyện Khương Văn Vinh liên tục quấy rối cô. Bây giờ Hoàng Thiên mới hiểu, Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh náo loạn cả nửa ngày trời, chỉ là hai con chó săn của Khương Văn Vinh mà thôi. Người thật sự gây chuyện là Khương Văn Vinh kia. Sau này có chuyện gì, lập tức gọi điện cho anh. Em biết rồi anh. Hoàng Linh ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngay lúc này, Vũ Thành gọi điện thoại cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe điện thoại, giọng nói của Vũ Thành truyền đến, "Cậu chủ, ông chủ và quản gia Trần đến rồi, muốn gặp cậu chủ ngay lập tức." "Tôi biết rồi, anh bảo bọn họ đợi tôi ở quốc tế toàn cầu đợi tôi." Hoàng Thiên nói xong, cúp điện thoại. Hoàng Văn Thành đến thành phố Bắc Ninh, chuyện này hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hoàng Thiên. Vũ Thanh là do nhận sự nhờ vả của Hoàng Văn Thành, mới đi châu Phi tìm kiếm Tiêu Đông Mai, bây giờ Tiêu Đông Mai đã chết, Vũ Thanh đương nhiên sẽ nói chuyện này cho Hoàng Văn Thành biết. Hoàng Văn Thành say mê Tiêu Đông Mai như vậy, một người vợ bảo bối nhỏ tốt đẹp đột nhiên bị giết chết, Hoàng Văn Thành sao có thể ngồi yên được? Chắc chắn sẽ đến thành phố Bắc Ninh tìm Hoàng Thiên. Vì vậy Hoàng Thiên không bất ngờ một chút nào, rất bình tĩnh. Em gái, lát nữa em mau về nhà đi, anh còn có chuyện đi trước đây. Hoàng Thiên đứng dậy, nói với Hoàng Linh. Ừm. Hoàng Linh gật gật đầu, đứng dậy tiến Hoàng Thiên. Đường Lương Hạnh cũng cùng Hoàng Linh ra ngoài tiến Hoàng Thiên, tiến Hoàng Thiên đến tận cửa của nhà hàng. Hoàng Thiên lên xe, lái xe đi thẳng đến quốc tế toàn cầu. Trên đường đi, Hoàng Thiên rất ngổn ngang trong lòng. Giết tiêu đông mai, Hoàng Thiên chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm một chút, nhưng lại không vui vẻ nổi không ngờ mẹ lại chết ở trong tay tiêu đông mai, Hoàng Thiên nghĩ đến người mẹ đã qua đời, sống mũi cay cay. Mà toàn bộ chuyện này, Hoàng Văn Thành là người chịu trách nhiệm rất lớn. Nếu Hoàng Văn Thành không có thú vui tìm của lạ ngoại tình khi đã kết hôn, thì đã không có chuyện tiêu đông mai bước vào nhà họ Hoàng, mẹ của Hoàng Thiên cũng không đến mức bị tiêu đông mai dùng thuốc độc từ từ hại chết. Trong lòng Hoàng Thiên nhớ đến tất cả những chuyện này, anh vẫn còn rất oán hận Hoàng Văn Thành. Mười mấy phút sau, Hoàng Thiên lái xe đến quốc tế toàn cầu. Lương Mạnh Bắc đã sớm đưa theo Lưu Nguyệt Hoa, còn cả một nhóm người cấp cao của quốc tế toàn cầu đứng ở trước cửa công ty chờ đón Hoàng Thiên. Quản gia Trần và Vũ Thanh, cũng ở trong đám người, đều đang ngóng trông mong chờ Hoàng Thiên. Tuy nhiên lần này, biểu cảm của quản gia Trần và Vũ Thanh rất nghiêm túc, hai người đều có tâm sự nặng nề. Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên họ lại không có gì khác thường mặt mày hớn hở nghinh đón cậu chủ. Cậu chủ, lát nữa khi cậu chủ đi vào cẩn thận một chút, ông chủ hình như rất tức giận. Quản gia Trần đến bên cạnh Hoàng Thiên, nhỏ giọng nhắc nhở Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, lại không nói gì cả. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng Hoàng Thiên lại hiểu rõ, anh cũng biết vì sao Hoàng Văn Thành nổi trận lôi đình, còn không phải bởi vì bà vợ nhỏ yêu dấu đã đi gặp Diêm Vương rồi sao. Cậu chủ, nếu ông chủ nổi giận, cậu nhìn ông ấy một chút, dù sao thì hai người cũng là cha con ruột, có chuyện gì từ từ nói. Vũ Thành cũng khuyên Hoàng Thiên một câu. "Cậu chủ, ông chủ ở bên trong." Lương Mạnh Bắc nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không nói gì, đẩy cửa đi vào. Những người khác không dám đi vào, chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài. Lúc này Hoàng Văn Thành đang đứng ở cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Ông ta đưa lưng về phía cửa đang hút từng hơi điếu xì gà của mình. Đến rồi à? Hoàng Văn Thành nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn Hoàng Thiên. "Ừm." Hoàng Thiên đáp lại, cũng không nói nhiều. Những chuyện con làm ở châu Phi, Vũ Thành đã nói với cha hết rồi. Cha muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần phải che che lấp lấp như vậy." Hoàng Thiên bình tĩnh nói. Hoàng Văn Thành siết chặt nắm đấm, trầm giọng hỏi, "Thiên cô ấy là mẹ kế của con là vợ của cha con sao con có thể giết cô ấy nhìn thấy bộ dáng đau thương khổ sở này của hoàng văn thành trong lòng hoàng thiên giấy lên một ngọn lửa giận anh biết hoàng văn thành đau lòng vì tiêu đông mai thậm chí còn vì người phụ nữ này mà chạy đến tận thành phố bắc ninh để hỏi tội anh ha ha bà ta là vợ của ông vậy mẹ tôi thì sao mẹ tôi là cái gì hoàng văn thành sửng sốt một chút vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều ông ta nói với hoàng thiên thiên cha biết mấy năm nay cha có lỗi với mẹ con đấy không phải là chuyện ông có lỗi với mẹ tôi hay không ông có biết không mẹ tôi bị tiêu đông mai hại chết là ông cho bà ta cơ hội và vốn liếng để hại mẹ tôi về cái chết của mẹ tôi ông cũng khó mà trốn tránh liên quan hoàng thiên giận dữ chỉ vào hoàng văn thành hét lên sắc mặt hoàng văn thành lúc trắng lúc xanh môi run run ông ta duy trì im lặng bởi vì chính ông ta cũng không phản bác được. Nhưng mà, còn có thể đưa cô ấy về Việt Nam mà, còn việc xử trí cô ấy như thế nào, cha tự có cách của mình. Hoàng Thiên im lặng một lúc lâu, sau đó mở miệng oán giận nói, cách của ông? Ha ha, thôi quên đi, ông sẽ giết Tiêu Đông Mai để trả lại công bằng cho mẹ tôi sao? Mười mấy năm trước, chính ông coi mẹ tôi như rác rưởi mà vứt đi, Hoàng Thiên càng nói càng kích động, trong mắt hiện lên mấy tia máu. Làm càn Hoàng Văn Thành tức giận vỗ bàn, khiến cho chén trà, văn kiện tài liệu trên bàn rơi hết xuống đất. Ông không cần dở trò uy nghiêm với tôi. Tôi báo thù cho mẹ tôi thì có gì sai. Tiêu Đông Mai hại tôi có nhà nhưng không thể về. Tôi vốn không muốn tính mạng của bà ta, nhưng chính bà ta lại mở miệng nói bà ta hạ độc chết mẹ tôi. Cho dù là ông trời cũng đừng mong giữ lại được cái mạng chó của bà ta. Hoàng Thiên tức giận nói. Hoàng Văn Thành thở dài một hơi, ông ta trầm mặc hơn một phút đồng hồ, không nói gì. Việc đã đến nước này rồi, cũng không thể bảo ông ta giết luôn con ruột của mình đi chứ. Huống chi Hoàng Thiên làm vậy cũng là nhân quả luân hồi, báo thù cho mẹ, không có gì đáng trách. Càng nghĩ, Hoàng Văn Thành chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này. Thiên, chúng ta đừng cãi nhau nữa, cha có lỗi với mẹ con, cũng có lỗi với con. Hoàng Văn Thành võ vai Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói. Hoàng Thiên cũng thở dài một cái, anh cũng không muốn trách móc cha mình nữa, có lẽ tất cả những chuyện này đều là số phận của anh và mẹ anh. Nếu con không có việc gì thì trở về Hà Nội đi, đừng ở thành phố Bắc Ninh này. Hoàng Thiên xoay người đi ra cửa. Cái này. Hoàng Văn Thành lập tức hoảng loạn, đối với ông ta mà nói, hai ngày nay ông ta đã bị đả kích rất nặng nề. Người phụ nữ ông ta yêu thương chết, con trai ông ta cũng oán hận ông ta, ông ta cảm thấy mình chưa bao giờ thất bại như vậy. Thiên, con đừng đi, chúng ta tiếp tục trò chuyện đi. Hoàng Văn Thành lớn tiếng nói. Hoàng Thiên không quay đầu lại, bình tĩnh nói, lòng tôi đang rất loạn, ông về đi, tôi chỉ muốn ở một mình. Nói xong Hoàng Thiên bước ra khỏi văn phòng. Hoàng Văn Thành nhìn Hoàng Thiên bước ra khỏi phòng, trong lòng ông ta cũng cảm thấy rất là ái náy. Rốt cuộc ông ta cũng hiểu được những đau khổ trong lòng của Hoàng Thiên, đương nhiên, nếu như Tiêu Đông Mai còn sống, chắc chắn Hoàng Văn Thành vẫn sẽ còn đắm chìm trong sự ôn nhu mềm mại mà Tiêu Đông Mai mang tới cho ông ta, làm gì rảnh mà đi cảm nhận nỗi đau trong lòng Hoàng Thiên. Sau khi Hoàng Thiên bước ra khỏi văn phòng của Lương Mạnh Bắc, vẻ mặt của anh rất là không tốt. Anh xem như là đã thấy rõ ràng, cha của anh, sau khi biết những chuyện mà người phụ nữ kia làm nhưng vẫn còn rất quyến luyến người phụ nữ kia hồ khốn khổ vì tình, không thể thoát ra được. Điều này khiến cho Hoàng Thiên càng thêm lạnh lòng, nhớ đến cái chết oan của mẹ, Hoàng Thiên cảm thấy bất công cho bà ấy. Cậu chủ. Đám người lương mạnh Bắc vây quanh Hoàng Thiên chào hỏi, nhưng Hoàng Thiên lại đi thẳng ra khỏi văn phòng quốc tế toàn cầu, rời đi. Vũ Thanh vốn còn định đuổi theo để hỏi thăm tình hình, nhưng thấy tâm trạng Hoàng Thiên không tốt, thế là không đuổi theo nữa. Cậu chủ làm sao vậy? Vẻ mặt lương mạnh Bắc mù mịt, ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Mạnh Bắc, ông đừng hỏi nữa tóm lại là cậu chủ không có sai sau nhiều năm như vậy ông chủ thật sự đã sai rất nhiều quản gia trần thở dài một hơi nói với lương mạnh bắc trong lòng anh đang rất loạn anh chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ để yên tĩnh một lúc hoàng thiên lái xe đến hồ thái bình ở vùng ngoại ô đây là một cái hồ nhân tạo gió nhẹ thổi qua làm mặt nước hơi dập dờn khiến nỗi lòng của người ta cũng bình ổn hơn rất nhiều hoàng thiên nhìn mặt hồ xa xa nghĩ đến quá khứ, trong lòng không biết là cảm giác gì. Một người ngôi ngây ngốc ở đấy đến trạng vạng tối thì Lâm Ngọc An gọi điện tới. Ông xã, sao anh chưa về nhà vậy? Giọng nói ôn nhu của Lâm Ngọc An truyền đến. Nghe thấy giọng nói của vợ mình, tâm trạng của Hoàng Thiên mới chuyển biến tốt hơn một chút. Hôm nay Lâm Ngọc An không đi làm, cho nên Hoàng Thiên mới không vội vàng trở về thành phố. Một lúc nữa anh sẽ về. Hoàng Thiên nói. Ông xã, anh làm sao vậy? Em nghe giọng anh có chút không ổn." Lâm Ngọc An Nhi ngờ hỏi, cô hiểu rất rõ về Hoàng Thiên, cô nghe ra được tâm trạng của Hoàng Thiên có chút không đúng. "Không có gì, một lát nữa anh sẽ về." Hoàng Thiên nói xong thì cúp điện thoại. Sau đó Hoàng Thiên lên xe, lái xe đi vào thành phố. Nhưng lúc này điện thoại của Hoàng Thiên lại vang lên. Người gọi đến chính là em gái của anh, Hoàng Linh. "Alo, anh em đang ở khách sạn đường nhân, anh có thể đến đón em không, em không thoát thân được. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rất nhỏ của Hoàng Linh, dáng vẻ giống như rất khẩn trương, sau đó còn nghe thấy giọng nói của một người đàn ông, ngay sau đó thì điện thoại bị dập máy. Chuyện này, tâm trang Hoàng Thiên rối loạn, sau khi nghe Hoàng Linh nói như vậy, lại thêm ở đầu dây bên kia có tiếng đàn ông, Hoàng Thiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thật sự là lo cái gì cái đó liền đến, xem ra em gái đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hoàng Thiên rất hiểu rõ em gái của mình, em gái anh là một cô gái ôn hòa ngoan ngoãn, trước giờ không bao giờ đi đến những nơi hỗn tạp. Nhưng vừa rồi khi Hoàng Thiên điện thoại, lại nói mình đang ở khách sạn đường nhân. Chuyện này là sao? Trong lòng Hoàng Thiên có dự cảm không lành, không khéo Hoàng Linh đã bị người ta lừa đến khách sạn rồi, cũng có thể là bị ép đến đường cùng phải đi. Tình hình cấp bách cũng không có nhiều thời gian để Hoàng Thiên suy nghĩ, liền lái xe đi đến khách sạn đường nhân. Cũng may chỗ anh cũng cách đó không xa, Hoàng Thiên chỉ mất 10 phút là đã đến được khách sạn đường nhân. Đây là một khách sạn rất bình thường, đối với thành phố Bắc Ninh mà nói, loại khách sạn như thế này không có tên tuổi gì hết. Lúc này Hoàng Thiên bước lớn đi vào khách sạn, sau đó gọi điện thoại cho Hoàng Linh. Gọi hết hai cuộc, Hoàng Linh cũng không nghe máy. Xin chào quý khách, Xin hỏi là ngài muốn dùng bữa hay sao ạ? À? Một người có bộ dạng giám đốc đi ra, rất lịch sự hỏi Hoàng Thiên. Tôi đến tìm người. Hoàng Thiên nói. Người đàn ông này là giám đốc của khách sạn đường nhân, từ khi anh ta thấy Hoàng Thiên bước vào, đã xác định Hoàng Thiên không phải là khách hàng đến dùng cơm, 10 phần hết 8 phần là đến gây chuyện. Bởi vì biểu cảm của Hoàng Thiên rất khó chịu, ông giám đốc này cũng biết quan sát sắc mặt. Tìm người xin hỏi ngài muốn tìm ai biểu cảm trên gương mặt của ông giám đốc này thay đổi đã không còn khách sáo như lúc này nữa hoàng thiên không có tâm tình tính toán với ông giám đốc này lúc này anh miêu tả sơ sơ hình dạng và quần áo mà hoàng linh mặc sau đó hỏi giám đốc người con gái này có ở chỗ của các người không giám đốc nhếch môi anh ta giờ có chút nghỉ ngờ hoàng thiên có phải đến gây phiền phức cho người con gái này hay không thật ngại quá chỗ chúng tôi không có khách hàng nữ mà ngài nói tôi chưa từng gặp qua giám đốc không khách sáo nói. Hoàng Thiên không thèm đếm xỉa anh ta nữa, anh nhìn nhìn thấy quán ăn ở tầng 1 không có người, liền định lên tầng 2 xem thử. Này này này, cậu này làm sao thế hả? Giám đốc cảm thấy phiền phức, đuổi theo Hoàng Thiên, sau đó dùng tay kéo áo Hoàng Thiên lại. Anh làm gì thế, buông ra coi. Hoàng Thiên trầm giọng nói. Cậu có phải là muốn kiếm chuyện không? Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ gọi bảo vệ đói giám đốc huy hiếp nói. Hoàng thiên đâu có thời gian lãng phí với anh ta, lúc này cái gì cũng không nói, cánh tay kẹp lấy đầu của giám đốc, kêu theo anh ta đi lên lầu. Trời ơi, cậu bỏ tôi ra, bảo vệ bảo vệ. Giám đốc vừa quào cổ mình rồi hét lên, rất nhanh, hai nhân viên bảo vệ ở sảnh khách sạn lập tức dùng dùi cui lao lên cầu thang. Bảo họ lùi lại đi. Hoàng thiên triệt để bực bội nói, cánh tay hơi dùng sức, Cổ của giám đốc bị kẹp khẽ van lên răng rắc một tiếng, suýt chút nữa cổ của anh ta bị bẻ gãy rồi. Giám đốc bị đau kêu oang oang lên, biết được sự lợi hại của Hoàng Thiên, anh ta cuối cùng cũng có chút sợ. Các người mau quay về đi, vị khách này chỉ đang đùa với tôi thôi. Giám đốc rất nghiêm túc nói với hai bảo hai bảo vệ có chút ngu ngơ, những chỉ đành lùi ra. Anh nghe cho rõ đây, tôi không phải là đến gây chuyện, cô gái trong hình là em gái tôi, anh lập tức đưa tôi đi tìm nó. Hoàng Thiên lớn tiếng nói với giám đốc. Được được ạ, à, vì khách này, em gái của ông đang ở phòng riêng 206 ạ, à, cô ấy đang ở trong đó cùng với mấy người bạn uống rượu hát karaoke. Giám đốc căng thẳng nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không làm khó vị giám đốc này, lúc này buông lỏng anh ta ra, sau đó bước lớn đi về phía phòng 206. Nhìn thấy cửa phòng đóng rất kính, Hoàng Thiên đẩy đẩy, không ngờ cửa lại bị chốt ở bên trong vị khách này ông không được vào trong đâu một nữ nhân viên đứng trước cửa ngang cản hoàng thiên lại cô cũng thừa biết hoàng thiên không phải là khách trong gian phòng này hoàng thiên không quan tâm đến nữ nhân viên đó lúc này đưa chân lên đá dầm cửa của gian phòng cá nhân đó bị đá bay ra lúc này người trong gian phòng cá nhân đó đều sửng sốt nhìn về hướng cửa ra vào hoàng thiên quét nhìn bên trong phòng một vòng anh vừa nhìn đã thấy vị trí ngồi của hoàng linh lúc này sắc mặt của Hoàng Linh đỏ ửng lên, ngồi kế bên cô ấy có hai người đàn ông đang nâng ly rượu lên, vừa rồi là đang khuyên Hoàng Linh uống rượu. Nhìn thấy cửa phòng bị đá bay, hai người đàn ông này liền thu lại nụ cười hèn hà của mình, toàn bộ tức giận nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn nhìn hai người đàn ông này, trong đó có một thanh niên tầm 20 tuổi, nhìn bộ dạng cũng sạch sẽ, ăn mặc thì vô cùng xa hoa, toàn thân trên người đều là hàng hiệu, đặc biệt là đồng hồ trên tay của tên nhóc này, chỉ ít cũng hai, 3 tỷ trở lên. Người đàn ông khác là một người trung niên tầm 40 tuổi, có cái đầu địa trung hải, trên đỉnh đầu cũng không còn bao nhiêu tóc nữa. Nhưng mà người đàn ông trung niên này áo quần bảnh bao, còn đeo một cặp kính cận, nhìn rất thư sinh nho nhã, rất giống người có học thức. Ngoài hai người đàn ông này ra, trên bàn còn có một cặp nam nữ trẻ tuổi, không ai khác là người hôm nay đã gặp ở nhà hàng hải sản tươi lệ giang võ ngọc minh và hồ hoàng nha sau khi hoàng thiên nhìn rõ võ ngọc minh và hồ hoàng anh cũng ở đây anh thật sự bất ngờ em gái sao lại ở cùng với hai người này audio điện tử võ tấn bền chẳng lẽ là bị hai người này uy hiếp thật đúng là người đẹp thì chuyện thị phi cũng nhiều em gái lớn lên xinh đẹp như vậy cũng thật đúng là quá nguy hiểm hoàng thiên trong lòng than vấn anh hai hoàng linh nhìn thấy hoàng thiên đến rồi thật sự rất vui mừng nỗi lo trong lòng cũng chìm xuống vội vàng đứng dậy chạy đến bên cạnh hoàng thiên hoàng thiên nhìn nhìn hoàng linh một hồi phát hiện em gái mình không có gì bất thường anh mới yên tâm em gái chuyện này là sao hoàng thiên nghỉ ngờ hỏi hoàng linh anh thật sự không biết xảy ra chuyện gì hoàng linh quay đầu nhìn mấy người trên bàn ăn hiển nhiên cô ấy có chút căng thẳng nhỏ tiếng nói với hoàng thiên không sao, anh Hai, anh dẫn em về nhà trước đi. Nhìn thấy Hoàng Linh căng thẳng như thế, Hoàng Thiên biết chắc bên trong có chuyện gì đó. Hôm nay nhất định phải làm rõ là đang xảy ra chuyện gì, nếu không thì Hoàng Thiên không thể nào yên tâm được. Sau này lỡ như em gái lại gặp phải chuyện gì nữa thì lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cho nên Hoàng Thiên không đi, tâm nhìn của anh đặt lên trên người nam thanh niên có tiền và người đàn ông có cái đầu địa trung hải. Hoàng Thiên không hiểu chuyện gì, Hoàng Linh thì lại hiểu rất rõ. Vừa rồi Hoàng Linh mượn lý do đi vào nhà vệ sinh, mới lén lén gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, bởi vì cô ấy không thể thoát thần được nữa, ngay cả đi vệ sinh cũng bị người khác theo dõi. Lúc gọi điện thoại cho Hoàng Thiên, cái người đàn ông ồn ào chính là Võ Ngọc Minh, thằng nhóc đó đứng ở ngoài cửa hối thúc Hoàng Linh nhanh lên. Bạn học Hoàng Linh, cô đang làm gì thế? Chúng ta đang uống rất vui vẻ mà, anh trai của cô sao lại đá cửa vậy? Người đàn ông trung niên nói, rất không vui chỉ trích Hoàng Linh. Giáo sư Hồng, thầy không phải nói lớp chúng ta có mười mấy bạn học sinh sẽ tham gia sao? Nên tôi mới đến. Hoàng Linh yếu đuối nói với ông giáo sư Hồng đó. Tại vì mười mấy bạn học đó đột nhiên không rảnh thôi, sao thế hả? Thầy và bạn học Vinh cùng em uống rượu không được sao? Và còn có cả Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh sao, không phải các em đều biết nhau hả? Giáo sư Hồng đầy đầy mắt kính, trận mặt bực bội hỏi hoàng linh giáo sư hồng tên đầy đủ là quách đức hồng là một giáo sư của đại học bắc ninh cũng là chủ nhiệm của hoàng linh nam thanh niên ăn mặc xa hoa chính là cái người được gọi là cậu vinh khương văn vinh đừng thấy khương văn vinh mới chuyển trường đến đại học bắc ninh không bao lâu nhưng quan hệ với giáo sư hồng lại không hề tầm thường võ ngọc minh và hồ hoàng anh không cách nào hẹn được hoàng linh đến đây khương văn vinh liền nhờ cậy quách đức hồng giúp đỡ lừa gạt hoàng linh đến đây vừa rồi khương văn vinh và quách đức hồng luân phiên khuyên hoàng linh uống rượu một lòng muốn chuốc say hoàng linh hoàng linh rất thông minh từ sớm cô đã nhận ra ý đồ của quách đức hồng và khương văn vinh cho nên mới mượn cớ đi ra nhà vệ sinh gọi điện thoại cầu cứu hoàng thiên thật ngại quá giáo sư hồng tôi thật sự không thể uống được nữa tôi muốn đi về cùng với anh trai tôi hoàng linh không muốn dây dưa với mấy người này nữa nói xong lời này đang định kéo hoàng thiên rời khỏi đây nhưng không thể ngờ được cái tên Khương Văn Vinh đó đứng dậy, cầm theo một ly rượu đỏ đi đến. Anh ta nhìn Hoàng Thiên, sau đó khinh miệt cười cười, quay đầu lại hỏi Võ Ngọc Minh nói, "Ngọc Minh, thằng này thật sự là anh trai của Hoàng Linh hả? Hê hê, chính là cái người mà cậu không thể xử lý đó hả?" Lúc Khương Văn Vinh nói lời này vẻ mặt cực kỳ phách lối kiêu ngạo, biểu cảm rất khoa trương, khóe miệng kéo dài tới tận mang tai. Võ Ngọc Minh đúng là một tay sai trung thành của Khương Văn Vinh từ lúc khương văn vinh chuyển tới đại học bắc ninh tới bây giờ võ ngọc minh vẫn luôn dốc sức cho khương văn vinh thấy khương văn vinh hỏi như vậy vẻ mặt thằng nhóc võ ngọc minh cợt nhả đứng lên đi tới gần hoàng thiên và khương văn vinh võ ngọc minh chỉ chỉ hoàng thiên đắc ý cười cười rồi nói cậu vinh có một điều anh không biết người anh trai này của hoàng linh ở thành phố bắc ninh trâu bò lắm đấy ồ oh, châu bò đến mức nào khương văn vinh bật cười phụt một cái khinh bỉ nhìn hoàng thiên sau đó hỏi Võ Ngọc Minh. Không phải châu bò bình thường đâu. Hôm nay ở nhà hàng hải sản biển xanh, tên này này cực kỳ kiêu ngạo luôn, còn bảo em chuyển lời cho anh, nói anh sau này đừng có đụng vào Hoàng Linh, nếu không nó sẽ khiến anh phải hối hận. Võ Ngọc Minh kể lại cho Khương Văn Vinh, chỉ sợ không làm bùng ngọn lửa của Khương Văn Vinh lên được. Quả nhiên chiêu này rất lợi hại, sau khi nghe Võ Ngọc Minh kể lại, Khương Văn Vinh chấp nghi, sắc mặt rất khó coi ha ha đúng là mày đã nói mấy lời đấy à khương văn vinh cười khẩy rồi hỏi hoàng thiên hoàng thiên ghét nhất là cái kiểu thích giả vờ này của khương văn vinh thấy thằng nhóc này giả vờ như vậy hoàng thiên cũng chỉ im lặng đúng vậy tôi nói đấy hoàng thiên nói rất bình thản mẹ kiếp khương văn vinh lập tức nổi giận từ nhỏ đến lớn không có ai dám vô lễ với anh ta mày biết tao là ai không Khương Văn Vinh trầm mặt xuống, chừng mắt hỏi Hoàng Thiên. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của Hoàng Thiên không được tốt lắm, anh làm gì có kiên nhãn nói nhảm với Khương Văn Vinh. Nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn này của Khương Văn Vinh, Hoàng Thiên rất muốn tát anh ta. Biết, mày là Vinh xuất sinh đúng không? Hoàng Thiên lạnh lùng cười một cái, nhìn Khương Văn Vinh giống như đang nhìn một thằng đần. Mẹ kiếp! Đương nhiên Khương Văn Vinh biết Hoàng Thiên đang chửi anh ta mà đâu phải chỉ mỗi anh ta hiểu bất cứ ai ở đây cũng hiểu cả nể mày là anh trai của hoàng linh nên hôm nay tao sẽ không đánh mày mày lập tức quỳ xuống xin lỗi cho tao khương văn vinh rất kiêu căng đứng đó chỉ chỉ dưới chân mình ra hiệu cho hoàng thiên quỳ ở đó hành động của khương văn vinh làm cho hoàng thiên thấy buồn cười xem ra nếu người đã tự đi vào đường chết thì ông trời cũng không ngăn cản được tao bảo này đồ xúc sinh mày có biết mày đang nói gì không vậy Hoàng Thiên mỉm cười, ánh mắt đùa bốn nhìn Khương Văn Vinh. Lúc này Khương Văn Vinh thật sự nổi điên luôn rồi, anh ta phát hiện mình chẳng hề dọa được Hoàng Thiên, không ngờ Hoàng Thiên lại không sợ anh ta nhìn thấy vẻ mặt Khương Văn Vinh ngày càng khó coi, Hoàng Linh cực kỳ lo lắng. Bởi vì Hoàng Linh hiểu quá rõ Khương Văn Vinh sẽ làm gì, tuy Khương Văn Vinh chỉ mới tới Đại học Bắc Ninh chưa được bao lâu, nhưng thầy trò trong trường đều biết gia cảnh của Khương Văn Vinh rất không đơn giản, mà liên quan tới mấy thứ đen tối. Anh, chúng ta về nhà mau đi, đừng tranh cãi với anh ta. Hoàng Linh vội vàng nhắc Hoàng Thiên, kéo tay Hoàng Thiên, định kéo Hoàng Thiên đi. Thật ra Hoàng Thiên cũng không muốn nhiều chuyện, trong mắt Hoàng Thiên, cái kiểu sinh viên đại học như Khương Văn Vinh và Võ Ngọc Minh cũng chỉ là mấy đứa con nít danh mà thôi. Nhưng chuyện này liên quan tới Hoàng Linh thì Hoàng Thiên không thể mặc kệ được. Tránh được mồng một không tránh được mười lăm, giả sử hôm nay tránh thằng nhóc họ Khương này, thế ngày mai thì sao? sau này hoàng linh làm sao mà sống nổi ở trường được đừng sợ anh sẽ giải quyết tốt chuyện này cho em hoàng thiên dịu dàng nói với hoàng linh nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh tự tin của hoàng thiên hoàng linh cũng yên tâm hơn lúc này cô ấy mới nghĩ tới chuyện thật ra bối cảnh của anh trai cũng rất không đơn giản con mẹ nó mày giải quyết cái gì chứ mau quỳ xuống với cậu vinh cầu xin anh ấy tha cái mạng chó của mày nếu không hôm nay bọn tao sẽ đánh chết mày." Võ Ngọc Minh trừng con mắt chó lên, hùng hùng hổ hổ nói với Hoàng Thiên. "Mày đang giả vờ cái quái gì ở đây vậy? Chỉ cần dập đầu xin lỗi cậu Vinh là được rồi, mày lại còn giả vờ, cậu Vinh chỉ cần dùng một ngón tay là đã giết chết mày rồi." Hồ Hoàng Anh đứng một bên cũng hăng hái chửi Hoàng Thiên. "Khương Văn Vinh thấy Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh thể hiện tốt như thế thì rất hài lòng đắc ý cười cười, chờ Hoàng Thiên quỳ xuống xin lỗi anh ta. Lúc này Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh không dám nói lung tung gì nữa, bọn họ nhìn Khương Văn Vinh, chờ Khương Văn Vinh trừng phạt Hoàng Thiên. Thằng nhóc chết tiệt, tao đã cho mày cơ hội rồi nhưng mày lại không quý trọng. Vẻ mặt Khương Văn Vinh trở nên âm trầm, lúc nói lời này, anh ta trở tay nhặt một chai rượu lên, cầm trong tay. Quách Đức Hồng đứng một bên thấy bọn họ sắp đánh nhau thì đứng ngồi không yên dù sao ông ta cũng là giáo sư, hơn nữa ông ta là người lừa Hoàng Linh ra, nếu thật sự làm lớn chuyện thì ông ta cũng sẽ bị bất lợi. Vì thế Quách Đức Hồng vội vàng đứng lên kéo Khương Văn Vinh và nói, cậu Vinh, cậu bất giận đi đã, dù sao người này cũng là anh trai Hoàng Linh, cậu muốn làm bạn tốt với Hoàng Linh thì sao lại đánh anh trai con bé được. Quách Đức Hồng vừa khuyên vừa nháy mắt với Khương Văn Vinh, ra vẻ làm người tốt. Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của Quách Đức Hồng thì trong lòng rất khó chịu, lúc nấy khi giáo sư Hồng nói chuyện với Hoàng Linh, Hoàng Thiên đã nghe rất rõ, chính giáo sư Hồng này là người đã lừa em gái mình tới đây. Nếu mà nói ghê tởm thì Quách Đức Hồng này còn ghê tởm hơn cả Khương Văn Vinh. Thôi được rồi giáo sư Hồng, nể tình thầy nên hôm nay tôi sẽ không đánh anh ta. Nhưng anh ta phải cút ra khỏi đây, đừng làm ảnh hưởng việc uống rượu của chúng ta. Khương Văn Vinh ngông cuồng chỉ chỉ Hoàng Thiên và nói với Quách Đức Hồng chuyện này dễ xử lý chuyện này dễ xử lý để tôi khuyên bảo thằng nhóc này quách đức hồng hèn hạ cười một tiếng sau đó quay người đi tới gần hoàng thiên cười nói nhóc cậu mau rời khỏi đây đi lát nữa cậu vinh mà nổi điên lên thì cậu gặp rắc rối lớn rồi đấy ha ha uổng cho ông là một giáo sư mở mồm là cậu vinh cậu vinh là cha ông à hoàng thiên lạnh lùng cười chế giễu gạch dưới quách đức hồng cậu cậu là một thanh niên mà sao chẳng biết phân biệt phải trái vậy hả nếu Hoàng Linh không phải học trò của tôi thì tôi thèm quan tâm cậu chắc. Quách Đức Hồng giận dữ, trách mắng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên càng nhìn Quách Đức Hồng càng tức giận, cái loại cặn bã suy đồi nhân phẩm này mà cũng xứng làm giáo sư à. Lão già, ông đừng có giả vờ làm người tốt ở đây. Nói thử xem, ông lừa em gái tôi tới đây là để làm gì hả? Hoàng Thiên quát hỏi, sau đó lập tức túm lấy cổ áo Quách Đức Hồng làm cho lão già này sợ hãi kêu lên, giận đến mức mặt đen xì. Cậu làm gì, thả tôi ra ngay lập tức. Quách Đức Hồng chừng con mắt tam giác lên, quát lớn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn ông già này vẫn còn sức lực, há có thể chiều ông ta. Bốp! Một bàn tay hung hăng tát vào mặt Quách Đức Hồng. Ui dai! Tên Quách Đức Hồng nhận nào có từng bị tát, ông ta bị tát rồi la to một tiếng, mặt kính cũng bị tát bay ngay cả tên bại hoại như ông đây cũng xứng làm tấm gương sáng cho người khác sao khương văn vinh cho ông bao nhiêu lợi ích mà khiến ông lừa gạt em gái tôi tới đây hoàng thiên nghiêm túc chất vấn thực ra anh rất lo lắng cho hoàn cảnh của em gái em gái dịu dàng trong sáng như vậy bên cạnh có nhiều sói ác như vậy nào còn có kẻ tốt cậu nói bậy bạ gì đó lập tức thả tôi ra quách nước hồng thẹn quá hóa giận hét lên với hoàng thiên thấy ông già này còn dám la to Hoàng Thiên sao có thể bỏ qua cho ông ta? Mười mấy cái tát chào hỏi tới tấp, tát quách Đức Hồng đến nỗi không tìm được đường để đầu hàng. Khương Văn Vinh đứng bên cạnh chỉ cười lạnh mà nhìn tất cả, hơn nữa không ra tay giúp đỡ quách Đức Hồng. Trong mắt Khương Văn Vinh, quách Đức Hồng chẳng qua là một con chó anh ta cho ăn thôi, vốn không đáng để anh ta ra tay. "Cậu Vinh, nhanh giúp tôi một chút, anh trai Hoàng Linh quá bạo lực." Quách Đức Hồng không ngừng kêu khổ, cầu cứu Khương Văn Vinh. Khương Văn Vinh cười mà không nói, đứng một bên rất ung dung bình tĩnh. Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh bên cạnh nín cười, bọn họ cũng vui vẻ muốn xem trận náo nhiệt này, nghĩ thầm Hoàng Linh xong đời, anh trai cô ta đánh giáo sư Hồng Thành dáng vẻ này, về sau cô ta ở trường học phải sống thế nào. Giáo sư Hồng khẳng định sẽ gây khó dễ cho cô ta. Hoàng Linh bên cạnh nhìn thấy anh trai đánh quách nước hồng như thế, tim cô cũng nhảy đến tận cổ rồi, cũng có chút mơ hồ, Cô cũng biết đêm nay quách nước hồng không có ý tốt, giúp đỡ khương văn vinh lừa cô. Mà dù sao quách nước hồng là giáo sư đó, về sau cô làm sao đến lớp học đây? Anh, thôi đi, đừng đánh giáo sư hồng, chúng ta về nhà. Hoàng linh gấp đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi xuống, kéo tay hoàng thiên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Hoàng thiên khẽ liếc nhìn em gái, anh cũng biết em gái không thấu hiểu xã hội này lắm. Rất nhiều chuyện không phải em cứ nhẫn nhịn lùi bước là có thể giải quyết được, nhưng nhịn mãi sẽ chỉ khiến người khác càng được nước làm tới. Nếu không thu dọn đám đồ chơi này gọn gàng ngăn nắp thì về sau em gái tuyệt đối sẽ không ngừng gặp phiền phức. Hoàng Thiên nghĩ đến đây bèn nói với Hoàng Linh, em qua bên kia ngồi trước đi, tất cả có em trai chủ trì cho em rồi. Hoàng Linh chọn to đôi mắt xinh đẹp, cô khẽ gật đầu, rất nghe lời mà ngồi xuống một bên. Mày làm chủ, má nó mày làm chủ cái gì? Thắng họ Hoàng mày nhớ kỹ cho tao, sau này em gái mày đừng mong học tập yên ổn trong trường. Này thì mày đánh tao này. Quách Đức Hồng vừa tức vừa xấu hổ, đã có hơi không kiềm chế được nỗi lòng, lớn tiếng mắng Hoàng Thiên. Ha ha, rốt cuộc ông đã nói ra lời trong lòng. Hoàng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, kéo cổ áo Quách Đức Hồng, hung hăng quăng ông ta vô vách tường. Dầm! Ôi má ơi! Đầu Quách Đức Hồng va vào tường, lập tức đầu rơi máu chảy, đầu ông ta sưng một cục, nhanh chóng té xỉu. Răng rắc. Hoàng thiên ném một bình rượu, từ phía sau đập trúng đầu quách nước hồng. Sóc rách. Quách nước hồng trợn trắng mắt, tựa như con lợn béo đáng chết, nằm dưới đất, đầu óc choáng váng. Bắt đầu từ ngày mai, không cho phép ông đến Đại học Bắc Ninh dạy học nữa. Nếu ông dám bước vào Đại học Bắc Ninh thì sẽ bị đánh gấy chân, ông nghe rõ chưa? Hoàng Thiên rất bình tĩnh nói với Quách Nước Hồng nằm dưới đất, Quách Đức Hồng xoa xoa cái đầu đầy máu, ông ta quả thực muốn bùng nổ. Nhưng ông ta không dám mạnh miệng với Hoàng Thiên, bởi vì thực tế ông ta không chịu nổi việc Hoàng Thiên đánh ông ta. Bộp bộp bộp. Khương Văn Vinh một bên võ tay một cái, gương mặt cười đắc ý hả hê, nói với Hoàng Thiên, hay lắm, xem ra Ngài Thiên đúng là không phải người bình thường, rất ngang ngược. Nhìn thấy con bê Khương Văn Vinh này có thể đắc ý như thế, Hoàng Thiên cũng vô cùng im lặng tôi là người như thế nào anh nhanh chóng sẽ biết thôi bây giờ tới phiên anh khương văn vinh nghe lời này của hoàng thiên ánh sáng lạnh lẽo trong mắt không khỏi lóe lên anh ta hừ một tiếng nói hừ cậu chủ tôi đây thật đúng là đánh giá thấp anh anh đã tìm đường chết như thế cậu chủ tôi liền thành toàn cho anh là được khương văn vinh nói xong thì lấy ra một con dao nhọn từ bên hông anh ta hung tàn nhìn chằm chằm hoàng thiên rồi đi tới lần này xem ra náo nhiệt đây cậu Vinh có làm thì tên họ Hoàng này không đây? Võ Ngọc Minh nhỏ giọng cười nói với Hồ Hoàng Anh, cười rất là hèn mọn. Họ Hoàng kia quá không biết tự lượng sức mình, đây không phải muốn chết sao? Há hái! Hồ Hoàng Anh cũng nở nụ cười, thì thầm với Võ Ngọc Minh. Cậu Vinh, đừng ra tay, đừng ra tay, ông chủ chúng tôi lát nữa sẽ đến, xin ngài trước tiên hãy bất giận. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng khách mở ra, quản lý đại sảnh kia lao đến, đầu đầy mồ hôi khuyên Khương Văn Vinh. Khương Văn Vinh rất phách lối liếc tên quản lý này một cái, hừ lạnh một tiếng, hừ, nói cho ông chủ các người biết, hãy dạy dỗ thằng nhóc không có mắt này tốt một chút. Nếu ông chủ mấy người không xử lý được thì cũng đừng trách tôi khiến khách sạn của mấy người dính máu. Lời nói này quá cuồng vọng, mặc dù quản lý đại sảnh rất không muốn nghe nhưng cũng không hoài nghi thực lực của Khương Văn Vinh chút nào. Bởi vì khách sạn này cách Đại học Bắc Ninh rất gần, lần này Khương Văn Vinh đến khách sạn này tiêu phí không ít, quản lý đại sảnh đã sớm biết nền tảng của Khương Văn Vinh, biết bối cảnh trong nhà cậu Vinh này rất đáng sợ. Khương Văn Vinh nhếch miệng, cao ngạo đứng ở đó, nhưng không ra tay với Hoàng Thiên nữa. Cửa phòng khách, hai nhân viên phục vụ nữ còn vụng trộm đến quan sát, chính là hai cô ả vừa mới nghe được vụ ẩu đả trong phòng khách nên mới đi thông báo cho quản lý đại sảnh. Không tới một phút đã truyền đến tiếng bước chân vội vã dưới lầu. Ngay sau đó một người đàn ông dâu đen khoảng 40 đến 50 tuổi mang theo bốn tên lâu la xông vào phòng khách. Ngại quá, ngại quá, kẻ hèn liễu thành giang là ông chủ khách sạn này. Xin hỏi vị nào là cậu Vinh? Người đàn ông dâu đen giới thiệu bản thân một chút, sau đó rất ân cần mà hỏi tới. Khương Văn Vinh nhìn ông chủ nơi này cũng khẩn trương hỏi thăm anh ta như vậy, anh ta không khỏi rất hả hê, cảm giác rất có mặt mũi. Vị này chính là cậu Vinh. Võ Ngọc Minh lúc này còn ngang tàng phách lối hơn chó cụt đuôi, đi lên phía trước cáo mượn oai hùng, chỉ Khương Văn Vinh giới thiệu với Liễu Thành Giang. Liễu Thành Giang nhìn Khương Văn Vinh một cái, sắc mặt ông ta khẽ đổi một chút, vẻ mặt tươi cười nói: "Chào cậu Vinh, xin hỏi ai trêu chọc anh? Anh yên tâm, tôi nhất định xử lý tốt giúp anh." Khương Văn Vinh nhìn thấy thái độ Liễu Thành Giang như vậy, anh ta càng đắc ý hơn, chỉ Hoàng Thiên rồi nói: chính là tên này này trêu chọc tôi, ông thay tôi dạy dỗ anh ta tốt một chút. Vốn dĩ Liễu Thành Giang đang định thể hiện một chút trước mặt Khương Văn Vinh để lấy lòng vị cậu Vinh này. Nhưng khi Liễu Thành Giang thấy Hoàng Thiên thì miệng lập tức biến thành chữ O, hai mắt trừng lớn như sắp rơi xuống đất. Mẹ kiếp, đây, đây không phải là Ngài Thiên đây à? Liễu Thành Giang nhận ra người trước mặt này chính là Ngài Hoàng Thiên, ngay cả lã Việt mạnh nhất thành phố Bắc Ninh cũng phải cung kính trước mặt Hoàng Thiên. Liễu Thành Giang đã lăn lộn rất nhiều năm ở thành phố Bắc Ninh, mở ra nhà hàng này, sao lại không biết chút chuyện này ở thành phố Bắc Ninh. Mấy tháng trước, Liễu Thành Giang đã tận mắt nhìn thấy Lã Việt đón tiếp Hoàng Thiên ra ngoài làm việc, lúc đó Hoàng Thiên cực kỳ oai phong. Trước mặt Hoàng Thiên, Lã Việt chỉ đơn giản là một cấp dưới. "Ngài, ngài Thiên." Liễu Thành Giang nói lắp, cứng họng nhìn Hoàng Thiên, cực kỳ căng thẳng. Hoàng Thiên chưa gặp Liễu Thành Giang bao giờ nhưng thấy liễu thành giang phản ứng như vậy thì cũng chẳng bất ngờ bây giờ ở thành phố bắc ninh hoàng thiên cũng được coi là rất nổi danh những người này biết anh cũng chẳng có gì lạ ông biết tôi hoàng thiên hỏi liễu thành giang liễu thành giang vội vàng gật đầu và nói biết đương nhiên biết ngài hoàng thiên ngài đến chỗ tôi ăn cơm đúng là quý hóa quá liễu thành giang cũng không biết nên nói gì mới tốt vẻ mặt tươi cười nói với hoàng thiên Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khương Văn Vinh thấy cảnh này thì cảm giác hơi hoang mang. Theo lý thuyết thì Liễu Thành Giang này cũng là một nhân vật có máu mặt, còn dẫn theo bốn tên thuộc Hạ Đầu Định, chắc cũng là dân xã hội đen. Sao Liễu Thành Giang lại kiêng rẻ Hoàng Thiên như thế? Chẳng lẽ thật sự Hoàng Thiên không phải là người dễ chọc? Khương Văn Vinh thâm suy xét trong lòng, lông mày nhíu lại, trong lòng rất khó chịu. Hai mắt Phó Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh cũng trợn tròn lên bọn họ đang chờ xem kịch vui, chờ tới lúc Liễu Thành Giang ra tay dạy dỗ Hoàng Thiên, nào ngờ Liễu Thành Giang nhìn thấy Hoàng Thiên như chuột thấy mèo vậy. "Ông chủ Giang, ông muốn giúp cậu Vinh đây đối phó với tôi hả?" Hoàng Thiên thản nhiên hỏi Liễu Thành Giang, Liễu Thành Giang nào dám đối phó với Hoàng Thiên chứ? Lã Việt hăng giọng một cái thôi là buổi tối Liễu Thành Giang đã gặp ác mộng rồi. "Không không không, ngài Thiên ngài đừng hiểu lầm, tôi nào dám chứ?" Liễu Thành Giang vội vàng khoát tay giải thích. Sau đó ông ta đi tới gần Hoàng Thiên, ghé tới sát nói nhỏ vào tai Hoàng Thiên, "Ngài Thiên, việc hôm nay xử lý gọn nhẹ chút đi, ngài có biết lai lịch của cậu Vinh này không?" "Lai lịch gì?" Hoàng Thiên im lặng nhìn Liễu Thành Giang. "Cha anh ta là ông chủ hội Chó Hoang." Liễu Thành Giang nói thầm với Hoàng Thiên, lại còn nháy mắt với Hoàng Thiên, ra hiệu cho Hoàng Thiên tuyệt đối đừng gây rối. "Hội Chó Hoang?" Hoàng Thiên hơi ngẩn ra, anh chưa từng nghe nói tới hội Chó Hoang nhưng lúc liễu thành giang nhắc tới hội chó hoang thì rất căng thẳng chứng tỏ hội chó hoang này rất mạnh được rồi việc này ông đừng để ý cứ đứng qua một bên là được hoàng thiên khoát tay với liễu thành giang ra hiệu ông ta tránh sang một bên liễu thành giang nôn nao tới mức đổ đầy mồ hôi ông ta sợ hoàng thiên và khương văn vinh sẽ đánh nhau ở đây bởi vì ông ta đều không thể đắc tội với cả hai người này cho dù bên nào bị thương hay mất mạng thì liễu thành giang cũng không thể gánh trách nhiệm nổi Xảy ra chuyện ở ngay trong nhà hàng của ông ta thì cái nhà hàng này của ông ta cũng đừng mong mở được nữa, chỉ sợ cái mạng nhỏ của ông ta cũng game OV Eurote. Ngài Thiên, cậu Vinh, hai người bình tĩnh chút đi, có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói đã. Liễu Thành Giang vội vàng khuyên nhủ. Nói con mẹ ông ấy, ông cút sang chỗ khác cho tôi, đồ ăn hại. Khương Văn Vinh tức giận mắng Liễu Thành Giang, hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Thành Giang. Liễu Thành Giang bị mắng mà chẳng hề tức giận, thậm chí còn chẳng phản bác câu nào, lúng túng đứng ở đó như một thằng đần. Mày tên là Hoàng Thiên đúng không? Tao nói cho mày biết, ông đây bây giờ rất bực mình. Tao cho mày hai lựa chọn, một là mày quỳ xuống dập đầu 10 cái cho tao, sau đó để em gái mày đi theo tao một tháng thì tao sẽ tha cho mày. Hai là mày có thể không đồng ý, nhưng tao sẽ chặt đứt một chân mày, biến mày thành một thằng què. Giờ đây Khương Văn Vinh cực kỳ kiêu căng, thâm trầm trừng mắt nhìn Hoàng Thiên và nói. Mấy lời này suýt chút nữa thì làm cho Hoàng Thiên phải phì cười, tạm thời Hoàng Thiên không biết rõ hội chó hoang là cái thứ gì, nhưng Khương Văn Vinh là cái thứ gì thì Hoàng Thiên đã hiểu rất rõ. Mày không nên có ý gì với em gái tao. Hoàng Thiên chỉ lạnh lùng nói một câu đấy, sau đó nhanh chóng đi tới gần Khương Văn Vinh hi con mẹ mày ấy. Khương Văn Vinh trợn tròn hai mắt lên, không thể che giấu bản tính hung bạo nữa, anh ta chửi lớn một câu rồi vung con dao nhọn trong tay lên, đâm tới trái tim của Hoàng Thiên. Chỉ một dao đã muốn lấy mạng người. Hoàng Thiên không khỏi tức giận trong lòng, Khương Văn Vinh này quá đa nghi quá tàn nhân, đây là đòn hiểm đấy. Nếu đổi lại là một người bình thường thì đã bị anh ta đâm chết rồi. Mẹ nó đúng là coi trời bằng vung mài, Hoàng Thiên nghĩ tới đó, lập tức ra tay nhanh như chớp, trực tiếp nắm lấy cổ tay cầm dao của Khương Văn Vinh hi mày. Khương Văn Vinh kinh hãi, anh ta không thể ngờ Hoàng Thiên lại mạnh như vậy. Cổ tay bị nắm lấy, Khương Văn Vinh cảm giác cực kỳ đau đớn, cổ tay anh ta sắp bị bóp gấy luôn rồi, cực kỳ đau đớn. Keng Rốt cuộc Khương Văn Vinh không thể nắm con dao trong tay được nữa, một tiếng keng vang lên, con dao rớt xuống đất. Khương Văn Vinh còn chưa kịp phản ứng thì nấm đấm của Hoàng Thiên đã lao tới như mưa hồ bụp 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 Mẹ kiếp, ai, ai u ra mẹ ơi. Khương Văn Vinh há to miệng, cũng không biết nên kêu gì nữa, anh ta bị đánh đến mức đầu óc trở nên choáng váng. Sau 10 cú đấm, mặt của Khương Văn Vinh đã biến thành một cái bánh bao thịt, xương vùi máu mũi chảy xuống qua hai lỗ mũi, Khương Văn Vinh đứng đơ ra như một thằng ngốc, cũng chẳng biết đánh trả lại. Hoàng Thiên hoặc là không ra tay, đã ra tay thì không hề nhẹt lúc này một tay Hoàng Thiện nắm chặt tóc Khương Văn Vinh, tay kia vung mạnh tát mười mấy cái trái phải trên mặt Khương Văn Vinh hi hoa Đừng đánh nữa, a à, mẹ mày, Mẹ kiếp mẹ kiếp. Khương Văn Vinh bị tát đến mức nghi ngờ đời người, thằng nhóc này hùng hùng hổ hổ, căn bản không tỉnh táo lại được. Lớn bằng từng này, anh ta chưa từng bị ai đánh như vậy, cha anh ta là ông chủ của hội chó hoang rất có thế lực trong tỉnh thành, ai dám động đến một ngón tay của anh ta? Nhưng tối nay thì khác, Hoàng Thiên căn bản không coi anh ta là người mà đánh, chỉ nửa phút đã đánh anh ta thành dáng vẻ không còn là con người. Liễu Thành Giang và bốn tên thuộc hạ đứng một bên thấy Hoàng Thiên đánh Khương Văn Vinh như vậy thì ngẩn người ra. Liễu Thành Giang thầm khâm phục Hoàng Thiên trong lòng, nghĩ thầm Ngài Thiên đúng là quá trâu bò, đánh cho cậu chủ hội chó hoang đến mức này. Giáo sư Hồng cũng đã bỏ dậy khỏi mặt đất từ lâu, nhìn thấy Khương Văn Vinh bị Hoàng Thiên đánh đến mức này thì trở nên hoang mang. Đây là cậu Vinh đấy, Hoàng Thiên này chết chắc rồi. Giáo sư Hồng còn mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ trong lòng. Võ Ngọc Minh nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ nhìn Hoàng Linh bên cạnh, nằm mơ cũng không ngờ Hoàng Linh lại có một người anh trai có thực lực như thế. Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh đều dơ ngạc nhiên, bọn họ cũng biết một chút hoàn cảnh gia đình của Hoàng Linh một chút, trong ấn tượng của bọn họ, anh của Hoàng Linh là một tên vô dụng đi ở rể. Nhưng tình huống đêm nay là như thế nào vậy? Một tên vô dụng vậy mà lại ngầu như thế, dám đánh cậu Vinh đến mức này. Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh hoàn toàn không tin vào cuộc sống này nữa. Đứng ngơ ngác ở đó, ngay cả thở cũng không dám thở. Thật sự lúc nhìn thấy Khương Văn Vinh bị đánh, nhóm Võ Ngọc Minh này muốn đi lên hỗ trợ, tranh thủ gây thiện cảm với Khương Văn Vinh. Nhưng Võ Ngọc Minh đã từng bị Hoàng Thiên cho ăn hành một lần, cậu anh ta ta biết rõ căn bản mình không phải đối thủ của Hoàng Thiên, làm sao dám đi lên hỗ trợ. Huống chi ông chủ quán rượu này là Liêu Thành Giang cung kính với Hoàng Thiên như vậy, nếu như Võ Ngọc Minh đi lên hỗ trợ, nói không chừng Liễu Thành Giang cũng sẽ không đồng ý. Càng nghĩ Võ Ngọc Minh càng thấy lựa chọn đứng một bên xem náo nhiệt là lựa chọn đúng đắn. Hoàng Thiên hung hăng dạy dỗ Khương Văn Vinh, đánh đến mức Khương Văn Vinh nhìn không ra bộ dạng của người nữa thì lúc này Hoàng Thiên mới dừng tay. Kêu to ta thế, sao không kêu nữa đi? Hoàng Thiên còn nắm tóc Khương Văn Vinh, lớn tiếng hỏi anh ta. Khương Văn Vinh không kêu nổi nữa, anh ta bị đánh đến mặt mũi bầm dập, chỉ sợ ngay cả mẹ anh ta cũng không nhận ra anh ta. Được lắm, Hoàng Thiên mày dám đánh tao như vậy, mày nhất định phải chết. Khương Văn Vinh mở to mồm thở hổn hển, im lặng nửa ngày mới dần mặt được một câu này. Tao chết sao? Ha ha, vậy thì mày có thể nhìn xem tao chết trước hay mày chết trước. Hoàng Thiên cười nhạt một tiếng, lại đấm cho Khương Văn Vinh mấy cú. Mấy cú này đánh còn ác hơn, chỉ thấy Khương Văn Vinh phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bên trong còn có hai cái răng hàm, đến cả răng cũng bị đánh gãy. Giây phút này Khương Văn Vinh không dám nói gì nữa, anh ta biết nếu nói không dễ nghe thì chỉ có thể bị Hoàng Thiên đánh cho thảm hơn. Ầm. Uhm. Hoàng Thiên cũng không muốn đôi co với tên này nữa, đạp một phát đá bay tên này ra ngoài. Phù phù một tiếng, cả người Khương Văn Vinh bay ra xa hơn trăm mét, lăn đến chỗ chân tường, lúc này mới dừng lại. Ô oh, oa. Wow. Khương Văn Vinh lại phun ra một ngụm máu. Chắc là bị đá nội thương. Nhìn thấy Khương Văn Vinh bị đánh đến thảm hại như vậy, giáo sư Hồng run rẩy cả người. So với Khương Văn Vinh, Quách Đức Hồng cảm thấy mình vẫn rất may mắn, ít nhất là không bị đánh thảm hại như thế. Giáo sư Hồng còn đang âm thầm cảm thấy may mắn đã thấy ánh mắt Hoàng Thiên nhìn đến mình. Con mẹ nó không được rồi. Giáo sư Hồng lập tức run lên, cảm giác không ổn. Không cầm thú, ông qua đây hoàng thiên vẫy vẫy tay với quách đức hồng ra hiệu cho ông ta đi đến quách đức hồng làm sao dám đi qua ông ta thấy rõ ràng là hoàng thiên muốn đánh ông ta tiếp theo ngài ngài thiên việc đêm nay không thể trách tôi được tôi lại không làm gì em gái anh quách đức hồng lắp ba lắp bắp rất hốt hoảng nhìn qua hoàng thiên nói hoàng thiên biết quách đức hồng chính là loại người xấu xa nhất vốn là một giáo sư vậy là lại giật dây làm mai cho học sinh nhà có thế lực đúng là làm chuyện buồn nôn nếu như không phải em gái nhanh trí gọi điện cho anh cầu cứu cũng không biết đêm nay sẽ xảy ra chuyện bi kịch gì nghĩ đến những thứ này lửa giận trong lòng hoàng thiên không ép xuống được con mẹ nó đừng nói nhảm đến đây hoàng thiên lớn tiếng quát quách Đức hồng quách Đức hồng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh ông ta không dám không nghe đành thấp thỏm đi đến gần hoàng thiên ngài thiên bốp hoàng thiên xoay bàn tay dùng lực toàn thân hung hăng tát lên má trái quách nước hồng ai nha mẹ ơi quách nước hồng kêu lên rất thảm thiết cả người quay ba vòng mới đứng vững được bên trái rơi mất bốn chiếc răng cầm răng khôn rơi ra trong vòng bàn tay quách nước hồng miệng đầy máu nói đi lừa em gái tao đến khách sạn này định làm gì hoàng thiên lạnh giọng hỏi quách nước hồng việc đêm nay anh không thể không hỏi cho rõ ràng nếu không có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai Hoàng Thiên không muốn em gái lại xảy ra chuyện. Quách Đức Hồng biết không thành thật nói ra thì không được, nếu lại mạnh miệng nữa thì cả hàm răng cũng sẽ bị Hoàng Thiên và dụng. Ngài Thiên, đây là chủ ý của Khương Văn Vinh cả, cậu ta bảo tôi lừa Hoàng Linh đến khách sạn này sau đó chúc rượu cô ấy, đêm nay ở trong phòng khách sạn này. Audio điện tử võ tấn bền Quách Đức Hồng mặt mũi khổ sợ nói với Hoàng Thiên, nói đến đây, ông ta không dám nói tiếp nữa hoàng thiên nghe được lời này không khỏi hung hăng cắn răng một cái quả nhiên là chuyện như vậy đêm nay đúng là quá nguy hiểm rồi nếu không phải trước khi say hoàng linh kịp gọi điện thoại cầu cứu thì không phải là đã bị khương văn vinh đạt được mục đích rồi hay sao cậu ta bảo thì mày liền làm à mày thế mà là giáo sư đó chuyện thất đức như vậy mà cũng làm được sao hoàng thiên phẫn nộ hét lên hung hăng đấm một cú vào mũi quách đức hồng ngay lập tức mũi quách nước hồng chảy máu không ngừng nhìn vô cùng đáng sợ quách nước hồng bị đánh đến khóc không sai chính là khóc ngài thiên đừng đánh tôi tôi thật sự không chịu được quách nước hồng khóc nước nở nói nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của quách nước hồng hoàng thiên thật sự không biết nói gì hoàng linh ngồi ở một bên cũng ngây người trong trường học quách nước hồng luôn luôn vô cùng kiêu ngạo ngang ngược nhưng bây giờ vì cái mũi mà khóc sao Quách Đức Hồng, con mẹ nó mày, mày không phải nói cũng muốn có được Hoàng Linh sao? Mày còn nói cho ông đây xong việc rồi thì tặng cô ấy lại cho mày sao? Khương Văn Vinh tức giận bò dậy từ dưới đất chỉ vào Quách Đức Hồng mắng to. Quách Đức Hồng bị mắng cũng không dám cãi, ông ta biết đêm nay không xong rồi, kể cả Hoàng Thiên có tha cho ông ta thì Khương Văn Vinh cũng không tha cho ông A. Lão già, cậu ta nói thật sao? Hoàng Thiên giận dữ hỏi Quách Đức Hồng. Quách Đức Hồng không nói gì, giống như ngầm thừa nhận. Am. Hoàng Thiên đạp một phát vào hạ bộ Quách Đức Hồng. Ai yêu Linh. Quách Đức Hồng nhảy dựng lên cao hơn một mét, đau đến muốn ngất đi, cảm giác như trứng cũng nát rồi. Hai người các người cũng quay lại đây. Dưới cơn thịnh nộ của Hoàng Thiên, chắc chắn không thể tha cho ai cả, chỉ chỉ Võ Ngọc Minh và Hồ Hoàng Anh. Đôi chó nam nữ này đã sớm biết chắc chắn sẽ đến lượt mình, nhưng khi hoàng thiên muốn bọn họ đi qua bọn họ vẫn sợ đến mức tè ra quần nhưng lại không dám không làm theo hoàng thiên lợi hại như thế nào bọn họ đều thấy rõ võ ngọc minh và hồ hoàng anh nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt hoàng thiên ngay cả thở cũng không dám thở